Cự viên phía trên thấy tình hình này thì lóe lên vẻ tàn khốc trên mặt, hai nắm đấm thu lại bắt pháp quyết. Phạm Thánh Pháp tướng sau lưng ngưng tụ kim quang biến thành thực thể giống như tồn tại kim thân, cánh tay khẽ động, sau bàn tay màu vàng liền trực tiếp hướng màn sáng phía dưới nhấn xuống. Tiếng oanh minh vang lên, sáu quang cầu hiện ra phía trên màn sáng, sau khi lóe lên liền hội tu lại mà huyễn hóa ra một vòng xoáy màu vàng khổng lồ. Vô số phù văn trôi nổi trên vòng xoáy này, đồng thời truyền ra tường tiếng phạm âm hướng phía dưới mà đi đúng lúc này ánh sáng trong đôi mắt pho tượng thiên đỉnh chân nhân lóe lên bắn ra hai đạo tinh quang chém thẳng lên vòng xoáy nhưng vòng xoáy màu vàng chỉ vang lên một tiếng vang lớn một cỗ lực lượng cực kỳ lớn cũng từ vòng xoáy bay vọt ra đụng vào bên trên màn sáng phốc một tiếng mặt ngoài cả pho tượng hiện lên từng đoàn văn trận màu trắng sau đó liên tục thả ra thêm ánh sáng màu trắng sau một tiếng nổ lớn vậy mà vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được luồng lực bên trên nhưng vòng sáng màu vàng kia vẫn không ngừng chuyển động sức mạnh cực lớn như song chiều vẫn không ngừng đè xuống, không hề thấy có chút nào muốn dừng lại. Công kích khủng bố như vậy khiến pho tượng kia dù có huyền diệu vô cùng cũng không thể nào đủ khả tiếp tục chống đỡ được. Nhưng mà chỉ sau mấy hơi thở, bạch quang trên thân pho tượng thiên đỉnh chân nhân thu vào, những văn trận màu trắng cũng mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy. Hơn nữa, sau một tiếng gạc thì mặt ngoài hiển hiện vô số khe nứt, tất cả đều vỡ vụn ra thành từng khúc một khi không có pho tượng trợ lực mà chỉ dựa vào tiểu tháp màu vàng kim kia ra chỉ cấm chế thì lại càng không thể ngăn cản được sức lực cực lớn đang chuyên tới từ trên không trung kia. Cơ hồ cùng lúc pho tượng thiên đỉnh chân nhân bị hủy, tiểu tháp màu vàng kim cũng vang lên một tiếng trầm đục, màn sáng chỉ thoáng cái cũng theo đó mà sụp đổ. Lúc này, Hàn Lập đang ở dạng biến thân cự viên cười to, bàn tay to lớn đẩy lông lá đẩy mạnh xuống hư không. Vòng xoáy màu vàng kia cùng hai tòa tiểu sơn liền lóe lên biến mất. Đồng thời, tiểu tháp màu vang kim kia cũng bị một lực hút cực lớn kéo vào trong tay cử viên. Trong thời gian dài như vậy mà băng phách không thể lấy ra bảo vật, vậy mà lại cứ đơn giản như vậy mà rơi vào tay hàn lập. Kim quang lóe lên, kim mau cử viên xuất hiện bên cạnh băng phách, một tay bấm niệm pháp quyết đem hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục hình dạng con người. May mắn không khiến tiên tử thất vọng, thứ này đã lấy được. Băng phách đạo hữu nhìn xem bên trong có đúng là bảo vật mà ngươi muốn có sau khi Hàn Lập dùng thần niệm quét qua thì không do dự nói. Lần này có thể phá vỡ cấm chế đều là nhờ đạo hữu lực lượng hơn người, tiểu muội sao dám lựa chọn bảo vật trước chứ? Hay là Hàn Huynh hãy lựa chọn trước ba kiện bảo vật, sau đó tiểu muội mới từ trong số bảo vật còn lại chọn ra những vật cần thiết là được rồi. Băng phách rõ ràng vẫn còn đang cực kỳ khiếp sợ, vừa thấy hành động của Hàn Lập liền vội vàng xua tay từ chối. Đồ vật bên trong ta đã xem qua, trừ miếng ngọc giản có ghi lại bí thuật có thể mang ra tham khảo thì những bảo vật khác đều không có tác dụng với hàn mỗ. Hiện tại ta chỉ muốn đem miếng ngọc giản kia khôi phục một chút là được. Băng phách đạo hữu cũng không cần để ý gì đâu. Hàn lập cười nhẹ, cánh tay run lên liền trực tiếp ném tiểu tháp màu kim sắc cho băng phách. Đa tạ Hàn huynh đã ban thưởng, ân này tiểu muội nhất định ghi nhớ trong lòng, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Băng phách thấy Hàn lập biểu hiện như vậy thì nội tâm buông lỏng chút ít mà cảm kích nói. Sau đó, nàng liền dùng thần niệm kiểm tra bảy tám dạng bảo vật trong tháp, sau đó lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ thẫm đưa cho Hàn Lập. Cái ngọc giản nếu có tác dụng với Hàn Huynh thì không cần phục chế làm gì, cứ trực tiếp cầm lấy là được. Nàng này vậy mà lại nhanh chóng nói ra như vậy, nếu đạo hữu đã nói như vậy, nếu Hàn mỗ từ chối thì đúng là không phải. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, cũng không chối từ mà nhận lấy. Băng phách thấy vậy thì tự nhiên cười nói, sự tình nơi này đã xong, chúng ta cùng nhau rời khỏi thôi chứ. Nếu vạn nhất tòa pháp trận bên ngoài bị người phá hủy thì việc đi ra lại gặp phải khó khăn lớn rồi. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút liền nói, Hàn Huynh đợi một lát, những năm tiểu muội ở trong này đã có thể không chế một bộ phận cấm chế của thiên đỉnh cung. Để ta đi kích phát một số cấm chế của thiên đỉnh cung để lấy đi một số vật tốt. Như vậy, đợi khi tụ hợp cùng huyết phách thì tiểu muội có thể khiến cho thiên đỉnh cung đóng lại bất cứ lúc nào, có thể dễ dàng đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Băng phách mỉm cười trả lời ý kiến đó rất hay, đạo hữu hãy làm đi. Hàn lập tự nhiên không phản đối mà nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy hai người liền cùng độn quang mà bay ra ngoài đại điện. Sau thời gian một bữa cơm, thân ảnh hai người đã xuất hiện trước tòa truyền tống trận. Một tay Hàn lập bấm niệm pháp quyết, điểm một cái vào hư không. Theo đó, pháp trận liên vang lên tiếng ông ông cùng linh quang màu tím. Hai người đi vào pháp trận, chỉ chốc lát đã biến mất không thấy. Bên ngoài tấm bia lớn to như ngọn núi, ba đạo nhân ảnh đang tụ tập trước mấy đoàn ngân văn cực lớn, thần sắc ai nấy đều ngưng trọng, không ai nói gì. Không ngờ lại đúng là đám ba người tiêu minh, ba gã đại thừa của đại lục huyết thiên này sau khi trải qua một phen gian khổ bên ngoài rốt cuộc cũng xông vào được không gian này. Đạo hữu thanh bình, người có chắc chắn đây chính là cửa vào. Sẽ không phải là nhầm rồi chứ, nếu không tại sao chúng ta đã thử đủ mọi phương pháp mà vẫn không cách nào mở ra được vậy. Tiêu Minh trầm giọng hỏi Thanh Bình đạo nhân, chắc chắn không thể sai được, chỉ là phương pháp tiến vào giường như đã bị người nào động tay chân khiến pháp quyết trước kia mất đi hơn nửa hiệu lực. Mà bần đạo cũng hiểu một chút ngân khoa văn nhưng cũng chưa thực sự tinh thông. Như vậy đi, bần đạo sẽ thử thêm một lần, nếu vẫn không được thì chúng ta sẽ dùng lực phá vỡ. Tuy rằng như vậy có thể xúc động những cấm chế khác nhưng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy được. Sắc mặt thanh bình đạo nhân sau khi thoáng hiện vẻ do dự thì cắn răng nói. Được, đạo hữu cứ làm hết sức đi, nếu thật sự không được thì chúng ta cùng liên thủ phá vỡ cửa mà vào. Sau khi tiêu minh suy nghĩ một chút thì cũng nhẹ gật đầu. Vạn hoa phu nhân đối với việc nãy dĩ nhiên không có ý kiến gì. Vì vậy, sau khi thanh bình đạo nhân hít một hơi thật sâu thì khẽ động 10 ngón tay, nhanh chóng vận khởi từng đạo pháp quyết, đồng thời lầm bẩm trong miệng những chú ngữ tối nghĩa. Trước mặt, bốn miếng ngân văn trên tấm bia lớn bắt đầu nổi lên ánh sáng sáng ngời theo âm thanh chú ngữ mà chậm rãi chuyển động theo một quỹ tích quỷ dị, dường như từng chút từng chút quyện lại với nhau. Mở, sau thời gian uống cạn một chén tả, thanh bình đạo nhân bỗng quát khẽ một tiếng, một ngón tay xông tới điểm lên một điểm trên tấm bia đá. Bốn miếng ngân văn sau khi mơ hồ một chút thì bỗng nhiên nhanh chóng tụ lại một chỗ mà biến thành một đoàn ngân quang cực kỳ lớn. Theo từng đạo chú ngữ phát ra rồn rập, ánh sáng màu bạc càng chuyển động nhanh hơn. Nhưng sau công phu mấy hơi thở liền vang lên một tiếng bạo liệt, Đoàn ánh sáng màu bạc phát ra một tiếng vỡ vụn mà mở ra, một lần nữa biến thành bồn đoàn ngân văn nhỏ mà trở về vị trí cũ. Dường như một phen thi pháp vừa rồi chỉ là tốn công vô ích. Ba người thấy vậy thì sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Chương 2365, Liên thủ. Sắc mặt Tiêu Minh đang âm trầm bỗng lóe lên, ho nhẹ một tiếng như muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, ngân văn trên tấm bia đá trước mặt bỗng vang lên từng tiếng âm thanh sau khi lóe lên liền tụ thành một đoàn biến ảo thành một văn trận màu bạc nhạt mờ ảo. Sau khi cả tòa văn trận sáng ngời thì bỗng có chấn động tại trung tâm, hiện ra một lỗ hổng thật lớn. Bên trong lóe lên thân ảnh của hai người một nam một nữ đang bay ra. Ồ, thì ra là ba vị đạo hiếu, đúng là trùng hợp A. Ánh mắt nam tử lướt qua ba người tỏ vẻ giật mình, nhưng lập tức lộ ra thần sắc cười như không cười nói. Nữ tử bên cạnh thì vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn tới ba người tiêu minh, thần sắc lộ vẻ cảnh giác hai người vừa đi ra hiển nhiên chính là Hàn Lập cùng băng phách tiên tử. Sắc mặt ba người tiêu minh sau một hồi đại biến thì liếc mắt nhìn nhau. Tình hình trước mắt như vậy chính là kết quả xấu nhất mà ba người bọn họ từng dự đoán. Hàn Huynh, người đã nhận được truyền thừa của thiên đỉnh chân nhân rồi sao? Tiêu Minh âm trầm hỏi, không có, nhưng người nhận được lại là đồng bạn của tại hạ. Thế nào, ba vị đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Hàn Lập mỉm cười hỏi một câu hời hợt, chuyện được dịch tại 4vn.eu. Cho dù hắn có mở miệng phủ nhận thì đối phương cũng tuyệt đối không thể nào tin, vậy nên cứ thừa nhận cho xong. Cái gì, chính là vị tiên tử này. Ồ, đúng là có chút kỳ quái. Ba người nghe vậy thì có chút bất ngờ, ánh mắt thoáng chốc đều đổ dồn lên người băng phách. Lúc này tiêu minh trao mày lại, lộ thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên hắn lúc trước chỉ đem băng phách tiên tử cùng huyết phách nhận làm một người. Chỉ là cảm ứng tu vi lúc này giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân dĩ nhiên cũng phát hiện điều này, đồng thời cũng hiện lên thần sắc nghi ngờ. Nhưng nếu đem so sánh với truyền thừa của Thiên đỉnh chân nhân thì dĩ nhiên việc này cũng không quá quan trọng. Tiêu Minh thở dài một hơi, có phần bất đắc dĩ nói: "Việc này đúng là có chút phiền phức rồi, chúng ta ba người mạo hiểm tiến vào nơi đây cũng chỉ vì truyền thừa của Thiên đỉnh chân nhân. Chẳng qua, nếu vị tiên tử này đã nhận được truyền thừa, nể mặt Hàn huynh nên ba người Tiêu Mỗ cũng không muốn làm khó tiên tử." Như vậy đi, ba người bọn ta muốn cùng vị tiên tử đây làm một cuộc giao dịch nhỏ, không biết ý kiến Hàn Huynh thế nào. Bảo vật mà thiên đỉnh chân nhân để lại thì chúng ta cũng không dám có ý nghĩ đoạt đi, chỉ là những bí thuật cùng phương pháp độ kiếp được lưu lại, mong tiên tử có thể phục chế cho chúng ta một bản được không. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không đòi hỏi không công, dĩ nhiên sẽ đưa ra một cái giá hợp lý khiến tiên tử hài lòng. Nghe có vẻ được đó, băng phách đạo hiếu, không biết người nghĩ thế nào. Hàn lập không cho ý kiến mà quay đầu hỏi lại nữ tử bên cạnh đúng là ta đã đạt được truyền thừa vài loại thần thông công pháp của thiên đỉnh chân nhân năm đó lưu lại nhưng chúng đều là bí thuật thần hồn nên đã trực tiếp in lên bên trong thần thức hơn nữa còn chứa đựng cấm chế huyết thệ lúc chưa tu luyện thần thông đại thành thì tuyệt đối không thể đem những công pháp này truyền cho người thứ ba nếu không thì thiếp thân nhẹ thì tiêu tan bộ phận thần thức đó nặng thì nguyên anh sẽ bị nổ tung mà chết về phần những thủ đoạn độ kiếp thì hoàn toàn không có nhưng dựa vào những ghi chép trong truyền thừa của Thiên đỉnh chân nhân thì việc Thiên đỉnh chân nhân có thể vượt qua nhiều đại thiên kiếp như vậy là bởi vì trước kia đã từng ăn một quả Đàm Lôi Tiên được lưu truyền từ tiên giới xuống mà thôi. Băng Phách sau khi nở một nụ cười thì liền nói hết một lượt khiến bọn Hàn Lập và Tiêu Minh đều khẽ giật mình. Đàm Lôi Tiên, đây đúng là một loại quả có trong truyền thuyết của tiên giới, nếu đúng là Thiên đỉnh chân nhân ăn được quả này thì đúng là có thể hiểu được vì sao chân nhân có thể vượt qua nhiều lần thiên kiếp đến vậy chỉ là chúng ta làm sao biết những lời của đạo hữu đâu là thật đâu là giả sau khi thanh bình đạo nhân nhướng mày thì dây dưa hỏi các vị muốn chứng minh việc này như thế nào băng phách tiên tử hỏi lại một câu với giọng lạnh lùng bần đạo có một môn bí thuật dưới tình huống không làm tổn hại đến thần hồn thì việc do thám thông tin trong thức hải của người khác có thể làm được chỉ cần đạo hữu đem thần thức lưu trữ vật kia mở rộng ra mơ tưởng làm gì có ai tự nhiên đem thức hải của bản thân mở rộng ra việc này cùng với việc đem tính mạng mình đặt vào tay kẻ khác thì có gì khác nhau chứ vẻ mặt băng phách thay đổi chỉ một câu liền chối bay việc đem tính mạng giao cho người khác dĩ nhiên là nàng không đồng ý rồi ý hàn đạo hữu ra sao tuy thần thông đạo hữu kinh người nhưng cũng không thể để ba người bần đạo cứ thế ra về tay không chứ thanh bình đạo nhân nghe vậy liền hít sâu một hơi nhìn hàn lập mà nói nếu đồng bạn của ta không muốn làm như vậy thì việc này nên đến đây thôi nếu thanh bình đạo hữu cảm thấy không có thu hoạch thì hãy tự mình tiến vào bên trong giả soát lại một chút biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn đấy hai người chúng ta cần phải đi xin cáo từ các vị tại đây ánh mắt hàn lập lóe lên dùng lời nói hời hợt trả lời cái gì nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích thì chẳng lẽ các người muốn lật lọng vạn hoa phu nhân giận dữ nói ra một câu khiến sắc mặt hàn lập bỗng nhiên trầm xuống thoáng cai bước về phía trước một bước chỉ chốc lát một cỗ khí thức khủng bố mạnh hơn nhiều so với những đại thừa bình thường phát ra, liền không chút khách khí nhằm vào ba người đối diện mà đè xuống. Vài tiếng bịch bịch vang lên, thanh bình đạo nhân cùng vạn hoa phu nhân bị cỗ lực lượng khủng bố kia đè xuống thì không thể chống đỡ nổi mà lùi lại mấy bước. Chỉ có thân hình tiêu minh khẽ run lên một cái, trên mặt nạ phát ra huyết quang mà miễn cưỡng đứng nguyên tại chỗ. Hàn lập thấy vậy thì nhíu hai mắt lại, đồng thời bước thêm một bước phát ra khí thức mạnh hơn nhiều lần, lần này thì tiêu minh chỉ cảm thấy trước mặt như có một hung thú thượng cổ đang bổ nhào về phía trước sau khi hừ một tiếng cũng không tự chủ được mà lùi lại một bước thủ đoạn hay quả nhiên lúc trước hàn huynh giao thủ cùng vạn hoa đạo hữu chỉ bộc lộ phân nửa tu vi với pháp lực hùng hậu của hàn huynh thì sợ là những chân linh thời thượng cổ cũng không thua kém bao nhiêu cho dù tính tình tiêu minh trời sinh âm trầm cũng không thể tự nén được sự kiêng kỵ thật lớn sau đó lạnh giọng nói hàn lập cười hắc hắc Khí tức khủng bố trên người cũng không có ý thu lại mà ngược lại khoanh tay nhìn vào ba người không nói một lời. Mà Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân sau một lúc kinh sợ thì sắc mặt bỗng biến hóa lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên rất muốn công pháp truyền thừa của Thiên đỉnh chân nhân. Nhưng nếu động thủ cùng đối thủ cường đại như Hàn Lập thì lại rõ ràng lại vẫn có ý sợ hãi. Đi thôi, sau khi Tiêu Minh nhìn Hàn Lập thật sâu lần cuối thì bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Tiêu huynh, chúng ta thật sự bỏ qua công pháp của Thiên đỉnh chân nhân sao? Thanh Bình Đạo Nhân nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Hàn Đạo Hiếu, nếu như vậy thì cần gì phải tự dước lấy cái nhục. Chẳng lẽ Thanh Bình Đạo Hiếu có thủ đoạn nào có thể kiềm chế được lửa giận của Hàn Huynh? Tiêu Minh bình tĩnh trả lời, cái này, dĩ nhiên không có, Thanh Bình Đạo Nhân cười khổ một tiếng rồi liên tục lắc đầu. Ha ha, nếu là tính thêm vợ chồng bọn ta thì sẽ như thế nào? Đúng lúc này bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân từ phía xa. Tiếp theo liền thấy từ hướng chân trời truyền đến từng hồi chấn động, lập tức hiện ra hai đạo kinh hồng đang dùng tốc độ nhanh vô cùng bắn tới nơi này, chỉ sau vài cái chớp động đã đến gần sát nơi này. Thu lại độn quang, trên bầu trời liền thoáng hiện ra một nam một nữ. Nam thì chất phác thật thà, nữ thì kiều mị như hoa, đúng là hai người vô cấu lão tổ cùng hoa tây tiên tử. Băng Phách phía đối diện thấy có thêm hai đại thừa xuất hiện thì liên tục kêu khổ trong lòng ánh mắt hàn lập nhìn sang vô cấu lão tổ cùng hoa tây tiên tử mà thần sắc vẫn không thay đổi chút nào. Sao hai vị cũng đến, thanh bình đạo nhân chấn động hỏi, điều này tiểu muội không tiện nói rõ, hoa tây tiên tử cười tự nhiên, cũng không có ý đáp lại. Ngược lại, trong mắt của tiêu minh bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng bỗng dùng mình hướng hai vị đồng bạn nói một câu. Vạn hoa, thanh bình nhị vị đạo hữu nên kiểm tra lại trên mình xem, rất có thể chúng ta đã bị kẻ khác động tay chân trên mình. Động tay chân, không có khả năng, thực sự việc này sao có thể giấu giếm được tai mắt hai người bọn ta." Vạn Hoa phu nhân nói thất thanh, nhưng cũng biết Tiêu Minh sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Thần niệm lập tức được thả ra, vội vàng kiểm tra lại một lượt từ trong ra ngoài thân thể mình. Sắc mặt Thanh Bình đạo nhân bên cạnh cũng âm trầm, không nói tiếng nào mà bấm niệm pháp quyết dò xét lại bản thân một lượt. Sau một phen tìm kiếm, Vạn Hoa phu nhân liền hét lên một tiếng, từ trong mái tóc gỡ ra một con phi trùng gần như trong suốt dài nửa tấc vô trần cổ thảo nào mà ta không phát hiện ra vợ chồng ngươi gieo vào ta từ lúc nào bà lão giận dữ bóp nát con trùng kia sắc mặt hiện vẻ tức giận vô cùng đương nhiên trước khi tiến vào thiên đình cung nếu không thì làm sao chúng ta có thể theo dõi tới tận đây có trách thì trách ngươi hành sự không kín kẽ tiết lộ ra thông tin trước đó hoa tây tiên tử cười tủm cũng không thèm quan tâm tới vẻ giận dữ của vạn hoa phu nhân xem ra khi chúng ta trở về cần phải thanh lý môn hạ một chút chẳng qua nhị vị theo dõi chúng ta đến đây đối với bần đạo cũng không hẳn là một chuyện xấu hàn huynh bên chúng ta hiện tại có thêm hai cường giả giúp đỡ không biết là đạo hữu có nên thay đổi quyết định khi nãy thanh bình đạo nhân rất nhanh chấn định trở lại sau khi ánh mắt lưu chuyển một chút thì trực tiếp nhìn hàn lập hỏi ta không nói hai lời các vị hoặc là lập tức rời đi hoặc là cùng ta đánh một trận hàn lập trả lời nhàn nhạt dường như vẫn chưa để năm vị đại thừa trước mặt vào trong mắt trả lời như vậy chẳng những khiến thanh bình đạo nhân, vạn hoa phu nhân giận dữ, mà ngay cả ngọc dung của hoa tây tiên tử cũng phải trầm xuống. Tiêu huynh, theo ngươi nên làm thế nào? Thanh bình đạo nhân miễn cưỡng đè nén sự tức giận quay sang hỏi tiêu minh một câu. Ánh mắt tiêu minh chuyển động bất định, rõ ràng là đang trong lúc tính toán thiệt hơn. Sau một lúc lâu mới hướng hàn lập hỏi một cách chậm chạp. Hàn huynh kiên trì như vậy, thực đúng là làm khó tiêu mỗ rồi. Ta mặc dù tin tưởng thần thông của đạo hữu cao thâm khó lường, nhưng dưới tình huống này thì đúng là không có khả năng cùng vị tiên tử kia rời khỏi nơi này rồi. Ta hỏi lại Hàn Huynh một câu, việc này còn có thể thương lượng hay không? Hắc hắc, nếu thực sự đạo hữu băng phách có thể đem công pháp trực tiếp nói ra thì dĩ nhiên ta cũng lười động thủ cùng người khác. Nhưng hiện tại, Hàn Mỗ cũng thực sự muốn thử qua thần thông của các vị. Sau khi Hàn Lập cười ha hả, liền nói, chương 2366, Chiến Ngũ Tổ. Nếu Hàn Huynh đã quyết tâm làm chỗ dựa cho nữ tử này, vậy thì đừng trách tại hạ không nể mặt. Hoa Tây tiên tử, vô cấu huynh, ba người chúng ta đối phó với hàn đạo hiếu, không cần thực sự đánh bại hắn, chỉ cần quấn lấy không cho hắn phân tâm là được. Cứ để Thanh Bình và Vạn Hoa bắt giữ đồng bạn của hắn. Đến lúc đó bảo vật trên người nàng chia đều, còn y bát công pháp của thiên đỉnh chân nhân thì mỗi người phục chế một phần, hai vị có ý kiến gì khác không? Sắc mặt của tiêu minh trầm xuống, quay đầu nói với bọn người hoa tây tiên tử ở phía bên kia. Cái gì, ba người chúng ta đối phó một mình hắn. Tiêu đạo hiếu, cuồng ma ngươi khi nào thì trở nên nhát gan như vậy rồi. Hoa tây tiên tử nghe xong không cho là đúng nói. Hừ, xem ra tiên tử còn chưa rõ lai lịch của hàn đạo hiếu mới vô lễ như vậy. Kỳ thực hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh, tiêu minh bỗng nhiên khẽ nhếch môi truyền âm. Hoa tây tiên tử chỉ nghe vài câu, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía hàn lập thoáng chốc trần đầy vẻ kiêng kỵ thật sâu. Tới khi nghe xong mới thở dài một hơi nói, được, vợ chồng bọn ta sẽ phối hợp với tiêu huynh quấn lấy người này nhưng hy vọng là sau khi thanh bình đạo trưởng và vạn hoa đạo hữu đắc thủ tốt nhất đầu óc chớ nên có suy nghĩ sai lệch gì nếu không hẳn các ngươi cũng tin tưởng vợ chồng chúng ta có bao nhiêu lợi hại đến lúc đó chớ trách bọn ta trở mặt vô tình tiên tử yên tâm chúng ta cũng không phải là những kẻ không biết trước sau tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thiếu sáng suốt như thế thanh bình đạo nhân nghe vậy thì đại hỷ gần như lập tức nói gấp vạn hoa phu nhân cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt liên tục gật đầu mắt thấy năm tên đại thừa trước mặt không kiêng nể gì mà bắt đầu thương lượng chuyện liên thủ ngay trước mặt hắn hàn lập chỉ mỉm cười lặng lẽ truyền âm cho băng phách đang trắng bệch cả khuôn mặt ở bên cạnh vài câu đồng thời một ngón út bóng khẽ nhúc nhích rung động bắn ra một sợi tơ màu vàng nhạt gần như không thể nhìn rõ lóe lên cái lập tức biến mất băng phách nghe truyền âm xong thần sắc khẽ động nét sợ hãi trong mắt bóng chốc giảm đi hơn nửa động thủ tiêu minh khẽ quát một tiếng lúc này lăn một vòng tại chỗ một vầng mây máu lớn gần mẫu hiển hiện, từ bên trong truyền ra tiếng giống trầm thấp, theo đó một con cóc khổng lồ đỏ như máu, trên đầu có 9 con mắt lóe lên mà chợt hiện ra. Cửu mục huyết thiềm vừa hiện thân ra, 9 con mắt yêu dị đồng loạt trợn mở bắn ra 9 cột sáng màu hồng nhạt, mơ hồ một cái đã lao tới bên cạnh hàn lập, mục tiêu chính là băng phách đang ở kề bên. Băng phách cả kinh, dường như vô thức vội vàng uốn éo thân hình, thuấn di rời khỏi vị trí đang đứng, xuất hiện ở một nơi khác trong hư không cách đó hơn trăm trượng. Lúc này, Hai tay của Hoa Tây Tiên Tử run lên lập tức cả người hiện lên tinh quang, từ trên người bỗng bay ra một từng vòng tròn óng ánh, kích thước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, số lượng khoảng trên trăm chiếc. Những chiếc vòng này dưới pháp quyết thúc dục của nữ tử, tất cả đều quay vù vù rồi bắn nhanh về phía xa, mơ hồ một cái đã đến gần bên Hàn Lập, từ bốn phương tám hướng xung quanh điên cuồng đập xuống. Ở bên cạnh, Phô Cấu lão tổ vẫn một mực không nói gì tức thì há miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu vàng nhạt, hóa thành biển lửa đem toàn bộ thân mình bao phủ vào bên trong tiếp theo biển lửa màu vàng điên cuồng tăng lên hóa thành một cơn sóng lửa cao tới vài chục trượng cuồn cuộn cuốn thẳng tới phía đối diện biển lửa chưa thực sự đè xuống mà một luồng khí nóng rực khó có thể hình dung nổi đã tràn ngập hư không xung quanh hàn lập phảng phất như có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ vậy ba người tiêu minh không hổ là lão tổ đại thừa chẳng những vừa ra tay là long trời lở đất mà còn phối hợp với nhau không chê vào đâu được mạnh mẽ bước băng phách vốn đang đứng bên cạnh hàn lập phải tách ra một cách đơn giản nhưng cổ quái chính là hàn lập cũng không hề có ý ra tay giúp đỡ băng phách ngược lại sau khi cười nhạt một tiếng bàn tay khẽ phất lên phía trước một tiếng nổ vang lên vòng sáng hộ thể cuốn ra ba tòa núi nhỏ cao vài chục trượng hiển hiện nhanh chóng chuyển động quay tròn xung quanh hàn lập thoáng chốc biến thành một màn sáng óng ánh cực kỳ dày đặc vô số vòng tròn chấp động một cái đã nhao nhao đánh lên phía trên nhưng sau một hồi bang bang trầm đục màn sáng óng ánh lại không hề sứt mẻ một chút nào ngược lại thì sóng lửa màu vàng trùng điệp lao tới lại có thể làm cho màn sáng run lên vài lần nhưng bộ dáng vẫn không hề tổn hại chút nào hàn lập thân ở trong màn sáng quan sát hết thảy tình hình bên ngoài lập tức vẻ tàn khốc lóe lên bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng thân hình dưới kim quang điên cuồng lớn lên đảo mắt đã biến thành một con cự viên lông vàng cao tới hơn trăm trượng hai cánh tay mơ hồ chụp ra bên ngoài màn sáng bỗng nhiên hung hăng phân biệt ném về phía hoa tây tiên tử và vô cấu lão tổ vang lên âm thanh nổ đùng đùng hai luồng ánh sáng màu xanh và đen từ trong tay cử viên bắn ra, chấp động một cái đã đến gần chỗ vô cấu lão tổ và hoa tây tiên tử, vòng sáng hộ thể lóe lên lập tức hóa thành hai tòa núi cao tới vài chục trượng hung hăng đè xuống. Cả hai ngọn núi chưa thực sự đè xuống mà hai luồng sức mạnh khiến cho người ta hít thở không thông đã áp xuống trước, khiến cho hư không gần cạnh vô cấu lão tổ và hoa tây tiên tử đều bị run lên nhẹ nhẹ. Hoa tây tiên tử vừa trông thấy uy năng khủng bố như thế thì biến sắc, vòng eo nhỏ nhắn uốn éo, thân hình đã bắn ngược về phía sau, đồng thời một bàn tay như ngọc đánh ra hư không một chiêu, vô số vòng tròn trước đó đồng thời tụ lại một chỗ thành một tinh hoàn khổng lồ đường kính 340 trượng, sau một cái mơ hồ đã bao bọc lấy ngọn núi đang đè xuống trên không rồi đột nhiên co rụt lại. Từ trên chiếc vòng bộc phát ra vòng sáng hộ thể chói mắt. Khí thế vốn đang đè xuống của ngọn núi chợt giống như trở nên cứng ngắc mà ngưng trệ trong không gian. Về phần vô cấu lão tổ đồng dạng đối mặt với ngọn núi đè xuống, thì chỉ một tay bấm niệm pháp quyết, biển lửa màu vàng xung quanh lấy hắn làm trung tâm lập tức cuốn lên biến thành một hỏa nhân màu vàng cao hơn trăm trượng, hơn nữa không chút sợ hãi dùng một quyền đập ra nghênh đón ngọn núi. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nắm đấm khổng lồ tính cả cánh tay dưới sức mạnh một kích của ngọn núi tuôn ra, thoáng chốc nổ tung thành vô số đốm lửa vàng. Ngọn núi dừng lại trên không trung một chút, sau đó hào quang lóe lên lại tiếp tục đè xuống một lần nữa. Nhưng lúc này hỏa nhân phía dưới cũng chỉ vung một nắm tay khác lên như sao băng, một màn giống hệt hiện ra. Tuy nhiên cánh tay nổ tung kia dưới vô số đốm lửa vàng lưu chuyển lại lập tức khôi phục như cũ rồi không chút do dự đánh ra một lần nữa. Cứ như vậy, ngọn núi dưới sự oanh kích của một quyền rồi lại một quyền, toàn thân rung rung, phòng ánh sáng bảo vệ trở nên chấp động, nhất thời không cách nào đè xuống được nữa. Về phần tiêu minh biến thành cửu mục huyết thiềm bên kia tức thì phun ra lưỡi dài trong miệng như cuồng phong bạo vũ, biến thành một tầng lưới máu ngăn cản từng đoàn quyền ảnh cực lớn không cho rơi xuống nhưng hai nắm tay của cử viên do Hàn Lập biến thành vẫn điên cuồng công kích về phía xa. Hàn Lập lấy một địch ba, nhất thời cùng ba người bọn tiêu minh quấn lấy nhau. Vạn hoa phu nhân và thanh bình đạo nhân vừa trông thấy ba người đại chiến thì trong lòng mừng rỡ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều không để cho băng phách mới tách ra không kịp phản ứng gì, thân hình đồng thời thuấn di về phía sau, một trái một phải xuất hiện ngay gần băng phách. Vạn hoa phu nhân cười âm hiểm một tiếng, một tay giơ lên đầu, trên tay lóe lên mà hiện ra một cây mộc châm màu đen không nói hai lời rung cổ tay lên mộc châm màu đen đón gió thoáng chốc biến thành một thanh trường kiếm màu đen phốc phốc một tiếng một tầng lửa đen dày đặc hiện lên trên thân kiếm vạn hoa phu nhân đem trường kiếm trong tay chém xuống hư không đối diện lúc này một chỗ trong hư không chấn động một con hỏa dao lớn hơn trăm trượng hoàn toàn do lửa đen biến ảo thành gầm rú lên một tiếng rồi bổ nhào xuống phía băng phách ở trước mặt về phần thanh bình đạo nhân lại run tay áo lên trong tay lăng không hiện ra một cây phất trần màu xanh nhạt, miệng ngâm một tiếng vô lượng thiên tôn bỗng nhiên hất phất trần trong tay về phía băng phách. Trong chốc lát, tiếng nổ lớn suy suy vang lên, vô số thanh mang chấp động, chằng chịt những sợi tơ mỏng thoáng chốc trải rộng cả nửa bầu trời, đem băng phách bao vây ở phía dưới. Băng phách thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, ngón tay thon nhấc lên, trên tay có thêm một băng thuẫn sáng long lanh, tiếp đó há miệng phun lên trên một luồng tinh khí. Băng phăng đón gió thoáng chốc biến thành một tầng lồng băng óng ánh, tản ra khí tức cực kỳ lạnh lẽo, đem toàn bộ cơ thể của băng phách bảo hộ trong đó mưa gió không lọt. Những sợi thanh mang phát sau mà tới trước, phát ra những tiếng vang như mưa rào rồi lập tức bị mạnh mẽ ngăn cản lại. Vạn hoa phu nhân thấy vậy không giận mà còn ấy làm mừng, một ngón tay bỗng nhiên điểm về phía hỏa dao màu đen trong hư không. Lập tức tầng lửa đen trên người bỗng chố thiêu đốt điên cuồng hơn gấp đôi, đồng thời rung đùi đắc ý từ trên cao bổ nhào xuống băng phách. Từng luồng lửa đen lượn lờ khiến cho nhiệt độ xung quanh điên cuồng ấm lên, hàn khí bên trên băng thuẫn thoáng chốc bị xua tan hơn nửa. Oanh một tiếng sét đánh giữa trời quang, một đạo hồ quang điện cực lớn như vạc nước quỷ dị lóe lên, vừa vặn bổ nhào vào đầu hắc dao. Trong chốc lát, hư không gần đó hiện lên vô số tia điện màu bạc bắn tán loạn khắp nơi. Hắc dao kêu lên một tiếng nghẹn ngào, thân hình chợt vỡ vụn ra thành từng khúc, cứ như vậy mà hóa thành từng đốm lửa đen tán loạn mà diệt. Là ai? Vạn hoa phu nhân chấn động kêu lên thất thanh, trường kiếm màu đen cầm trong tay vội vàng điên cuồng quét khắp xung quanh hư không. Không đợi nàng phải chờ, trên trời bỗng vang lên tiếng sấm, vô số lôi điện hình cung bạc lăng không hiện lên rồi nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Kim quang trong lôi điện lóe lên, thoáng chốc hiện ra một con quái vật khổng lồ màu vàng rực rỡ. Vạn hoa phu nhân vội vàng tập trung quan sát, mới phát hiện ra đó chính là một con cua khổng lồ toàn thân màu vàng óng ánh, hai cái càng khổng lồ lớn gần một mẫu chấp động hàn quang khiến cho lòng người kinh hãi. Đây là... Vạn hoa phu nhân chưa bao giờ trông thấy tồn tại như vậy, không khỏi hơi chút trợn mắt há hốc mồm, nhưng khí thức khủng bố mới vừa toát ra từ trên người hoàng kim cự giải khiến cho bà ta không dám chủ quan chút nào. Nhưng chưa chờ nàng hiểu được lai lịch của hoàng kim giải, lúc này quái vật khổng lồ không nói hai lời, một càng khổng lồ nhấc lên rồi kẹp xuống hư không. Trong chốc lát, trên đầu vạn hoa phu nhân nổ vang một tiếng, một hư ảnh chiếc càng khổng lồ lặng lẽ mang theo vô số tia điện hình cung bạc hung hăng kẹp xuống. Vạn Hoa Phu nhân dưới sự kinh sợ bỗng ngừ lạnh một tiếng, đột nhiên sau lưng toát ra cuồn cuộn lửa đen thoáng chốc hiện lên hư ảnh một con cự sư màu đen, đồng thời há cái miệng đầy máu phun ra một luồng sáng đen về phía càng cua khổng lồ. Phốc một tiếng, luồng sáng đen đánh lên chiếc càng khổng lồ lập tức nổ tung ra thành từng sợi lửa đỏ nhanh chóng quấn quanh lấy chiếc càng, trong khoảnh khắc đã bao bọc lấy đối phương cực kỳ chặt chẽ. Chương 2367, Hàn Vũ Huyền Quy. Nhưng ngay tức khắc Phòng sáng màu bạc bên ngoài hư ảnh càng cua bỗng nhiên đại thịt hai cái càng cua một trên một dưới đang gồng lên để chống đỡ. Bỗng ầm vang một tiếng, tất cả các sợi dây lửa đang bao quanh hai hư ảnh càng cua bị bứt cho tung tóe. Sau đó lại khẽ động, cả hai hư ảnh khổng lồ liền biến thành viên cầu lôi quang lao thẳng xuống. Vạn Hoa phu nhân lập tức rét lạnh trong lòng, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thiên linh cái trên đỉnh đầu tách ra rồi từ đó bay ra một mặt thuẫn xanh biếc màu lá cây, đồng thời hư ảnh sư tử khổng lồ màu đen sau lưng cũng ngẩng đầu gầm vang một tiếng rồi bắn ra một đạo cột sáng đen xì. Oanh một tiếng ầm vang thật lớn, càng cua khổng lồ đập mạnh lên cột sáng, vốn là bắn tung tóe nhưng chỉ một chút sau lại quang trụ đen ngòm kia xuyên thủng một lỗ ra đằng sau, cuối cùng lóe thành từng điểm linh quang rồi tiêu vong. Vạn hoa phu nhân trông thấy như vậy nhưng cũng không cảm thấy vui hơn chút nào, ngược lại vẻ mặt càng lúc càng thấy thêm ngưng trọng. Hai cổ tay áo chợt rung lên, chi chít phi châm đen thui bắn ra từ đó làm không khí nổi lên muôn vàn tiếng xé gió, cuối cùng hóa thành một tòa pháp trận cuồn cuộn hắc khí trải rộng khắp cả một vùng hư không. Vừa rồi Hoàng Kim giải mới chỉ tùy tiện đánh ra một đòn mà uy lực đã kinh khủng đến như vậy rồi, nàng không thể nào không nhận ra đây là một đối thủ cực mạnh. Nhất thời trong lúc này cũng chẳng cần quan tâm đến băng phách tiên tử đang ở bên kia nữa. Thanh Bình đạo nhân chứng kiến tất cả sự việc, trong lòng vừa tức giận nhưng lại vừa sợ hãi hắn hoàn toàn không thể ngờ được sự việc đã chắc ăn như vậy rồi mà tự nhiên lại có thêm người ở đâu nhúng tay vào chỉ có điều qua một kích đáng sợ của hoàng kim giải vừa rồi hắn biết là có người này nhúng tay vào thì chắc chắn trong chốc lát không thể nhờ cậy vạn hoa phu nhân thêm được gì nữa lập tức trong lòng đưa ra quyết định phất trần trong tay hắn rung lên một lẫn nữa vô số sợi tơ màu xanh dày đặc gấp bội lúc nãy lại phát ra tiếng suy suy bắn thẳng về phía trước cùng lúc đó cánh tay còn lại cũng giơ lên một tấm gương mờ mịt theo đó hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bay ra. Mặt kính này chớp lên một cái, bên trong liền hiện ra một cái đồ hình bát quái hai màu đen trắng. Lại nhoáng lên một lần nữa đã xuất hiện ở trên đầu băng phách tiên tử. Âm thanh ầm ầm vang lên, một cây côn gỗ cao vài tấc bay ra từ trong đồ hình bát quái đen trắng. Vừa hiện ra đã đón gió phình to lên biến thành cọc gỗ cao tới vài trượng, linh văn màu xanh bao quanh nhẹ nhàng lao xuống đập lên bức tường băng rõ ràng là thanh bình đạo nhân cũng hiểu rõ băng phách tiến giai đại thừa không lâu nên dù cho chỉ có một mình hắn thì cũng có khả năng rất lớn bắt giữ được đối phương thế nên vừa mới ra tay đã phô trương thanh thế lớn đến như vậy cọc gỗ khổng lồ cùng với linh văn màu xanh điên cuồng công kích xuống bức tường băng vốn dĩ đang nguyên vẹn nhưng chỉ một lát sau đã lộ ra vẻ không thể chống cự được nó chấp động không ngừng sau những tiếng nổ vang rồi cuối cùng sau một tiếng giòn vang cũng bắt đầu nứt ra vài khe rãnh trắng tinh băng phách ở trong bức tường băng thấy vậy nhưng cũng không lộ ra vẻ hoảng hốt một chút nào thay vào đó lại hít sâu một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm niệm pháp quyết rồi từ thiên linh cái trên đỉnh đầu bỗng bay ra một quầng ánh sáng trong suốt quầng sáng bay xoay tròn một cái rồi ngưng tụ lại biến hóa thành hư ảnh một con rùa trắng như tuyết lớn đến hơn ngàn trượng ở trên mai rùa mọc ra vô số các loại gai băng trong suốt toàn thân tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo vừa mới xuất hiện đã lập tức mở miệng điên cuồng bắn ra từng đoạn khí lạnh trắng xóa, không một tiếng động dồn dập chìm vào trong bức tường băng. Bức tường băng vốn dĩ đang cực kỳ ảm đạm nhanh chóng hấp thụ khí lạnh rồi lập tức hàn quang đại thịnh, những vết nứt vỡ ở mặt ngoài ngay lập tức được lấp đầy cho liền lại với nhau. Toàn bộ bức tường băng sau khi bị công kích lại một lần nữa được củng cố nguyên vẹn như lúc ban đầu. Hàn Vũ Huyền Quy, Thanh Bình đạo nhân sau khi nhìn thấy rõ con rùa băng kia, sắc mặt lập tức biến đổi một trời một vực nhưng sau khi suy tính một lúc thì lập tức không lưỡng lự nữa, hai tay bấm pháp quyết đồng thời mở miệng hô một chữ tật, ánh sáng sau lưng chớp lên rồi hư không hiện ra một hư ảnh đạo nhân khổng lồ. Cùng lúc đó hình đồ ấn thái cực đen trắng trên đạo bào của hư ảnh đạo nhân này cũng từ từ hiện ra. Đồ ấn thái cực đo vô số điểm tinh quang ở bốn phương tám hướng đổ cuồn cuộn lại, ầm ầm rung mãnh nhập vào trong cơ thể của hư ảnh. Lập tức làm cho hư ảnh điên cuồn bành trướng biến thành cao hơn trăm trượng. Thanh Bình đạo nhân lúc này sắc mặt ngưng trọng quát to một tiếng rồi thúc giục pháp quyết trong tay. Hai cánh tay của hư ảnh đạo nhân sau lưng hắn cũng trà sát một cái rồi lại dương lên, chi chít lôi hỏa màu trắng lập tức xuất hiện, run lên một cái rồi điên cuồng ầm ầm lao về phía đối diện. Băng Phách đang ở trong bức tường băng thấy vậy lập tức biến sắc, cũng mạnh mẽ thúc giục pháp lực trong người làm cho thể tích huyền quy trên đầu tăng lên vài vòng, phun ra cột khí lạnh thô to gấp bội phần. Sau khi bức tường băng hấp thụ khí lạnh thì hàn quang lại đại thịnh, miễn cưỡng vẫn có thể chống chọi được với đám tơ xanh cọc gỗ khổng lồ và lôi hỏa cùng lúc tấn công thanh bình đạo nhân thấy vậy trong lòng thầm kêu khổ không ngừng đến giờ hắn mới biết được rằng tuy đối phương tu vi thâm sau không thể nào bằng mình nhưng lại nắm giữ thần thông băng thuộc tính quá mức huyền diệu hơn nữa dưới tình hình chỉ phòng thủ chứ không tấn công thế này muốn bắt được đối phương trong thời gian ngắn thì chắc chắn là không thể nào làm được quả thực là bất xác dĩ hắn chỉ còn cách cố gắng mãnh liệt thúc giục ba loại thần thông vây quanh bức tường băng tấn công không ngừng nghỉ hy vọng rằng sẽ làm tiêu hao hết được pháp lực của đối phương nhanh chóng tạo lợi thế cho bản thân còn về phần phụ cận hoàng kim giải cùng vạn hoa phu nhân một người thì quầng sáng màu bạc lượn lờ quanh thân một người lại cuồn cuộn khí đen rõ ràng là đã tranh đấu đến mức cực kỳ quyết liệt trong thời gian ngắn không thể phân ra thắng bại ngay được quay trở lại hàn lập bên này lúc nãy cũng vẫn chỉ là đòn thăm dò đầu tiên đến giờ cuối cũng thì hai bên cùng đã đến lúc vận dụng đến đại thần thông chính thức của mình. Cự viên thấy nếu chỉ dựa vào quyền ảnh của mình, thì rõ ràng là không làm gì nổi tiêu minh đang hóa thân thành cửu mục huyết thiêm. Cặp mắt to tướng lóe lên rồi lập tức sau lưng cũng chấp lên ánh sáng màu vàng kim pháp tướng ba đầu sáu tay lại xuất hiện, ánh sáng toàn thân ngưng tụ lại hiện nguyên hình phạm thánh kim thân đang nhắm chặt ba đôi mắt. Ba gương mặt cùng với hàn lập giống hệt nhau nhưng mỗi cái đều có một biểu tình khác. Cự viên lại hét lớn một tiếng rồi đưa tay lên vỗ vào chán, thiên linh cái chợt tách tuôn ra một đoàn khí đen. Vù một cái bay xuống phía dưới nhập luôn vào kim thân pháp tướng không còn bóng dáng. Lập tức thân hình phạm thánh kim thân run lên nhẹ nhẹ, sáu con mắt đồng thời mở ra một lúc. Thân hình chớp lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung, không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa. Sau một khắc, phạm thánh kim thân quỷ dị hiện ra cách trên đầu cửu mục huyết thiềm 10 trượng, sáu cánh tay bổ về phía hư không một chảo, mỗi cánh tay đều hiện ra một thanh cự nhận màu vàng kim to đến ba bốn trượng, Hua lên một cái lập tức bắn ra vô số mũi kiếm hàn quang nhanh chóng tụ lại rồi biến thành một cơn lốc màu vàng kim khổng lồ minh mông lao thẳng tới. Xuy suy vòi rồng màu vàng kim còn chưa đến tới nơi đã bắn ra vô tận lưỡi đao khí nhọn hoắt màu vàng kim, sắc bén vô cùng, tưởng như có thể cắt xé hư không thành từng mảnh nhỏ. Trong lòng Tiêu Minh trở nên rét lạnh, không dám khinh suất dùng lưỡi của huyết thiềm để chống đỡ những mũi nhọn này. Thay vào đó lại hóa thân cự thiềm kêu lên một tiếng quái dị cô, ô, ô, sau lưng nó cũng chợt xuất hiện vô số phù văn màu bạc tách ra khỏi cơ thể rồi dung nhập lại với nhau. Trong khoảnh khắc ngưng tụ lại thành một cái lưới màu bạc bao phủ cả cơ thể lại. Các lưỡi đao khí màu vàng kim khi chém lên trên mặt tấm lưới lại lóa lên một cái rồi chui vào bên trong, không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Mà huyết thiềm thì lợi dụng cơ hội cái bụng đang căng lên, mở rộng miệng bắn ra một viên cầu ánh sáng đường kính hơn một trượng được bao phủ bởi vô số tia tơ máu, cũng lóe lên một cái rồi bắn thẳng tới vòi rồng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tơ máu cuồn cuộn xâm nhập vào trong kim quang, ấy vậy mà cơn lốc màu vàng kim lại dễ dàng bị phá vỡ hiện ra phạm thánh kim thân ở phía trong. Chỉ thấy hơn một nửa số kim nhận trong tay kim thân giờ đây đã bị hủy không còn nữa. Trên ngực xuất hiện thêm một cái đại động cực kỳ khủng bố, nhưng bên trong không hề có một chút máu thịt mà chỉ có từng điểm ánh sáng màu vàng kim đang dần hội tụ lại để nhanh chóng lấp đầy vết thương. Cùng lúc thì kim nhận trên tay cùng lại biến ảo ra thêm Phạm Thánh Kim Thân vừa mới khôi phục như lúc ban đầu, sáu con mắt lóe lên tia rét lạnh, tiếp tục huy động kim nhận lao thẳng về phía trước. Cửu mục huyết thiềm rõ ràng là không muốn chính thức đối cứng với đối thủ, bỗng nhiên thân hình thu nhỏ lại mười mấy lần, đồng thời thoáng cái trên lưng phun ra từng đợt huyết vụ, hóa thành cả một biển xương mù máu che giấu đi thân hình của mình. Phạm Thánh Kim Thân thấy rõ ràng là huyết thiềm không muốn đánh cứng với mình. Sau một tiếng nổ vang lại hóa thành một cơn lốc lao thẳng về phía biển xương mù màu máu. Một lát sau, bên trong vang lên vô số tiếng nổ vang bạo liệt chắc hẳn ở trong đó diễn ra một trận đánh kịch liệt lắm đây cự viên do hàn lập biến thân thành thấy vậy thì trong mắt thoáng hiện ra một tia châm biếm cánh tay khẽ động một bàn tay lông lá cự đại đánh ra một chảo về phía biển xương máu nhưng chỉ sau một khắc vốn dĩ chẳng có một chút dấu hiệu nào nhưng lại làm cho cự viên sắc mặt chợt biến quay đầu ngược lại phía sau sau khi mơ hồ nắm chặt bàn tay khổng lồ lại năm ngón tay nắm thành nắm đấm rồi đập mạnh về vùng hư không phía đằng sau Cơ hồ cùng một thời gian, vùng hư không phía sau lưng nó chấn động mạnh, một bàn tay lớn màu xanh trông giống như cái móc sắt chợt lóe hiện lên, hóa thành một bóng xám rồi đánh thẳng về phía cự viên. Suy suy âm thanh vang lên, đầu ngón tay của bàn tay màu xanh lại nhẹ nhẹ sinh ra luồng khí thanh hôi. Nhưng động tác của bàn tay như vậy lại vừa vặn bị cự viên xoay mình đánh cho một quyền. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, bàn tay to màu xanh bị chúng một kích bắn thẳng ra phía bên ngoài. Cùng lúc, một cơn sóng địa chấn màu vàng kim cũng nhộn nhạo xuất hiện. Cái bóng xám do bàn tay màu xanh hóa thành kia không kịp đề phòng nên mới bị đánh văng xa như vậy, nhưng không biết là hắn thi triển loại bí thuật gì, chỉ sau một khắc đã lại uốn éo thân hình, lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi lại bắn thẳng về phía trước. Cự viên gầm lên giận dữ, thân hình quay ngoắt về phía sau, hai cánh tay vũ động hóa thành vô số quyền ảnh màu vàng kim, đem tất cả một vùng hư không xung quanh đều hóa thành thế giới màu vàng kim. Nhưng bóng xám lại nhẹ nhàng khinh phiêu như chim yến vậy, cảm giác như toàn thân không có chút trọng lượng. Rõ ràng là bị quyền ảnh đánh cho thất lạc bay ra ngoài nhưng hoàn toàn không có một chút nào thương tổn, lại còn vẫn có thể bay lượn nhảy múa xung quanh cự viên giống hệt như giỏi bám trong xương. Sau khi cử viên một hơi điên cuồng đánh mấy trăm quyền, vẫn không có biện pháp làm gì được bóng xám, bỗng ngửa mặt cười điên cuồng dữ tợn. Công pháp này của người vậy mà lại vô cùng thú vị, lại có thể hóa giải đến 8, 9 phần 10 công kích, nhưng sau khi chịu một kiếm này của ta không biết còn có thể thoải mái như vậy được nữa hay không vừa dứt lời cự viên lập tức thu lại nắm đấm rồi điểm ra một chỉ về phía hư không chỗ bóng xám lập tức một đạo kiếm quang màu xanh mịt mờ như thiểm điện chém thẳng vào bóng xám đang phiêu hốt giữa không gian nhưng một màn quỷ dị xuất hiện bóng xám rõ ràng bị chém thành hai mảnh nhưng không hề xuất hiện một giọt máu nào cả trái lại còn mơ hồ một cái rồi trực tiếp biến mất mà ở trong hư không cách chỗ ấy người trượng nhẹ nhàng chấn động một cái rồi một cái bóng xám yên lặng hiện ra hóa ra là trước khi kiếm quang chém đến hắn đã dùng bí thuật chạy thoát ra bên ngoài rồi chỗ cũ lúc này chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi nhưng cuối cùng thì cái bóng xám cũng đã phải lộ bộ mặt thật của mình rõ ràng chính là tên vô cấu lão tổ lúc nãy đồng tử trong hai mắt cự viên có chút co rút lại đưa mắt quét qua hướng cuộc chiến của hoa tây tiên tử bên kia lần này thì nhìn thấy rõ ràng ngoại trừ nàng này còn đang phải thúc giục vòng tròn ngăn cản ngọn núi cự đại đè lên còn một ngọn núi khác thì lại đang chìm trong biển lửa Bất ngờ là tên người lửa màu vàng kim kia lại cũng có mặt ở đó, hai tay phun ra vô số hỏa cầu đánh về phía đỉnh của tòa cực sơn thứ hai. Chương 2368, đại chiến. Hóa ra là thân ngoại hóa thân thuật, quả thực đúng là rất huyền diệu, chỉ có điều ta thấy có chút kỳ quái. Theo tình hình của các hạ bây giờ, nếu dùng thần thông vừa rồi thì miễn cưỡng cũng chỉ có thể kéo dài trận đấu thêm một chút. Hai mắt của cử viên phát ra ánh sáng màu lam nhìn vô cấu lão tổ từ trên xuống dưới dò xét một lần, vẻ mặt cảm thấy hơi kỳ lạ. Ngươi, lời này là có ý gì? Ánh mắt vô cấu lão tổ đang ở đối diện bỗng nhiên co rút lại, lần đầu mở miệng lại nói những câu vô cùng khó hiểu, giống như là suốt bao nhiêu năm qua chưa từng mở miệng, thế nhưng thần sắc trên khuôn mặt vẫn vô cùng đờ đẫn. Đạo hữu quả thật không biết, dưới minh thanh linh mục toàn lực thi triển của hàn mỗ, ngàn dặm bên ngoài cửu thiên còn có thể thấy rõ. Mặc dù các hạ dùng bí bảo che giấu thi khí ở trên thân, hơn nữa vẫn có thể hành động như người bình thường, nhưng mà thịt bắp cơ quan trong người bị hoại tử thì không thể nào giấu qua được con mắt của hàn mố ta quả thực rất tò mò đạo hữu tại sao lại bị biến thân thành bộ dạng như bây giờ là tự nguyện hay là bị người ta hạ cấm chế tiếng nói trong miệng cử viên ầm ầm truyền đến làm đồng tử trong hai ma vô cấu lão tổ càng lúc càng co rút lại vốn dĩ hai bàn tay giấu trong tay áo cũng đã nắm chặt lại lúc nào không hay biết lời của cử viên âm vang to như vậy khiến cho tất cả các tồn tại đại thừa xung quanh đều nghe thấy ai cũng lộ ra vẻ giật mình chỉ có hoa tây tiên tử sau khi nghe được như vậy thì sắc mặt đại biến, đột nhiên hét lớn một tiếng. Phô cấu, người đang làm cái quái gì vậy, cần gì nghe hắn ăn nói lung tung, mau lập tức giết hắn. Tiếp theo không biết nữ tử này dùng loại nào thần thông, cái vòng khổng lồ bỗng nhiên tỏa sáng bao lấy tòa cự sơn, rồi lại chợt biến hóa ra thành chi chít tinh sa, vọt lên bao trùm toàn bộ tòa cự sơn hóa thẳng một khối cầu khổng lồ nằm lơ lửng bất động trong hư không. Sau đó hoa tây tiên tử vòng eo uốn éo, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bắn tới, chỉ một cái chấp động đã đến ngay sát bên cạnh thân hình vô cấu mày liễu dựng thẳng hung hăng chăm chú nhìn thẳng vào cự viên yên tâm đi lời nói chia rẽ của hắn làm sao có thể quấy nhiễu tâm trí ta được hắc hắc khiến cho các hạ phải thất vọng rồi tại hạ sở dĩ biến thành bộ dáng nửa người nửa thi thế này cũng không phải do ai hãm hại cả mà chỉ là trong khi luyện công có mắc phải sai lầm nên để bảo vệ tính mạng mới bất đắc dĩ phải chấp nhận biến thành như vậy thôi vậy nên không cần phải nói thêm điều gì vô nghĩa động thủ đi Vô cấu lão tổ nhìn sang hoa tây tiên tử bên cạnh một cái, dường như trong mắt lộ ra một nét trào phúng, nhưng trong miệng vẫn không chút biểu tình nói. Mà trong nháy mắt khi nói xong câu cuối cùng, hắn đột nhiên bước lên một bước, thân hình mơ hồ hóa thành hai, từ hai hóa thành bốn, trong thoáng chốc đã hóa thành mười mấy đạo hư ảnh giống hệt nhau, lập tức cùng lóe lên xuất hiện bao vây xung quanh cự viên. Lại chấp lên một lần nữa hóa thành càng nhiều hơn hư ảnh rồi tất cả lao thẳng tới cự viên ở trung tâm. Trong phút chốc, phảng phất như phải có hơn trăm người cùng lúc lao vào cự viên. Hai mắt hoa tây bên cạnh cũng sáng ngời lên, cũng không do dự hai tay đánh ra một chảo, tức thì trong cơ thể tuôn ra vô số điểm linh quang rồi tụ vào trong lòng bàn tay hóa thành một lưỡi dao cổ xưa dài hơn một trường. Sau đó quát lên một tiếng chém thẳng tới cự viên, lập tức cự viên do hàn lập biến thân thành cảm thấy không gian bốn phía xung quanh như căng da, một áp lực nặng kinh khủng áp chặt lên cơ thể mình. Cho dù đang trong trạng thái biến thân thì động tác cũng không thể nhanh hơn được, độn thuật cũng mất luôn hiệu lực. Lúc này, xung quanh đấy là cực nhiều hư ảnh biến thân của vô cấu lão tổ, chúng chấp lên rồi đều tiến sát bên cạnh thân hình cự viên. Suy suy âm thanh nổi lên, vô số các chảo mang nhằm thẳng những nơi yếu hại của cự viên đánh xuống. Cự viên thấy vậy cũng không có gì sợ hãi, trái lại còn ngẩng đầu gầm vang một tiếng, ngoài thân ánh sáng từ kim đại phóng, vô số phù văn màu bạc từ trong người tuôn ra rồi xoay tròn ngưng tụ lại, hợp thành chi chít từng đám trận văn màu bạc sau khi vang lên một tiếng ong ong thanh minh thì lập tức hiến hóa thành một kiện áo giáp phù trận màu bạc trùm kín toàn bộ thân hình tất cả những chảo mang kia đánh lên trên tầng áo giáp đều vang lên tiếng len keng rồi để bị bắn ngược hết ra ngoài cùng lúc đó thân hình cự viên lại cuồng trướng phóng đại lên gấp mấy lần sắc mặt điên cuồng dữ tợn trên thân bắt đầu mọc ra từng cái lân phiến màu tím vàng đồng thời trên đầu tỏa ra tia sáng màu đen rồi lập tức hiện rõ một cái sừng nhỏ màu vàng óng hai cánh tay bao phủ đầy lân phiến vung mạnh sang hai bên một cái tức thì hư không xung quanh ầm ầm nổ tung không gian mơ mơ hồ hồ cảm tưởng như bị bóp méo vậy mà lại giống như một thứ đồ vật gì bị bẻ gãy sau khi cự viên biến thân cùng lúc đó lưỡi đao bằng cát trong tay hoa tây tiên tử đang ở phía xa cũng đột nhiên phanh một tiếng vỡ vụn thành từng hạt tinh xa nữ tử này thật sự quá kinh ngạc rồi trở nên hoảng sợ cự viên một tay bấm pháp quyết bên ngoài thân tức thì nổi lên ầm ầm tiếng sấm từng sợi tơ vàng óng to như miệng chén tuôn trào ra rồi điên cuồng bắn tới bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, lấy cự viên làm trung tâm thì bán kính một mẫu trong không gian bao phủ hoàn toàn là lôi quang chấp động không ngừng, kim hồ quấn quanh. Gần trăm đạo bóng xám đến gần sát người cự viên không kịp đề phòng cái gì nữa, tất cả đều bị biển xét điên cuồng đánh tan thành cho bụi. Chỉ có mười mấy đạo là may mắn thoát chết, cuống cuồng tụ tập lại với nhau, dung hợp lại hiện ra chân thân của vô cấu lão tổ. Cự viên trông thấy bèn cười gần một tiếng, tiếp tục bấm pháp quyết rồi há mồm phun ra một quả cầu lửa màu bạc có đường kính tới hơn một trường. Sau khi quả cầu lửa này vừa cuồn cuộn bay ra thì bỗng vang lên một tiếng thanh minh, trong khoảnh khắc biến hình thành một đầu hỏa điều màu bạc dài đến vài chục trường. Hỏa điều cự đại này giang rộng hai cánh, mơ hồ trông thấy được kim quang chấp động không ngừng, nhằm thẳng hướng hoa tây tiên tử ở phía xa sông tới. Còn về phần vô cấu lão tổ thì lại bị cự viên hư không đánh cho một chảo, lập tức cả một vùng hư không xung quanh hắn cảm giác như co rút lại. Hắn như bị một lực lượng vô hình hoàn toàn bao phủ. Vô Cấu lão tổ trong lòng dùng mình, tay áo rung lên, đột nhiên một hạt châu được bao bọc trong một tầng khí xanh thấm xuất hiện. Hạt châu này bắn thẳng lên trời rồi phóng đại khổng lồ, trong nháy mắt cũng gần như biến thành sa luân vô cùng lớn, hung hăng đập mạnh xuống vùng hư không đang bị cự lực khống chế. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, phía trên Vô Cấu lão tổ bỗng nhiên xuất hiện vòng sáng màu xanh biếc, rồi như một cơn sóng địa chấn cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng hạt châu xanh kia cũng không biết tên là dị bảo gì, nhưng lúc này vẫn bất ngờ tỏa ra ánh sáng hào quang chói mắt, bên ngoài ẩn ẩn hiện hiện vô số hoa văn, rốt cuộc cũng đem một trảo chói buộc hư không của cự viên phá vỡ. Hàn lập thấy vậy cũng tỏ ra khá bất ngờ, nhưng lập tức bàn tay lông lá lại tiếp tục đánh ra một đòn khác. Lần này thì cả bầu trời phía trên vô cấu lão tổ trở nên ầm ầm chấn động, vô số hồ quang vàng óng xuất hiện giữa hư không rồi ngưng tụ lại, trực tiếp biến hóa thành một bàn tay màu tím vàng khổng lồ một tiếng nổ như sét đánh nổi lên, ngay lập tức đã đánh trúng hạt châu đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt hạt châu đã bị vô số lôi quang bao phủ xung quanh. Bên ngoài hạt châu tỏa ra phù ăn óng ánh chống cự nhưng lập tức bị lôi quang đánh cho thất điên bát đảo rồi vỡ tan diệt phong. Bản thân hạt châu cũng run rẩy rồi từ từ chìm xuống phía dưới. Vô cấu lão tổ đứng ở phía dưới hừ lạnh một tiếng, nhấc một cánh tay chỉ thẳng lên trời. Vốn dĩ hạt châu đang dần dần thu nhỏ lại vang lên một tiếng thanh minh, ánh sáng xung quanh trở nên biến hóa hóa thành màu vàng kim nhạt, đồng thời ngưng tụ lại tạo thành một tấm màn ánh sáng bao phủ hạt châu lại. Mặc cho lôi quang vàng kim biên cuồng công kích nhưng hạt châu dưới sự bảo vệ của màn sáng vẫn đứng nguyên ở hư không, không lay chuyển một chút nào. Lúc này cử viên do Hàn Lập biến thành bước lên trước một bước, trực tiếp thuấn di cả trăm trượng xuất hiện ngay bên cạnh vô cấu lão tổ. Hai cánh tay khẽ động tức thì vô số quyền ảnh mang theo ngân văn biên cuồng đánh ra. Bầu trời tại chỗ vô cấu lão tổ bừng sáng, âm thanh nổ mạnh cuồng vang khắp phụ cận xung quanh. Mỗi một cỗ lực lượng vô hình càng lúc lại càng mạnh hơn đánh xuống khiến cho màn sáng bao quanh hạt châu chấp động liên tục, lại một lần nữa bị đánh cho hạ thấp xuống. phô cấu lão tổ gặp tình hình này, trong mắt chấp hiện tinh mang, cánh tay khẽ động đang muốn thi triển ra thần thông mới để đối kháng với cự viên. Nhưng đúng lúc này, hoa tây tiên tử ở phía đằng xa bất chợt kinh hô lên tiếng cầu cứu. phô cấu, mau lại đây ngay lập tức, ta không thể ngăn cản được nữa rồi tiếng nói của nữ tử này cực kỳ dồn dập rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi vô cấu lão tổ giật mình một cái trong lúc cấp bách vội quay đầu nhìn sang chỉ thấy hoa tây tiên tử bên kia chẳng biết từ khi nào đã bị một biển lửa bao trùm trong đó hơn nữa lại còn bị một đầu hỏa điểu đang bay lượn không ngừng tấn công dồn dập hoa tây tiên tử thì chỉ có cách nấp trong một cái lồng cát long lánh vô cùng để tránh né nhưng mà cái lồng cát này đang bị nhanh chóng hòa ta ra thành từng hạt chất lỏng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu bạc Uy năng của ngọn lửa màu bạc này quá lợi hại, vượt qua hết thảy sự suy đoán của nàng. Chẳng những thần thông phòng ngự bổn mạng của nàng phóng ra cũng không thể chống cự lại được sự xâm hại của nó, mà bảy tám kiện bảo vật thả ra lúc trước vừa mới tiếp xúc cũng ngay lập tức bị tiêu hủy hoàn toàn. Quỷ dị hơn chính là, không gian xung quanh hỏa điểu đang bay lượn nhảy múa kia mơ hồ truyền đến từng trận chấn động của cấm chế, dường như hư không ở phụ cận đều đã bị giam cầm lại, không cho phép một ai tùy tiện ly khai mà chỉ có thể đứng ở một chỗ co cụm phòng thủ. Đến giờ, khi trông thấy cái lồng cắt cũng không còn khả năng chịu đựng trong bao lâu nữa, tình huống đã thực sự cấp bách nên nàng chỉ còn cách hô hoán cầu cứu vô cấu lão tổ. Vô cấu lão tổ vừa nhìn thấy rõ tình hình bên đấy, động tác có chút chần chừ, nhưng trong mắt chợt run rẩy rồi lập tức đưa ra quyết định. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng rồi thân thể chợt nổ tung, hóa thành hơn trăm đạo hư ảnh độn quang tới bốn phương tám hướng. Sắc mặt cự viên không đổi, một cánh tay trở nên mơ hồ đánh ra một chảo, nhưng cũng chỉ đánh nát được hơn nửa hư ảnh hơn phân nửa hư ảnh vẫn tiếp tục lóe lên vài cái lập tức xuất hiện ở bên cạnh biển lửa rồi tụ lại với nhau lần nữa hiện ra bản thể vô cấu lão tổ một tay của hắn bấm pháp ít cực nhanh bên ngoài thân cũng bừng bừng nổi lên một ngọn lửa màu vàng sau đó không một chút do so dự xông thẳng vào bên trong biển lửa chỉ thấy có một đoàn lửa màu vàng lay động như quỷ mị bên trong biển lửa bạc bập bùng một tiếng rồi hiện ra bên cạnh hoa tây tiên tử một cách quỷ dị hoa tây tiên tử mừng rỡ giơ tay điểm lên lồng cắt một cái khiến nó tách ra một lỗ hồng. Vô cấu lão tổ chấp lên một cái cũng chui qua lỗ hồng, đến sát bên cạnh hoa tây tiên tử. Nhanh lên, lập tức hành động đi, tinh xa của ta không thể chống đỡ được lâu nữa đâu, chỉ có bổn mạng chân diễm của ngươi mới có thể chống cự lại linh diễm của hắn. Hoa tây tiên tử nhìn chằm chằm về phía lồng cắt đang bị hỏa điều điên cuồng tấn công, miệng rồn dập nói. Lúc này, cự viên do hàn lập biến thân cũng đang ầm ầm tiến về nơi này, làm cho tâm trạng của nữ tử này càng lúc càng thêm lo sợ. Được rồi, người thu lại tinh xa đi, ta sẽ phóng ra bổn mạng chân diễm. Phô cấu lão tổ mặt không biểu cảm đáp ứng một tiếng, lật ngửa bàn tay, một ngọn màu sàng xì xì vọt ra bao bọc cả cánh tay lại, nhưng ngay lập tức, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được đâm thẳng vào hoa tây đang đứng bên cạnh. chương 2369, rút đi, đột nhiên thân thể mềm mại của hoa tây tiên tử uốn éo, như đã sớm phòng bị mà quay người lại, nhanh như thiểm điện dùng bàn tay được bao bọc bởi tinh sa nghênh đón phanh một tiếng theo đó cả hai bàn tay hai người thoáng chốc đối trưởng với nhau tinh sa và kim diễm nổ tung thân hình cả hai đồng thời chấn động lùi về phía sau mấy bước ta sớm biết lão quỷ ngươi sẽ dùng chiêu này mà xem ra ngươi còn chưa nếm đủ đau khổ ta sẽ khiến ngươi khuôn mặt kiều diễm của hoa tây tiên tử thoáng chốc trở nên vặn vẹo và tái nhợt đi vài phần vừa nghiêm nghị nói đối câu bỗng nhiên thay đổi mà biểu lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ cả thân thể mềm mại chấn động, trước ngực thoáng chốc chui ra một bàn tay khô gầy màu xanh. Bàn tay năm ngón thình lình bắt lấy một đứa trẻ đang liều mạng dãy ruộng, khuôn mặt và thần thái giống hệt hoa tây tiên tử, nhưng nét mặt thì đầy vẻ thống khổ. Thân hình của vô cấu lão tổ mơ hồ lập tức xuất hiện trước mặt nguyên anh của hoa tây tiên tử một cách quỷ dị, đồng thời lạnh lùng nhìn đối phương không nói gì. Cùng lúc này, sau lưng nữ tử chấn động hiện ra một hư ảnh màu xanh nhà tới mức gần như không thể thấy được. Mà dường như cùng một thời gian, Hỏa nhân bên trong biển lửa màu vàng vẫn đang phát ra từng đợt công kích cực sơn lại chợt phốc một tiếng biến mất trong hư không. Cực sơn không có gì ngăn cản lập tức đập xuống, toàn bộ biển lửa ầm ầm tán loạn rồi biến mất. "Thì ra ngươi đã tu luyện thành thế linh đại pháp, nếu không làm sao ta có thể rơi vào kết cục này được chứ? Nhưng ngươi chớ nên đắc ý, vợ chồng ta và ngươi vốn là đồng mệnh tương liên, ta phải chết ở đây thì ngươi cũng đừng mong tiếp tục sống sót, chớ quên là phần dưới cơ thể của ngươi mang theo đồng mệnh cấm chế với ta." Nguyên Anh của Hoa Tây Tiên Tử dốc sức liều mạng dãy ruộng, nhưng căn bản không cách nào thoát được. Một lát sau triệt để tuyệt vọng mà dừng hết thảy cử động lại, từ trong miệng nói ra một câu cực kỳ oán độc với vô cấu lão tổ. Vậy sao, người đã muốn như thế thì cứ yên tâm lên đường đi. Từ mấy năm trước ta đã phá giải xong cấm chế của ngươi rồi, ta một mực nhẫn nhịn tới bây giờ chỉ là vì kiện đồ vật kia trong tay ngươi mà thôi. Trong mắt vô cấu lão tổ hiện lên vẻ kỳ quái, nhưng miệng vẫn đờ đẫn nói. Điều đó không có khả năng, a à, nguyên anh của hoa tây tiên tử cả kinh điên cuồng hét lớn nhưng chỉ kịp kêu lên một tiếng thì bóng người màu xanh phía sau chợt phốc một cái triệt để biến thành hỏa nhân màu vàng bổ nhào lên phía trước đem toàn bộ nguyên anh và cả thân hình của nàng ta bao vây bên trong lập tức thiêu đốt toàn bộ thành cho bụi đồng tử vô cấu lão tổ khẽ co rụt lại nhưng lập tức khuôn mặt không chút biểu cảm phất một tay lên hư không từ bên trong ngọn lửa vàng vang lên tiếng xé gió từ trong đó bay ra một khối trận bàn màu đen như mực thoáng chốc đã rơi vào bàn tay lão Vô cấu lão tổ cẩn thận đánh giá vật trong tay rồi há miệng thổi. Lập tức âm thanh trầm muộn truyền lại, trận bàn lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phong hóa, cuối cùng hóa thành một luồng khói đen lơ lửng tại chỗ không tiêu tan. Vô cấu lão tổ há miệng khẽ hút, lập tức nuốt toàn bộ đám khói đen vào trong bụng, sau khi kiểm tra thể nội chốc lát, trong mắt mới hiện ra vẻ hài lòng như đã nắm chắc là vậy. Mà hỏa diễm màu vàng kim ngưng tụ lại một lần nữa hóa thành một bóng người nhạt nhòa màu xanh đứng tại chỗ cũ. Phanh một tiếng, Vốn cát cuối cùng cũng bị triệt để hòa tan, nhưng ngọn lửa màu bạc vốn đang cuồn cuộn xoắn tới từ bên ngoài bỗng nhiên dừng lại một cách quỷ dị, con chim lửa khổng lồ kia cũng thu lại hai cánh mà dừng trên không trung. Lúc này, ánh mắt của Vô Cấu lão tổ mới lóe lên, nhìn về phía cự viên khổng lồ cách đó không xa. Cùng lúc này, cự viên do Hàn Lập biến thành cũng đồng dạng đang dùng ánh mắt đầy thâm ý đánh giá vị Vô Cấu lão tổ này. Một lát sau mới ông ông mở miệng, tuy không biết giữa quý phu thê có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta cũng có thể đoán được đại khái một chút. Bây giờ chỉ còn mình ngươi, có còn ý định động thủ nữa hay không? Đương nhiên là không cần thiết nữa rồi, với bộ dạng hiện tại của ta thế này, công pháp của Thiên đỉnh chân nhân căn bản cũng không có tác dụng gì. Huống hồ cho tới bây giờ đạo hữu ngay cả một nửa thực lực cũng chưa dùng hết, bản lão tổ tự nhiên sẽ không ngu ngốc đi làm chuyện chọc giận đạo hữu. Lão phu đi trước một bước vậy, Vô Cấu lão tổ nhàn nhạt, nhạt nói hai câu bóng người màu xanh bên cạnh bổ nhào về phái hắn lập tức dung nhập vào cơ thể không thấy bóng dáng, tiếp đó tay áo rung lên, hào quang tỏa ra ngoài thân lập tức hóa thành một luồng cầu vồng phá không bay đi, chỉ sau mấy cái chấp động đã biến mất ở cuối chân trời. Hàn lập hơi có vẻ ngoài ý muốn, không ngờ vị vô cấu lão tổ này lại làm việc dứt khoát như vậy, đương nhiên sẽ không xuất thủ chặn đường làm gì. Đột nhiên từ phía bên kia vang lên một tiếng nổ mạnh chấn động đất trời. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, nhìn trở lại chỉ thấy biển xương mù màu máu phía xa xa đã tản đi không biết từ khi nào một lần nữa lộ ra phạm thánh kim thân và cửu mục huyết thiềm bên trong cả hai chúng đứng cách xa nhau trăm trượng tuy nhiên một tên thì kim quang ảm đạm thiếu mất một đầu và hai tay kẻ còn lại thì toàn thân đầy thương tích chín con mắt đỏ chỉ còn năm cái có thể mở được còn lại thì đang chảy máu đầm đìa không ngớt bộ dáng của ca hai hoàn toàn là lưỡng bại câu thương về phần hai nhóm chiến đấu còn lại thì vẫn vang lên tiếng sấm sét ầm ầm không ngừng bộ dáng khí thế chiến đấu vẫn cao ngất trời. Nội tâm Hàn Lập cười cười, thân hình cử viên khẽ độc, định lao tới huyết thiểm phía bên kia. Đúng lúc này, cửu mục huyết thiểm lại phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Hàn Huynh không cần đánh nữa, lần tranh đấu này ba người bọn ta đã thua, tuyệt đối sẽ không dày dưa với đồng bạn của đạo hữu nữa. Vừa dứt lời, trên người huyết thiểm một lần nữa toát ra luồng huyết vụ, những vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. Tiếp theo thân hình huyết thiểm tỏa sáng, lăn tròn một vòng dưới đất lập tức khôi phục lại hình người. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó biến thân cử viên cũng gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng thu nhỏ lại, từ trong kim quang nhanh chóng khôi phục nguyên hình. Hai nhóm chiến đấu còn lại tự nhiên cũng nhìn thấy mọi việc trong mắt. Mặc dù trong lòng tràn đấy không tình nguyện, nhưng vạn hoa phu nhân và thanh bình đạo nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bảo vật thần thông lại, chủ động lùi ra ngoài phạm vi chiến đấu, độn quang lóe lên đã xuất hiện bên cạnh tiêu minh với sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu huynh, chúng ta cứ buông tha như vậy hay sao mặt mũi vạn hoa phu nhân tràn đầy vẻ không cam lòng hỏi không thì thế nào còn có thể làm gì khác hay sao không còn vô cấu lão tổ và hoa tây tiên tử ba chúng ta ngay cả một tí phần thắng cũng không hề có tiêu minh chậm rãi nói sắc mặt của thanh bình đạo nhân ở bên cạnh cũng biến hóa âm tình bất định mấy lần nhưng cuối cùng cũng không nói một lời nào tới trận chiến nữa hàn đạo hữu lần này chúng ta nhận thua ba người bọn ta cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại đây nữa xin cáo từ tiêu minh ôm quyền hướng về hàn lập hào quang bên ngoài thân lóe lên dường như lập tức định mang theo thanh bình đạo nhân và vạn hoa phu nhân phi độn rời đi tiêu huynh muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi có phải là quá xem thường tại hạ hay không hàn lập bỗng nhiên cười lạnh một câu lúc này hoàng kim cự giải và băng phách cũng đã thu hồi công pháp cùng nhau bay tới bên cạnh hàn lập trong đó mặt mũi của băng phách tràn đầy vẻ vừa vui mừng và sợ hãi cung bạc bên ngoài thân hình hoàng kim cự giải lóe lên lập tức hóa thành một vị đạo sĩ trẻ tuổi ý của hàn huynh là thân hình của tiêu minh dừng lại đồng tử chớp động hỏi một câu tiêu huynh biết rồi còn cố ý hỏi chẳng lẽ không định cho tại hạ một chút công đạo hay sao hàn lập nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu hàn huynh đúng là một chút thiệt thòi cũng không nhận ba khóa âm huyết tinh này xem như là vật đền bù của ta đi tiêu minh thở dài một hơi tay áo run lên bắn ra một cái hộp ngọc lao thẳng về phía hàn lập một tay hàn lập vung ra liền bắt lấy hộp ngọc vào trong tay sau khi dùng thần niệm quét qua thì lộ ra vẻ hài lòng gật đầu linh quang lòe ên hộp ngọc lập tức biến mất vô ảnh vô tung lúc này tiêu minh chắp tay chào hàn lập ở trên không liền biến thành một luồng huyết quang phá không bay đi thanh bình đạo nhân và vạn hoa phu nhân thì cùng độn quang theo sát phía sau không nói một lời tuy rằng không thể đạt được y bát trọng bảo của thiên đỉnh chân nhân nhưng lúc này vẫn còn cách thời gian đóng cửa của thiên đỉnh cung một chút nếu nắm chắc vẫn có thể đạt được một vài chỗ tốt ở nơi khác đấy. Ba người tiêu minh tự nhiên sẽ không trì hoãn thêm nữa. Đa tạ đại ân của Hàn Huynh, nếu không phải đạo hữu xuất thủ tương trợ thêm một lần nữa, chỉ sợ thiếp thân thật sự phải rơi vào kết cục hồn phi phách tán mất rồi. Băng phách thở dài một hơi, thi lễ thật sâu với Hàn Lập, lời nói tràn đầy vẻ cảm kích không hề che giấu. Băng phách đạo hữu không cần quá khách khí, cho dù không nhắc tới nguồn gốc sâu xa giữa ta và người thì chỉ cần nhìn vào thân phận đại thừa cùng thuộc nhân tộc ta cũng sẽ bảo vệ đạo hữu bình yên vô sự. Hàn Lập hơi cười cười, khoát tay trả lời, về phần giải đạo nhân thì vẫn đờ đẫn không nói một lời. Vì vậy sau khi cùng băng phách nói thêm vài câu, ba người lập tức cùng độn quang bay về phía một hướng khác. Mấy canh giờ sau, hư không ở một khu vực bên ngoài chấn động, từ nơi đó lăng không hiện ra một tòa quang trận thô to. Ba người hàn lập và băng phách thoáng chốc lặng yên hiện ra. Ngay khi ba người đang đánh giá xung quanh vài lần, bỗng nhiên thần sắc băng phách khẽ động, lập tức mở miệng nói. Dường như ta đã cảm ứng được vị trí đại khái của huyết linh, ta lập tức thi pháp mượn lực lượng cấm chế đưa chúng ta qua đó ngay. Hàn lập nghe vậy, tự nhiên sẽ không phản đối. Vì vậy băng phách khẽ lật bàn tay, trong tay lập tức có thêm một khối trận bàn, ngón tay nhanh chóng điểm chỉ lên đó. Sau chốc lát, nàng ném trận bàn trong tay lên không trung, lập tức biến ảo thành một tòa quang trận nhàn nhạt thân hình ba người lóe lên một lần nữa bước vào trong đó. Pháp trận vang lên âm thanh ông ông, thân ảnh của ba người cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu nữa. Mấy canh giờ sau, bên trong một tòa lầu các, huyết phách đang thu lấy từng cái trong số hơn chục bảo vật đặt trên một giá gỗ màu vàng nhạt thì bỗng nhiên biến sắc. Không hề để ý tới hai ba kiện bảo vật còn lại mà ngược lại bấm niệm pháp quyết, thân hình độn quang biến thành một luồng cầu vồng bắn đi. Sau một cái chấp động liền lặng yên dừng lại trên không trung. Dường như cùng một thời gian, hư không gần đó chấn động, một cái quang trận nhàn nhạt, nhạt lăng không hiện lên, bọn người hàn lập nhanh chóng bước ra từ bên trong. Cuối cùng thì ngươi cũng đi ra, kỳ quang trong mắt huyết phách chấp động, nhìn qua nữ tử có gương mặt giống y hệt mình đang đứng bên cạnh hàn lập, ánh mắt phức tạp nói. Những năm này thực sự vất vả cho ngươi, may nhờ ngươi có thể nhờ tới Hàn Huynh giúp đỡ nếu không chỉ sợ ta và ngươi căn bản khó có ngày gặp lại rồi. Băng phách nhìn chằm chằm vào hóa thân huyết linh ở trước mặt, mỉm cười nói. Chương 2370, trở về, ngươi chính là ta mà ta cũng chính là ngươi, qua bao nhiêu gian khó cuối cùng thì cũng có thể nói chuyện được với nhau. Hiện tại ngươi đã thoát ra thì ta và ngươi cũng có thể dung hợp lại một lần nữa. Huyết Phách nhàn nhạt nói hai câu, Băng Phách gật đầu, rồi cũng không nói thêm điều gì nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết làm cho thân hình tỏa ra ánh sáng màu máu, dần dần trở nên mơ hồ không rõ ràng. Mà cùng lúc đó, thân hình Huyết Phách khẽ lay động, cũng hóa thành một chùm ánh sáng màu máu bắn tới phía trước chùm sáng màu máu thoáng chấp lên một cái bay đến gần rồi dung nhập luôn và trong người của băng phách, không còn bóng dáng gì. Băng phách lập tức khom mình xuống, trên mặt hiện ra một chút vẻ thống khổ, đồng thời ánh sáng màu máu bên ngoài cơ thể đại thịt, đột nhiên vô số tơ máu tuôn ra từ trong da thịt rồi lại ảo ảo hóa thành xương mù biến mất trong hư không. Sau thời gian uống hết một tách trà, vẻ thống khổ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của băng phách mới dần dần biến mất, thân thể mềm mại hoàn toàn dung hợp hoàn mỹ đứng thẳng lên. Giờ phút này mặc dù khuôn mặt hay vẻ mặt của nàng không có gì khác với lúc trước cả, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được trong khí chất mơ hồ có một sự thay đổi nào đó. Không thể ngờ được trong tộc, Hàn huynh lại có danh tiếng lớn đến như vậy, lại còn cùng hóa thân huyết linh này của ta kết giao như thế. Hơn nữa nếu không có sự bảo vệ của Đạo hữu thì nàng hoàn toàn không thể nào bình yên mà tiến vào nơi này được. Sau khi băng phách nhìn Hàn Lập cười duyên dáng một cái mới chậm rãi nói, Đạo hữu đã tiếp thu toàn bộ ý thức trí nhớ của hóa thân kia rồi. Hàn Lập cười cười nhìn nữ tử này hỏi dò một câu, "Làm sao mà dễ dàng như vậy được chứ? Thiếp thân bây giờ đã đem phong ấn hơn một nửa phần trí như ấy lại rồi, trước tiên chỉ hấp thụ những tin tức quan trọng nhất mà thôi." Băng Phách miến cưỡng nở một nụ cười trả lời, "Nhưng đúng là Băng Phách đạo hữu làm vậy là đúng đắn. Hiện tại đã không còn sớm nữa, hiện tại đạo hữu đã thu hồi hóa thân, trong Thiên đỉnh cung này cũng không còn vật gì khiến ta động tâm được nữa rồi, tốt nhất là nên rời đi thôi." Những người khác chắc chắn là không thể biết được Thiên đỉnh cung sẽ đóng cửa sớm hơn, thừa lúc đang tranh chấp hỗn loạn thế này, chúng ta tìm cách bình yên mà thoát ra. Hàn Lập gật đầu nói, tiếp theo giơ một cánh tay đánh ra một chiêu vào hư không, ánh sáng lóe lên một cái rồi chợt hiện ra một tiểu nhân màu vàng kim. Rồi nó trực tiếp bay vào tay áo, biến mất không còn tung tích. Tiểu nhân ấy chính là Phệ Kim trùng vương, cơ hồ trong cùng một lúc, giải đạo nhân cũng không nói thêm một lời nào nữa mà hai tay bấn niệm pháp quyết. Sau khi một tiếng sét vang lên cũng biến thành một đạo lôi quang bắn thẳng về phía Hàn Lập rồi tiến vào trong tay áo của hắn không còn bóng dáng. Tốt lắm, vậy thì để tiểu muội tiếp tục làm phép. Băng Phách thấy vậy ngay lập tức cũng một lời đáp ứng. Tiếp theo nàng hé miệng ngọc phun ra một khối ngọc bài minh mông huyết sắc, một ngón tay chỉ vào hư không. Theo đó từng trận cấm chế chấn động hiện ra trong không gian. Trên bầu trời của Vạn Nguyệt Sơn mạch một tòa pháp trận siêu cấp khổng lồ đã bao phủ hoàn toàn nơi tiến nhập vào thiên đỉnh cung khiến cho một con kiến cũng chui không lọt. Một ít môn nhân đệ tử mặc trang phục của huyết cốt môn như ẩn như hiện tại một số nơi trong trận pháp. Ở chỗ trung tâm của tận pháp thì hai gã đại thừa của huyết cốt môn đang ngồi cùng một chỗ, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên đại môn vốn dĩ đang chấp động kim ngân phù văn lại thoáng cái chuyển ra âm thanh vù vù, đồng thời từng trận chấn động cuồn cuộn tuôn ra. Có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ thiên đỉnh cung lại đóng cửa sớm vậy sao? dựa theo các ghi chép từ xưa thì bây giờ còn chưa đến thời gian đóng cửa mới đúng hai gã đại thừa huyết cốt môn kinh ngạc cùng lúc mở to cả hai mắt trong đó lão già mắt thâm lại càng kinh ngạc hét lên thất thanh phải chăng là có người đã đoạt được truyền thừa của thiên đỉnh chân nhân nên mới xảy ra sự tình như thế này phụ nhân béo lùn xấu xí cũng lập tức đứng dậy ánh mắt lóe lên một cái rồi nói không cần quan tâm cái gì nữa trước hết phải phát động trận pháp đã rồi tiếp tục nói sau không nhớ đâu lại có người tranh thủ được lúc hỗn loạn chạy thoát đi mất. Lão già mắt thâm nghe được vậy thì đồng tử hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức quả quyết nói: "Quả thực là có lý, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị trước một chút." Phụ nhân béo lùn hoàn toàn không có gì phản đối lập tức gật đầu đồng ý. Vì thế hai người ra lệnh một tiếng, các đệ tử của huyết cốt môn đang ẩn nấp ở khắp nơi lập tức khẽ thúc dục khí của bầy trận trong tay. Ngay tức khắc cả tòa pháp trận phát động ra từng sợi tơ màu dáng chiều diễm lệ rực rỡ bắn về bốn phía hư không rồi lấy một tốc độ cực nhanh đan xen lại với nhau thành một cái lưới tơ khổng lồ che phủ toàn bộ bầu trời ở đây lại. Tất cả khu vực này đều đã bị lưới tơ che phủ toàn bộ. Nhưng khi lưới tơ vừa mới hình thành xong, từng luồng sát khí như mũi giáo khiến cho người ta trở nên kinh hãi ầm ầm tỏa ra, phảng phất như có cả thiên quân vạn mã đang ẩn nấp trong đó vậy. Hai gã đại thừa của huyết cốt môn đứng thẳng dậy ngay lập tức, nhìn không chớp mắt về phía đại môn. Oanh, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, sau một trận vặn vẹo mơ hồ, đại môn bị phá nổ tung, đồng thời thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tản ra, một cái khe không gian màu trắng sữa xuất hiện ở giữa tầng hư không. Phù 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 hai tiếng, tại nơi xảy ra chấn động mạnh cũng chính là nơi mà đại môn bị đánh cho biến mất, hai tòa quang trận hiện ra trong hư không, từ đó xuất hiện hai nhóm người từ từ đi ra. Một nhóm gồm ba bốn người người đang vây quanh một gã đại hán mặc áo gấm, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi mấy người này đang tập trung công phá trong một khu vực trung tâm nào đó, đang trong lúc lục soát tìm kiếm bảo vật bốn phía, lại tự nhiên bị quang trận hư không truyền tống ra khỏi Thiên đỉnh cung. Tất nhiên là làm cho đại hán mặc áo gấm này cực kỳ tức giận, sắc mặt hoàn toàn không tốt một chút nào. Ngoài ra còn có một nhóm người nữa, là năm tên thanh niên có khuôn mặt giống hệt nhau. Chính là huyết hợp ngũ tử, là hắn, lão giả mắt thâm vừa trông thấy rõ khuôn mặt thật của hai nhóm người này, thần sắc thoáng động lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hóa ra là hai vị đạo hữu của huyết cốt môn Thiên Cư, địa mộng hai vị làm ra hành động như thế này là có ý gì? Gã đại hán mặc áo gấm vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của lão già mắt thâm và phụ nhân béo lùn, lại quét mắt ra bốn phía nhìn thấy rõ đại trận lưới tơ cực lớn trên không trung, lập tức mặt liền biến sắc, lạnh giọng hỏi. Hóa ra là trận pháp tông sư phụng tông chủ ở đây, chẳng trách thiên đỉnh cung lại đóng cửa sớm như vậy. Phụng huynh chắc chắn là thu được cực nhiều từ tốt bên trong đó có phải không? Phụ nhân béo lùn mở chừng hai mắt, cười khúc khích nói. Địa mộng, người cho rằng bản tọa làm ra biến hóa vừa rồi của thiên đỉnh cung. Đại hán mặc áo gấm không hề khách khí mà hỏi ngược lại. Trong số những người đi vào, ngoại trừ đạo hữu ra thì thiếp thân hoàn toàn không nghĩ được ai có thể làm được việc này nữa. Phụ nhân béo lùn cũng không thèm quan tâm trả lời. Đại hán mặc áo gấm nghe vậy tỏ ra cực kỳ giận dữ nhưng lại không biết cách trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng lúc này, lão già mắt thâm cũng quay sang một bên quát hỏi. Năm vị muốn đi đâu, không muốn ở lại nói thêm chút gì sao? huyết hợp ngũ tử ở bên kia không ngờ lại rút lui dần dần về phía đại trận. Ta chẳng có điều gì để nói hết, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn đem bắt nhốt chúng ta với phụng tông chủ ở tại đây hay sao? Một gã thanh niên sắc mặt thẫn thờ trong đó, trong mắt phần đầy tiêm máu chấp động trả lời. Thật cô ngờ rằng, huyết hợp đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà bây giờ lại rơi vào kết cục như này. Thật sự là một điều vô cùng đáng buồn. Lão già mắt thâm chưa trả lời yêu cầu của thanh niên mà lại hấp háy con mắt bảy màu, đột nhiên thở thật dài một tiếng. Thiên khuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Thanh niên sắc mặt đại biến, hỏi lại, cần gì phải có ý tứ? Hừ, dưới lưu ly li huyễn mục của ta thì huyết nhục khôi lỗi làm sao mà giấu giếm được, lập tức đem bản thể đang trốn tránh đi ra đi. Lão giả mắt thâm hừ một tiếng, mặt hiện lên một luồng khí rét lạnh nói. Cái gì, là huyết nhục khôi lỗi? Lần này, cả phụ nhân béo lùn cùng với đại hán mặc áo gấm cùng nhau kinh ngạc, ánh mắt xoẹt một cái, cùng nhìn sang phía huyết hợp ngũ tử bên kia, đều lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Hắc hắc, Lưu Ly li Huyễn Mục đại danh đỉnh đỉnh quả nhiên danh bất hư truyền, ta đã đem huyết thần đại pháp tu luyện tới cảnh giới như thế này, vậy mà còn không thể giấu giếm qua tai mắt của ngươi được. Đồng tử của thanh niên nói chuyện lúc trước co rụt lại, nhưng trên mặt lập lại tiếp tục trở nên thẫn thờ dị thường. Tiếp theo trên thân năm tên thanh niên hiện ra ánh sáng màu máu, các tia máu đều từ phía sau gáy kích bắn ra, sau khi chớp lên một cái thì cùng hội tụ lại một chỗ, cuối cùng hóa thành một bóng người mơ hồ màu đỏ như máu hai mắt của huyết ảnh này bắn ra ánh sáng u ám màu xanh đồng thời trên người cũng tản ra một cỗ khí tức tàn bạo kinh khủng huyết thiên đại lục đã sớm có quy định ghi thành văn bản bất kể những ai tu luyện huyết thần thuật chết lão già mắt thâm đưa mắt nhìn thẳng vào huyết nhân ảnh sau khi hít sâu một hơi lập tức quát to một tiếng vừa dứt lời một tay của lão giả đã bấm pháp quyết một ngón tay chỉ thẳng lên trời cao oanh một trận sấm sét nổ ra trên bầu trời tức thì hiện ra sáu đạo hồ quang đỏ thẫm chấp lóe lên một cái rồi lập tức bổ thẳng xuống huyết hợp ngũ tử cùng huyết ảnh. Đồng thời cả tòa pháp trận vang lên âm thanh ông ông, từng cột sáng thô to phóng lên cao từ nơi danh giới, mơ hồ tạo thành hình dáng một cái lồng ánh sáng cự đại. Lưới tơ trên bầu trời sau khi hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng run lên rồi từ từ hạ xuống. Một trận cười quái dị từ trên người huyết ảnh truyền ra. Tay áo của hắn vung lên trời, lập tức cũng có sáu đạo huyết hồng phóng lên cao, sau vài cái chớp động liền đánh tan sáu đạo hồ quang tiếp theo thân hình hắn quay tròn một vòng vô số huyết phụ tỏa ra từ trên thân đem huyết hợp ngũ tử bao phủ vào bên trong rồi biến thành một biển máu cuồn cuộn lao thẳng đến chỗ danh giới lão già mắt thâm gặp tình hình này sắc mặt trầm xuống pháp quyết trong tay biến hóa cực nhanh từ bên trong thân thể tuôn ra một đạo kiếm khí mịt mù dài mấy trăm trượng bước chân lên trước một bước lập tức hợp hai làm một với kiếm quang bắn thẳng tới biển máu phụng tông chủ hiện tại có người dám can đảm tu luyện huyết thần chi thuật người có tính toán gì không con mắt của phụ nhân béo lùn đảo một cái, bỗng nhiên nhìn đại hàn mặc áo gấm hỏi một câu. Hư, địa mộng, người không cần thiết phải nói kích ta. Người tu luyện huyết thần thuật là sinh tử đại địch của huyết đạo tông môn chúng ta, ai gặp cũng phải giết. Bây giờ chúng ta cũng gặp phải, tất nhiên là sẽ không dứng ngoài bỏ mặc đại hán mặc áo gấm sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng hử lạnh một tiếng trả lời. Tiếp theo đại hán phân phó một tiếng, môn hạ đệ tử ở xung quanh lập tức trong tay phóng ra đủ các kiểu pháp khí, cũng cực nhanh chấp một cái hóa thành đủ mọi phù văn cực lớn nhiều màu sắc, điên cuồng bay múa trong hư không phụ cận. Đại hán mặc áo gấm thì trong miệng niệm niệm khẽ vài tiếng, những phù văn này bắt đầu dùng quý tích huyền diệu nào đó cực nhanh tụ tập cùng một chỗ, rồi điên cuồng xen lẫn vào nhau. Trong phút chốc, lập tức có thể thấy được một tòa pháp trận màu vàng kim nhạt mơ hồ hình thành trên đỉnh đầu đại hán, bên trong hàn quang lành lạnh, phảng phất có vô số đao kiếm được ẩn chứa trong đó. Về phần phụ nhân béo lùn thấy lời nói của mình có hiệu lực, lập tức cười hắc hắc, sau đó dương tay áo lên, tức thì vài cái linh thú hoàn bay ra. U u u, âm thanh vang lên, lập tức có vài chục con chim gáy màu huyết sắc khổng lồ xuất hiện. Phụ nhân béo lùn cũng mở miệng the, the thé thúc giục, lập tức chúng trở nên điên cuồng rồi lao đến biển máu. Còn về những cột sáng cực lớn ở phía ranh giới xung quanh thì do chúng đệ tử huyết cốt môn toàn lực thúc giục, sau đó dần dần di chuyển về phía trung tâm pháp trận. Một hồi đại chiến ngoài dự liệu của cả hai bên bất ngờ bộc phát. Chương 2371, Vạn Linh Huyết Tỷ. Cuối cùng cũng đi ra, chẳng qua giường như nơi đây vẫn nằm bên trong Vạn Nguyệt Sơn mạch thì phải. Hàn Lập vừa từ quang trận đi ra, liền đánh giá cảnh sắc bốn phía rồi thản nhiên nói: "Hàn huynh, ta đã cố gắng hết sức dùng lực lượng lớn nhất thi pháp đem chúng ta truyền tống đến chỗ xa nhất, cho dù vẫn nằm trong Vạn Nguyệt Sơn mạch thì có lẽ cũng là ngoài rìa rồi." Băng Phách đồng dạng đánh giá bốn phía, khó nén nổi vẻ hưng phấn nói: Mặc cho ai bị nhốt nhiều năm như thế, tới khi thấy được ánh mặt trời chỉ sợ tâm tình đều vô cùng kích động như vậy. Đến nơi đây thì dù cho những người khác có phát hiện ra điều gì không đúng thì cũng chẳng đuổi kịp nữa. Ta sẽ triệu hoán bọn người Chu Quả Nhi tới đây, băng phách đạo hữu có tính toán gì không, chuẩn bị khởi hành lập tức trở về trong tộc hay sao? Hàn Lập nhẹ gật đầu, nghiêm sắc mặt nói với nàng. Tiểu muội vừa tiến giai đại thừa thành công, cần hào hào củng cố cảnh giới một chút đồng thời đem mấy món trọng bảo tế luyện mới được vì vậy chuẩn bị tìm một nơi bí ẩn gần đây tu luyện vài năm cho tốt rồi mới quay về trong tộc. Băng phách không lưỡng lự trả lời, dường như đã suy nghĩ rất kỹ vấn đề này. Đạo hữu làm vậy cũng tốt, tuy nhiên bọn người tiêu minh đều đã biết ngươi chiếm được y bát của thiên đỉnh chân nhân, chắc hẳn việc này sẽ rất nhanh bị lan truyền ra. Băng phách đạo hữu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hàn lập gật gật đầu, có vẻ đồng ý với chủ ý của đối phương, chẳng qua là nhắc nhở thêm một câu hàn huynh yên tâm dù sao tiểu muội cũng là một tồn tại đại thừa cho dù gặp phải cường địch nào chỉ cần không phải rơi vào bên trong tuyệt địa thì sẽ luôn có khả năng tự bảo vệ mình băng phách tự nhiên cười nói băng phách đạo hữu có tự tin như vậy đúng là không gì tốt hơn hàn mẫu còn muốn tiếp tục ở lại huyết thiên đại lục một thời gian không chừng còn có thể tới lôi minh đại lục một chuyến có lẽ phải mất một thời gian khá dài ta và ngươi mới có thể gặp lại đạo hữu xin tự bảo trọng hàn lập cười nhẹ một tiếng chắp tay chào nàng Băng phách vội vàng hoàn lễ, cũng nói đôi câu bảo trọng, cuối cùng mới chính thức cáo từ hóa thành một luồng tinh quang phá không bay đi. Hàn lập một đường nhìn theo độn quang của nàng biến mất cuối chân trời. Lúc này mới giơ một tay lên hư không, trong tay lóe lên xuất hiện một tờ phù lục màu bạc. Ngón tay kẹp lấy nó, lập tức phù lục đón gió hóa thành một làn khói xanh biến mất trong hư không. Tiếp đó, hàn lập độn quang bay xuống một ngọn núi phía dưới rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống một cây đại thụ cao chọc trời, Lẳng lặng chờ đợi đám người Chu Quả Nhi tới. Trọn vẹn nửa ngày sau, chân trời lóe lên linh quang, một chiếc phi xa hình tam giác bắn tới, phía trên đứng hai người một nam một nữ, chính là Chu Quả Nhi và Hoa Thạch lão tổ. Hai mắt của Hàn Lập một lần nữa mở ra, trên mặt mang theo vẻ tươi cười từ từ đứng lên. Không bao lâu sau, từ huyết cốt môn lan truyền ra thông tin về một trận chiến bên trong Vạn Nguyệt Sơn mạch. Toàn bộ huyết hợp ngũ tử đã biến thành khôi lỗi đều bị tiêu diệt sạch cùng với tin tức kẻ thần bí tu luyện huyết thần thuật cũng đã bị hạ gục tuy nhiên trong trận chiến này hai gã đại thừa của huyết cốt môn là thiên khuyết và địa mộng cũng thân mang trọng thương thậm chí ngay cả đám môn hạ đệ tử mang theo cũng chỉ còn một nửa có thể trở về còn về phía vị tông sư trận pháp tiếng tăm lừng lẫy là nam tử họ phụng thì càng trực tiếp vẫn lạc trong lúc chiến đấu cùng lúc đó nghe đồn có một vị nữ tử đại thừa đến từ đại lục khác đã đạt được truyền thừa của thiên đỉnh chân nhân tin tức này lan truyền khắp đại lục đưa tới sự chú ý của không ít người quan tâm nhưng kỳ quái là lại không hề có chút tin đồn nào liên quan tới Hàn Lập, cứ như chưa từng bao giờ có một người như thế từng xuất hiện bên trong Vạn Nguyệt Sơn mạch vậy. Một năm rưỡi sau, bên trong một cái sơn cốc cực kỳ bí mật, hai gã đại thừa ăn mặc khác nhau của Huyết Thiên Đại Lục đang nhìn về phía một gã nam tử trẻ tuổi, cơ thể trắng nõn gầy yếu đứng ở đối diện với ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo đen, hai mắt nhỏ dài, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhưng càng khiến người ta kinh khủng hơn là bàn tay của nam tử trẻ tuổi thình lình đang cầm một cái đầu lâu tóc tai rối bù, dưới bàn chân chảy xuôi xì xào một dòng sông máu không nhìn thấy phần cuối. Gương mặt thanh tú nho nhã, nhưng lại vô cùng tái nhợt, trên mặt lưu lại vẻ không thể tin nổi trước khi bị chém xuống. Mà dòng sông máu thì rộng chừng ba bốn mươi trượng, nước sông đặc sệt, nhưng không hề có chút mùi huyết tinh nào, ngược lại còn truyền ra một mùi như mùi đàn hương, khiến cho người ngửi được không tự chủ được mà chấn động tinh thần. Gần bàn chân thanh niên áo đen là những khối tàn thi rõ ràng của cùng một người đang nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở đó. Đôi chân của thanh niên áo đen dẫm dưới dòng sông tới gần nửa bắp chân, thân hình vậy mà vô cùng vững vàng như đứng trên đất bằng, hơn nữa còn dùng ánh mắt như mỉa mai nhìn về phía hai gã tồn tại đại thừa cao cấp nhất của linh giới. Người đã đụng tay đụng chân gì với thân thể của chúng ta, tu vi tại sao bỗng nhiên lại giảm xuống hơn một nửa, nếu không yên vũ chân nhân tuyệt đối sẽ không bị chém giết dễ dàng như vậy. Ngươi nên biết yên vũ chân nhân chính là một trong những trưởng lão của Thương Minh một trong những thế lực lớn nhất trên toàn bộ linh giới. Ngươi dám giết hại thành viên trung tâm của Thương Minh thì dù ngươi có thần thông cao minh cũng tuyệt đối khó có thể sống yên ở linh giới này. Một đại hán dáng người vô cùng khôi ngô mặc áo giáp màu tím trong số hai gã đại thừa kia dường như khắc chế được sự sợ hãi trong lòng. Bỗng nhiên nhìn về phía thanh niên áo đen mà gầm nhẹ lên. Thương Minh là thứ quái gì? Nếu thật sự tới tận cửa tìm đường chết, ta tự nhiên sẽ tiến chúng lên đường khiến cho bọn chúng cũng giống như cả ngươi trở thành một bộ phận của huyết hà. Về phần tu vi của các người bị áp chế chẳng liên quan gì tới ta, mà là do vạn linh huyết tỷ vừa được huyết tế xong, còn chưa có cách nào thu liếm tự nhiên, vì thế các người bị chấn nhiếp mà không biết đấy thôi. Thanh niên áo đen cười hắc hắc, hơi hợt nói: nói bậy, bảo vật gì mà chỉ bằng khí tức có thể chấn nhiếp bọn ta chứ? Ngay cả huyền thiên linh bảo cũng tuyệt đối không thể làm được việc đó. Đại hán nghiêm nghị quát, bộ dáng hoàn toàn không tin. Ếch ngồi đáy giếng thì biết gì, huyền thiên linh bảo mặc dù vô cùng lợi hại nhưng còn phải xem là bảo vật huyền thiên ra đời từ giới diện loại nào, bảo vật huyền thiên ra đời từ loại tiểu giới diện như các ngươi thì có thể có bao nhiêu uy năng chứ. Sự đáng sợ chính thức của bảo vật huyền thiên ra đời từ các giới diện cấp cao, loại tồn tại như con sâu cái kiến các ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi đâu. Thanh niên áo đen ngáp dài một cái, lời nói không hề che giấu vẻ khinh miệt của chính mình. Khấu khí của các hạ thật lớn, ta còn chưa từng nói qua cái gì gọi là giới diện cấp cao, càng chưa từng nghe thấy ai nói linh giới là tiểu sao diện. Xem ra các hạ không phải là người của linh giới mà là kẻ đến từ giới diện khác, cho dù như thế chẳng lẽ các hạ thực sự cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể bằng lực lượng của cả một giới diện, tùy ý làm bậy ở linh giới chúng ta đổ sát vô số sinh linh tiến hành huyết tế hay sao? Đại hán vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức nhớ tới điều gì, khuôn mặt một lần nữa hiện lên vẻ giận dữ tàn sát toàn bộ sinh linh của một giới tự nhiên là chuyện không thể nào nhưng nếu những tên đại thừa khác của giới diện này đều như các ngươi thì chỉ cần phí chút thời gian việc giết chết tất cả cũng không có gì quá khó khăn thanh niên áo đen nghe được âm thanh quát hỏi chẳng những không tức giận mà sau khi trầm ngâm một chút vô cùng nghiêm túc trả lời lời này tự nhiên khiến cho sắc mặt đại hán khôi ngô trở nên vô cùng khó coi đúng lúc này gã đại thừa bên cạnh vẫn một mực không nói gì bỗng nhiên toàn thân trải rộng xà văn lão giả có hai mắt hẹp dài đột nhiên lăn một vòng, thoáng chốc hóa thành một con cự xà sau lưng có mọc lên bốn cánh xanh biếc. Bốn cánh của cự xà chỉ khẽ dùng sức, lập tức hóa thành một sợi tơ màu xanh bắn đi. Chấp động một cái, nó đã thuấn di ra bên ngoài ngàn trượng, mắt thấy chuẩn bị chấp động một lần nữa định chạy trốn mất dạng. Ngủ xuẩn, dưới uy năng của vạn linh huyết tỷ của ta phủ xuống, chỉ một gã đại thừa có thể chạy trốn được hay sao? Thanh niên áo đen nhìn qua hướng phi xà đào tẩu, trong miệng quát ra một chữ chấn. Trong chốc lát, trên không phi xà màu xanh biếc đột nhiên hiện lên huyết quang, hư ảnh một ấn tỷ lớn như ngọn núi oanh long hiện ra, đồng thời từ từ hạ xuống. Dưới hư ảnh ấn tỷ vừa hiện ra, bốn cánh của phi xà chẳng hiểu tại sao lập tức run lên, thân hình thoáng chốc bất động tại chỗ, chờ mắt nhìn hư ảnh ấn tỷ khổng lồ từ từ chụp xuống thân thể. Dưới uy năng của ấn tỷ, từ miệng phi xà lập tức kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Cả phi xà và nguyên anh của lão giả bên trong đều thoáng chốc biến thành từng điểm linh quang tán loạn mà diệt. Một vòng huyết quang từ ấn tỷ cuốn xuống, toàn bộ những điểm linh quang này đều bị hút vào bên trong hư ảnh ấn tỷ. Ấn tỷ vốn đang có phần mơ hồ, dưới vòng sáng hộ thể màu huyết hồng chấp động bên ngoài lại bỗng nhiên ngưng thực rõ ràng hơn vài phần. Nhưng sau một khắc, âm thanh ông ông vang lên, hư ảnh ấn tỷ vậy mà lóe lên chui vào bên trong hư không không thấy đâu nữa. Mắt thấy đồng bạn có tu vi tương đương với mình bị diệt sát trong giây lát, đại hán khôi ngô dù đã trải qua vô số mưa gió, tâm tính vô cùng kiên nghị cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng thực lực đối phương sâu không lường được, hiện tại tu vi của mình còn bị cứng rắn áp chế nhiều như vậy thì càng không có chút cơ hội thủ thắng nào. Mặc dù như thế, hắn tự nhiên sẽ không có lý gì khoanh tay chịu chết, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Mắt thấy thanh niên áo đen còn chưa từ đằng xa quay lại ngay, đại hán bỗng nhiên giống to một tiếng, sau lưng lóe lên ánh sáng màu xanh, bỗng nhiên hiện ra một cái pháp tướng đầu rồng thân ngựa khổng lồ. Pháp tướng này vừa hiện ra, miệng lớn của cái đầu rồng mở to, dưới tiếng sấm sét nổi lên lập tức phun ra vô số lôi cầu màu xanh cùng một thời gian tay áo của đại hán vung ra mười mấy món bảo vật pháp khí có hình dáng khác nhau vừa mới bay ra lập tức nổ tung trong lúc nhất thời hơn mười khối quang cầu cực lớn như mặt trời hung hổ lao thẳng tới thanh niên áo đen uy năng dường như không thể đỡ nổi còn đại hán thì uốn éo thân hình cả thân thể nổ tung thành huyết vụ ẩn sâu bên trong trực tiếp hiện ra nguyên anh đại thành nguyên anh này chỉ hít sâu một hơi bốn phía huyết vụ trong nháy mắt bị hút vào thể nội không sót lại chút nào. Huyết quang lóe lên, nguyên anh của đại hán thoáng chốc trở nên trong suốt mà tiêu tán trong không khí. Đối diện với hơn 10 lôi cầu chẳng chịt cùng hơn 10 vầng sáng khủng bố do dị bảo biến thành, thanh niên áo đen chỉ âm trầm cười cười, tiếp đó không hề có ý trốn tránh mà ngược lại, một bàn tay ở sau lưng từ từ thò ra phía trước. Chương 2372, lục dược lại xuất hiện. Một hồi âm thanh nổ mạnh ầm ầm vang lên cách người thanh niên chừng 10 trượng về phía trước, một tầng hào quang bảy màu chấp động, sau đó một vách tường tinh thể cực lớn hiện ra giữa không trung. Lôi cầu và vầng sáng đập lên đó, lập tức bắn ra vô số ánh sáng, hơn 10 vầng sáng bùng nổ, hóa thành một lực lượng khổng lồ bắn thẳng lên trời cao, dường như muốn đem mọi thứ xé rách ra và nuốt chửng vào một cách sạch sẽ. Dưới uy năng khủng bố như thế nhưng vách tường bảy màu chỉ hơi lóe lên một chút, sau đó lại bình ổn như không có gì xảy ra, Thanh niên áo đen phía sau căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, lúc này, bầu trời bỗng dưng ảm đạm, một bàn tay khổng lồ trong suốt như lưu ly như xé rách hư không hiện ra. Bàn tay khổng lồ óng ánh, bóng loáng, mặt ngoài phủ đầy phù văn màu vàng liên tục chuyển động bất định, năm ngón tay vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời như rung lên, một cỗ lực lượng khó tả bao phủ xuống. Phanh, tại một chỗ bên ngoài cách đó mấy ngàn trượng, hư không chấn động, nguyên anh của gã đại hán chợt hiện ra. Nguyên Anh vốn đã chạy tới tận chỗ này, vừa rồi dưới tác dụng của một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện nên Thuấn Di lập tức bị cắt đứt, lại đem nó đẩy ra ngoài hư không. Nguyên Anh vừa hiện ra, mặt mũi đã tràn đầy sợ hãi, còn đang chuẩn bị thi pháp một lần nữa Thuấn Di trốn đi thì bàn tay to lớn trong hư không thoáng cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyên Anh, một ngón tay khổng lồ như cột trống trời điểm nhẹ xuống. Phốc, Nguyên Anh không kịp phát ra tiếng kêu gì đã lập tức nổ tung, không thể tiếp nhận nổi lực lượng phủ xuống của một ngón tay này sau khi bàn tay khổng lồ đem nguyên anh biến thành linh quang mà hút vào nó nhoáng lên rồi biến mất không thấy đâu nữa một tay của thanh niên áo đen lại vung lên vách tường bằng tinh thể trước người cũng vỡ tán loạn nhưng kỳ quái nhất là hắn cũng không khống chế dòng sông máu dưới thân rời đi ngược lại còn quay người nhìn về một địa phương khác sau đó nhàn nhạt buông một câu nhìn kịch vui lâu như thế rồi hai người các ngươi cũng nên đi ra rồi nhưng phương hướng đó vẫn hoàn toàn im ắng không xuất hiện chút dị thường nào hư rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt, thanh niên áo đen thấy như thế thì hai hàng lông mày dướn lên, sau đó một ngón tay tùy ý điểm tới. Ánh sáng màu đỏ vừa hiện trên bầu trời bên kia, một đạo quang điện đỏ thấm bổ xuống, điện quang chấp động, hư không gần đó chấn động nhộn nhạo một trận. Người đã sớm biết là chúng ta ở đây, một thanh âm giật mình phát ra từ trong hư không trống rỗng. Sau đó nơi ấy hàn quang lóe lên, một nam một nữ lần lượt hiện ra. Hai người đều một thân áo trắng, nam tử hai bên khuôn mặt có linh văn bằng bạc, dung nhan có vài phần tương tự hàn lập. Nữ tử thì đẹp đẽ, lãnh diễm, da thịt trắng như tuyết, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo vô bì. Hai người này, nam chính là lục dực xương công, nữ là người bị hắn bức phải đồng hành cùng băng phượng. Hai người bọn hắn đáng lẽ phải ở trên đại lục lôi đình, không hiểu sao lúc này lại đi tới đại lục huyết thiên này. Thần thông ẩn nấp có bằng đấy mà muốn lọt qua tai mắt của ta, cũng quá coi thường ta rồi. Nhưng hai người các ngươi cũng rất đặc biệt, đều có huyết mạch biến dị của chân linh thuộc tính băng cho dù ở tiên giới cũng vô cùng hiếm gặp cũng tốt hôm nay tâm tình ta không tệ có thể miễn cho các ngươi không chết kể từ hôm nay hai người các ngươi đi theo ta làm linh nô của ta lần này ta hạ giới cũng đang thiếu hai chân sai vặt thanh niên áo đen liếc nhìn hai người đánh giá trong mắt hơi hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó nhàn nhạt phân phó tiên giới linh nô ngươi là chân tiên ở thượng giới điều này không thể nào sau thời thượng cổ giới diện sở hữu và chân tiên giới đã mất đi liên hệ, sao chân tiên còn có thể tới đây được. Thanh niên do lục rực xương công biến ảo thành mặc dù tâm tư âm trầm, nhưng nghe đối phương nói như thế thì cũng bị dọa cho sợ hãi. Băng Phượng sau khi nghe thấy vậy thì vẻ mặt đại biến, cũng xuất hiện vẻ kinh nghi. Hừ, giới diện sở hữu, bị mất đi liên hệ chỉ là một vài giới diện nho nhỏ của các ngươi mà thôi. Chân tiên cũng không phải không có cách nào hạ xuống giới diện của các ngươi, chỉ là phải mất một cái giá khá lớn, những kẻ đó không muốn làm ra sự tình mất mà không bù được. Thanh niên áo đen hừ một tiếng phản bác, trong nội tâm lục rực xương công âm thầm kinh hãi khi nghe những lời này, hơn nữa lúc trước nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng giết chết ba gã tu sĩ đại thừa bằng thần thông kinh người, hắn lại hơi tin tưởng thân phận chân tiên của đối phương. Nhưng muốn một lần nữa khiến hắn trở thành linh thú của người khác, dù đối phương địa vị cao tới đâu, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đáp ứng. Ta cho các người mười tức rời gian suy nghĩ, nếu không đáp ứng, hắc hắc thấy vẻ mặt âm tình bất định của lục rực xương công, thanh niên áo đen lập tức nói ra lời uy hiếp. Không cần tới 10 tức, ta lập tức có thể cho ngươi câu trả lời. Muốn ta làm linh nô sao, đừng ở đó mơ mộng hão huyền. Dù cho ngươi có quỷ trước mặt ta dập đầu ba cái thì ta cũng không thèm làm. Thanh niên do lục rực xương công biến thành suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, quả quyết đáp. Ngươi nói cái gì, dám ăn nói với ta như thế. Thanh niên áo đen cảm thấy khó tin, mặt hắn xanh lại, đồng thời sát khí ầm ầm bộc phát ra bốn phương tám hướng. Hư không xung quanh có sát khí tràn qua lập tức trở nên vặn vẹo, mơ hồ, lại thỉnh thoảng ẩn hiện những sợi tơ màu trắng như muốn xé nát không gian ra. Lục Dực Sương công thấy vậy thì cũng không nói hai lời, một quyền đánh lên ngực mình, lập tức một viên châu màu xanh dính cả máu huyết bắn ra. Viên châu vừa mới bay ra, lập tức vòng ánh sáng bảo vệ xuất hiện, sau đó lóe thành một đôi cánh óng ánh, bám vào sau lưng hắn. Cùng lúc, tay áo của Lục Dực Sương công run lên, cuốn băng phượng vào trong, cuối cùng hắn huyễn hóa ra nguyên hình một con xương công màu trắng tuyết. Trên lưng hắn không chỉ có ba cặp cánh mà còn có cặp cánh thứ tư do viên châu biến ảo thành. Tám cánh của xương công màu trắng tuyết khẽ động, vèo một cái đã hóa thành một đảo ánh sáng màu trắng, sau một cái lóe lên đã hoàn toàn biến mất trong không trung, chỉ để lại tiếng xé gió mơ hồ truyền đến từ rất xa. Độn thuật kinh người như thế khiến cho đồng tử của gã thanh niên áo đen cũng phải co rụt lại, sau đó lại khôi phục như thường, chỉ nghe hắn nói một câu đúng là ngu xuẩn, tưởng rằng có độn thuật này là có thể thoát khỏi tay ta sao. Vừa dứt lời, dòng sông máu dưới chân thanh niên khẽ cuộn lên, đổ ập lên người hắn, qua thời gian mấy nhịp thở sau đã toàn bộ chui vào trong cơ thể gã thanh niên này. Chỉ chốc lát, một cỗ hơi thở so với trước còn cường đại hơn mấy lần từ trong cơ thể hắn ẩm ẩm bạo phát ra. Tay áo của hắn run lên, muốn thúc giục một bí thuật nào đó đuổi theo. Đúng lúc này, một tiếng phốc truyền tới. Bốn phía xung quanh gã thanh niên áo đen đều xuất hiện phù văn tử kim, sau khi quay tít một vòng liền biến thành một phù khóa vàng rực rỡ bổ nhào về phía hắn. Thanh niên áo đen biến sắc nhưng không hiểu tại sao vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh. Một tiếng sét đánh vang lên giữa trời quang, một tầng ánh sáng màu tử kim xuất hiện quanh thân hắn, thân hình run lên, sau đó khí tức khủng bố vừa thả ra đã tiêu tán không còn. Đồng thời sắc mặt của thanh niên áo đen cũng tái đi, lập tức há mồm phun ra một đoàn máu màu bạc lúc này tầng ánh sáng màu tử kim mới tán loạn biến mất sau đó hắn ngơ mặt hướng về phía mà lục rực xương công vừa trốn thoát nhìn thoáng qua rồi tự nói với mình mấy câu mặc dù chỉ là một tiểu giao diện nhưng lực lượng áp chế của nơi này ta cũng khó có thể đối phó nổi nhưng dù sao ta chỉ cần vận dụng hai ba thành pháp lực cùng vài tiểu bán thần thông hai linh vật hạ giới muốn chạy thoát khỏi ta cũng là nằm mơ dù sao thời điểm huyết tế sau cũng còn mấy tháng nữa thời gian rảnh rảnh này chơi đùa một chút với các ngươi cũng tốt hy vọng hai các người bổn sự không tệ, để cho tâm tình ta được khoan khoái dễ chịu một đoạn thời gian. Thanh niên áo đen càng nói thanh âm càng trở nên lạnh lẽo, sau đó tay áo run lên, dưới bàn chân hiện ra một giải mây bảy sắc, phá không bay đi. Tốc độ di chuyển của hắn cũng không quá nhanh, dường như vô cùng thong dong. Hai ngày sau, tại một núi nhỏ vô danh, trong một động phủ thô giáp được mở tạc, một nam một nữ ngồi khoanh chân đối mặt nhau. Hai người này đúng là lục rực xương công và băng phượng. Một lúc lâu sau, lục rực mở mắt, miệng há ra, một đoàn hàn khí trắng xóa bắn ra. Băng phượng ở phía đối diện cảm ứng được, thần sắc khẽ động, đôi mắt đẹp cũng mở ra, sau khi đánh giá lục rực một hồi, thần sắc xuất hiện vẻ phức tạp, hỏi. Người đã khôi phục chân nguyên tiêu hao lúc trước rồi, độn thuật khi trước, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng không thể dễ dàng thi triển đâu. Không biết người từ đâu mà đoạt được dị bảo, có thể hóa thành đôi linh cánh thứ tư, nếu không căn bản khó lòng có thể chạy thoát khỏi tên kia. Hừ, những năm này ta xâm nhập và man hoang cũng không phải không công cũng có mấy lần gặp kỳ ngộ nhỏ muốn ta làm nô cho kẻ khác chân tiên cũng đừng mơ tưởng về phần chân nguyên Người không cần phải lo lắng thể nội ta vừa mới thu nạp tố âm tinh khí rất nhanh có thể khôi phục như ban đầu nhưng nếu như ta có thể sớm tìm ra được nơi tố âm tộc ẩn thân có thể học được pháp thuật câu thông lực lượng tinh thần đạt được chân thân cho dù đối phương là chân tiên hàng thế cũng chưa chắc ta không thể liều mạng lục rực hư một tiếng trong mắt lóe lên hàn quang cái này cũng do vận khí ngươi không tốt ai mà biết được tố âm tộc từ thượng cổ đã an cư tại đại lục lôi đình lại đột nhiên chuyển tới huyết thiên nếu không phải ngươi hao tổn tâm cơ truy tung tới tận đây hiện tại chỉ sợ còn không được như ý nguyện đấy nhưng nghĩ dựa vào đó mà có thể đối phó được một gã chân tiên thì vẫn còn có chút mơ mộng sau một hồi sắc mặt âm tình bất định băng phượng mới lạnh giọng nói nếu là thời kỳ chân tiên toàn thịnh thì một tia hy vọng tất nhiên cũng không thể có nhưng với thân thể chân tiên hàng lâm hiện tại, phải chịu lực áp chế của giới diện, một thân thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ba, bốn thành cũng đã coi như không tệ, cùng lắm cũng có thể sánh ngang bằng với một gã chân linh lợi hại mà thôi. Sao ta lại không ứng phó được chứ? Chỉ cần cho ta thời gian mấy trăm năm, ta sẽ... Không tốt, vậy mà hắn lại đuổi theo. Lục dực còn đang nói, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, thoáng một cái giật mình nói. mươi 2373, Thiên Cơ Toái Lục Dực không cần suy nghĩ, tay áo rung lên, lập tức một mảnh hàn quang bay ra, thoáng cái đem băng phượng kéo xuống bên mình, hàn khí trắng mênh mông vừa hiện, bắn ra một viên châu trong suốt lóng lánh. Sau khi xoay tròn một vòng tại chỗ, lập tức biến thành con rết tám cánh khổng lồ xuyên thủng lòng núi mà ra, hóa thành một đường tuyến trắng bỏ trốn mất dạng. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, chân trời vang lên tiếng xé gió, thanh niên áo đen chân đạp thải vân bảy màu lóe lên hiện ra. Trông động tác của hắn có vẻ nhẹ nhàng, chậm chạp, nhưng độn tốc lại cũng không chậm một chút nào, sau vài cái chấp động lập tức quỷ dị xuất hiện phía trên hòn núi nhỏ. Thanh niên áo đen mặt không biểu cảm trước tiên là quét mắt xuống hòn núi nhỏ phía dưới một lần, trên mặt đột nhiên nổi lên một ít tia cười lạnh, chân hơi nhấn xuống, thải vân bảy màu dưới chân lập tức phá không bắn đi một lần nữa. Phương hướng mà hắn truy theo, không ngờ chính là chỗ vừa lúc nãy hai người lục dược chạy trốn. Vị chân tiên tiên giới này dường như là thật sự có biện pháp truy tung tung tích của hai người lục dực, băng phượng, cách xa nhau trong một thời gian dài như vậy thế mà hắn vẫn tìm ra chuẩn xác vô cùng. Cứ như vậy, thanh niên áo đen cùng lục dực, băng phượng như cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Dưới tình huống lục dực vận dụng độn thuật bảo mệnh, tốc độ của hai người cách biệt một trời một vực. Nhưng vô luận hai người có đem cự ly kéo giãn cách xa thế nào đi nữa thì cũng chỉ mấy ngày sau là thanh niên áo đen vẫn có để thong rong truy đuổi đến, giống y như giỏi bọ bám vào xương, hay trò mèo vờn chuột bình thường vậy. Lục dực đã cảm bắt đầu thấy cực kỳ lo lắng, nhưng bất kể kiểm tra trong ngoài thân thể của mình cùng băng phượng thì đều không phát hiện được một chút dị tượng khác thường nào cả lúc này mới thấy rõ là bản thân mình đã quá coi thường thần thông của người trên tiên giới rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể liều mạng không ngừng hao tổn tố âm tinh khí vừa mới ngưng luyện ra mang theo băng phượng một đường chạy trốn trôi chết ba tháng sau mắt thấy đang khi không ngừng bị đuổi giết vào thời điểm lục rực không còn sức để mà duy trì nữa thì bỗng nhiên bóng dáng thanh niên áo đen phía sau cũng lại biến mất không tiếng động liên tiếp mấy ngày cũng không xuất hiện nữa lục rực cùng băng phượng tất nhiên mừng rỡ đều cho rằng rốt cục cũng thoát khỏi được sự truy sát của đối phương vội vàng tìm một chỗ bí ẩn rồi lập tức từ từ khôi phục chân nguyên trong cơ thể nhưng mà chỉ sau có nửa tháng thanh niên áo đen lại lần nữa xuất hiện ở khu vực phụ cận lục rực cùng băng phượng dưới sự kinh hãi chỉ có thể âm thầm kêu khổ rồi lại lần nữa theo con đường cố thục mạng chạy trốn huyết thiên đại lục trong một đại điện bí mật của hách liên thương minh bích ảnh Người phụ trách huyết thiên này ngồi ở sau một cái bàn gỗ màu tím, sắc mặt âm trầm đang nhìn một số tin tức trong ngọc giản cầm trên tay. Sau một lát, hắn cuối cùng cũng xem hết toàn bộ ngọc giản, đem nó để lên trên bàn rồi vỗ nhẹ bàn tay ba một tiếng. Lập tức trước bàn gỗ xuất hiện một cơn gió nhẹ, một thân ảnh mơ hồ chớp lên hiện ra, lập tức hướng bích ảnh thi lễ thật sâu. Chuyện gì đã xảy ra, yên vũ đạo hữu vậy mà vẫn lạc, các ngươi sau một thời gian dài như thế mới bẩm báo việc này lại cho ta. Bích ảnh nhàn nhạt hỏi một câu, bẩm báo đại nhân, yên vũ tiền bối ngày đó họp mặt cùng với hai vị tiền bối đại thừa khác, rồi mới đi sâu vào tề vân sơn mạch điều tra sự tình nhân khẩu của tám quốc gia, 19 tông môn bị mất tích. Kết quả là sau khi đi mấy tháng, mới đưa tin về nói cuối cùng đã tìm được chỗ ẩn thân của tên thủ phạm mơ hồ kia, nhưng mà sau đó lại không còn tin tức gì truyền ra nữa. Sau này Minh Sa Tộc cùng bản Minh Phái người mang theo bản mệnh bài của ba vị tiền bối lần nữa tiến vào tề vân sơn mạch tìm kiếm. Kết quả là mới vừa tiến vào bên trong đó không được bao lâu thì cả ba cái bản mệnh bài đồng thời vỡ vụn, thế mới biết ba vị tiền bối đi trước đã vẫn lạc, chỉ là không biết đã bị người ta dùng loại thủ đoạn nào mà có thể che giấu được như vậy. Người đi điều tra lại mất công hơn một tháng sau, mới tìm ra được khí thức còn lưu lại của ba vị tiền bối ở một nơi bí ẩn nào đó, nhìn theo dấu vết còn lưu lại ở phụ cận thì hình như cả ba vị đều đã phải trải qua một phen kịch chiến rồi mới đồng thời vẫn lạc tại đó. Mà đối thủ chỉ có một người mà thôi việc này cực kỳ trọng đại nên người điều tra không dám làm qua loa chỉ khi xác định được tin tức là cực kỳ chuẩn xác mới dám trở về bẩm báo lại cuối cùng mới đem tin tức này bẩm báo với đại nhân cái bóng mơ hồ kia trầm giọng giải thích một hồi dường như đã nắm được hết mọi việc trong lòng bàn tay có đủ năng lực che lấp bản mệnh bài để không bị phát hiện nhìn vào mặc dù thời gian dường như không quá lâu nhưng quả thật là thật sự khó tin ít nhất bản tọa sống đã lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói có sự tình nào tương tự phát sinh qua Ba người yên vũ chân nhân tuy chỉ là một dạng tồn tại đại thừa bình thường, nhưng có thể dùng sức mạnh của bản thân cùng lúc chém giết cả ba người bọn họ thì trong số toàn bộ lão quái thành danh trên huyết thiên này cũng đếm không quá 10 đầu ngón tay. Bản minh ngoại trừ ta ra, các trưởng lão khác cũng không thể làm được việc này. Xem ra người mà huyết tế tám quốc gia, 19 tông môn kia, thật đúng là một vị tuyệt thế hung ma. Bích ảnh vuốt cằm, hàn quang trong mắt chấp động nói vị hung ma này nếu mà chỉ vẻn ven huyết tế các quốc gia tông môn ở tề vân sơn mạch thì cũng thôi. Lấy tu vi khủng bố như thế, ngay cả làm ra sự tình đại ác đầy trời thế này thì các thế lực bình thường hơn phân nửa là không dám trả thù. Nhưng vừa vặn lại mới thu được tin tức, nửa tháng trước hung ma này lại đột nhiên xuất hiện ở Đại Long Quốc, biến hóa ra một huyết hà vô biên đem tất cả nhân khẩu cùng toàn bộ mấy chục tông môn trong nước một mẻ hốt gọn, toàn bộ sinh linh đều biến thành máu loãng bị huyết hà hút hết vào trong. Kể từ đó, mấy đại thế lực như huyết cốt môn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Nghe nói trong mấy ngày nay, những đại thế lực này thường xuyên qua lại tiếp xúc, hình như dự định điều động một số trưởng lão đại thừa thành lập một hội đồ ma minh để chuyên môn vây giết hung ma này. Hơn nữa, tại hạ đã nhận được thư tín từ các thế lực này phát đến, đồng dạng đều muốn mời bản thương minh gia nhập cùng bọn họ. Cái bóng mơ hồ thuật lại rõ ràng đầu đuôi, đồ ma minh, siêu cấp tông môn huyết cốt môn này cuối cùng đã nhúng tay vào xem ra việc này quả thực là cực kỳ to tát náo nhiệt đây. Như vậy cũng tốt, bản minh chuyến này không cần đi quá sâu vào vũng nước đục, nhưng lại cũng không thể ra vẻ không quan tâm tới. Như vậy đi, tóm lại là để cho quân trưởng lão đi đến đó một chuyến, tham gia đại hội đồ ma minh, nhưng ngàn vạn lần không nên trực tiếp đối kháng với hung ma kia, lấy việc bảo trụ tính mạng của mình làm điều ưu tiên. Bản minh vẫn lạc yên vũ đạo hiếu, đã xem như là một tổn thất không nhỏ rồi. Sau khi bích ảnh đắn đo một hồi, cuối cùng đã có quyết định. Vâng, thuộc hạ sẽ thông báo cho quân dịch mộng trưởng lão. Cái bóng mơ hồ đối với mệnh lệnh của bích ảnh cũng không có chút dị nghị, không người đáp lại một tiếng. Ngoài ra, thời gian cuộc chiến cường giả cũng sắp tới rồi, có thể bắt đầu triệu tập nhân thủ, phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Hư, nếu không phải bổn tỏa cần phải chấn thủ trong liên minh, thêm vào cuộc chiến cường giả lại liên quan đến lợi ích trọng đại của cả một tiểu giới, bản thân ta thật sự muốn gặp mặt vị hung ma đã huyết tế nhiều sinh linh như vậy. Bích ảnh sau khi trầm ngâm một chút, lại cười lạnh một tiếng nói thuộc hạ sẽ an bài chuyện này cho thật tốt nhưng mà người được lựa chọn tham gia cuộc chiến cường giả ngoài trừ đại nhân cùng văn tâm phượng trưởng lão đang ở chỗ này thì còn có lôi đại nhân đã tiến vào huyết thiên cũng đã phân bổ chỗ bế quan tạm thời hàn lập tiền bối cùng một nhóm người theo người của bản minh dọc đường báo cáo hình như đang ở gần phụ cận lạc triều thảo nguyên vẫn đang tìm kiếm vài tòa thượng cổ tế đàn chung quanh duy nhất cũng phiền toái nhất chính là vị huyết sát tiền bối kia từ một năm trước phá giới tiến vào thiên giai mê cung trong truyền thuyết đến nay còn chưa quay lại, không biết có bị nhốt lại trong đó giống như những người khác không nữa. Cái bóng mơ hồ trả lời một tiếng, lại có phần do dự nói. Yên tâm, huyết sát người này thần thông to lớn không dưới ta, hơn nữa theo bản tính vốn có của hắn, nếu không có người phần nắm chắc đối với ra vào trong thiên giai mê cung, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện tiến nhập vào. Thực đến thời gian đã giao hẹn, hắn nhất định sẽ xuất hiện thôi. Bích ảnh không lưỡng lự trả lời. Đại nhân đã nói như vậy, có lẽ huyết sát tiền bối kia thực sẽ xuất hiện đúng giờ. Vậy thuộc hạ cũng sẽ bắt đầu phát tin tức cho Lôi đại nhân cũng hàn tiền bối, để cho người của phân bộ an bài họ truyền tống trực tiếp đến tiểu giới kia. Cái bóng mơ hồ nói, "Được, trước tiên cứ an bài như thế đã." Bích Ảnh tự nhiên không có ý kiến gì khác nữa, gật đầu một cái. Thế rồi trước cái bàn gỗ chợt chấn động, cái bóng mơ hồ hơi khẽ khom người rồi biến mất. Trong lúc này, Bích Ảnh không đếm xỉa tới khoát tay chộp tới một cái bàn đặt đầy ngọc giản bên trên. Nhưng bỗng nhiên B, A, N, G một tiếng, một tiếng trầm đục vang lên từ trên người hắn. Sắc mặt của bích ảnh nhất thời đại biến, trên tay vốn dĩ đang cầm dọc giản bỗng chốc cứng đơ lại lơ lửng giữa không trung. Sau một lúc, hắn mới hít một hơi thật sâu, đem bàn tay đang xòe ra nhanh chóng thu lại, vỗ nhẹ xuống bên hông. Ánh sáng màu xanh chợt hiện, từ trong bay ra một cái hộp ngọc nho nhỏ màu xanh biếc, lóe lên lơ lửng trước mặt bích ảnh. Mặt ngoài hộp ngọc này khắc chi chít linh văn tinh xảo, đồng thời được dán vài tấm phù văn màu vàng, chớp động linh quang nhàn nhạt, nhạt. Sắc mặt của Bích Ảnh âm trầm, cánh tay khẽ động, hai tay vừa xoay tròn nhanh chóng vừa bấm quyết, mười ngón tay run lên, cùng lúc điểm về phía hộp ngọc. Hộp ngọc run lên một cái, tất cả mấy tấm phù văn đều tự rơi xuống. Nắp hộp sau khi chớp lên, đã tự động mở bung ra, bên trong lộ ra một cái đĩa tròn kiểu dáng cổ quái. Đĩa tròn này trắng tinh như ngọc, ở giữa mơ hồ ấn khắc một văn trận đỏ tươi như máu, mà ở trung tâm có một đồ án thái cực hai màu trắng đen mơ hồ, làm cho người ta nhìn vào sẽ cảm thấy tâm thần như bị hút hết thành trống rỗng, cảm giác quỷ dị không thể kiềm chế nổi. Bích ảnh nhìn vào đĩa tròn một lúc lâu sau, mới cắn răng một cái, duỗi năm ngón tay chạm vào mặt đĩa tròn. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, nháy mắt khi ngón tay vừa chạm vào, văn trận màu đỏ tươi ở giữa đĩa tròn lại trở nên vô cùng yêu ớt nứt ra vài cái khe hở hẹp, đồ án thái cực ở trung tâm cũng đồng thời vỡ vụn triệt đề thiên cơ toái quả nhiên là thiên cơ toái không thể ngờ rằng lời đồn đại kia lại là thật từ khi ta đại đạo sơ thành đến giờ vẫn luôn dùng máu mình để tế luyện bảo vật này chính là vì ý nghĩ vạn nhất không ngờ tới là nó lại xuất hiện điềm báo thật sự chẳng lẽ cuộc chiến cường giả lần này có điều gì bất ngờ xảy ra kiếp nạn trong số mạng của ta lần này thực sự sẽ buông xuống bích ảnh sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào đĩa tròn một lúc lâu rồi tự nói lẩm bẩm vài câu Hừ, mệnh ta do ta định chứ không phải do trời định, cho dù thực sự bảo vệ này linh nghiệm như trong truyền thuyết đi nữa, cũng không phải là không thể tìm ra được một đường sinh cơ. Nhưng mà những chuẩn bị từ ban đầu kia chắc chắn là không đủ rồi, vẫn cần phải chuẩn bị thêm thật nhiều hậu thuẫn mới được. Sắc mặt bích ảnh âm tình bất định biến hóa vài cái, hừ lạnh tự nói hai câu, tay áo run lên, một phiên ánh sáng màu lục cuốn tới đĩa tròn. Sao 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 nguyên bản là yêu xia, hộp ngọc, cảm thấy không chuẩn xác nên sửa lại thành đĩa tròn. Oanh sau khi vang lên một tiếng, đĩa tròn bình yên vô sự, nhưng trận bàn màu trắng bên trong trong nháy mắt hóa thành bột phấn triệt để tiêu thất. Chương 2374, đại chiến sắp bắt đầu. Huyết Thiên đại lục, yêu thú chi địa tiếng tăm lừng lẫy, trên không một cái hồ nước to lớn nào đó ở Lạc Triều Thảo Nguyên, Hàn Lập cùng một nhóm người đang khống chế một chiếc phi thuyền rất bình thường phá không bay nhanh về phía trước. Hàn Lập đang đứng phía trước trên đầu phi thuyền, mặt không chút biểu tình, không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ điều gì đằng sau hắn là hai người chu quả nhi cùng hoa thạch lão tổ đang đứng thẳng, bộ dáng cực kỳ ủ rũ. Cách đây không lâu, bọn họ vừa mới đem tòa thượng cổ tế đàn cuối cùng trên thảo nguyên dò xét cực kỳ kỹ càng, nhưng vẫn không thu hoạch được một chút gì, khiến hai người rất là chán nản. Bỗng nhiên, từ trên thân Hàn Lập truyền ra âm thanh ông ông rất rõ ràng. Thân sắc của Hàn Lập khẽ động, tay áo run lên, tức thì một cái trận bàn màu lam nhạt từ trong bay ra, mặt ngoài hiện ra mười mấy cái ngân văn, cũng chấp động lên linh quang nhàn nhạt. nhạt đi, lập tức chuyển hướng đến phụ cận thiên mã thành. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, không chút do so dự phân phó một tiếng. Hoa thạch lão tổ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng bàn tay vội vàng bấm pháp quyết, lập tức điều khiển phi thuyền quay đầu lại chuyển hướng bay về một nơi khác. Hàn tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ là cái được gọi là cuộc chiến cường giả đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Sau khi Chu quả nhi chấp chấp đôi mắt to, nhịn không được hỏi trực tiếp. Đúng là có quan hệ đến sự tình cuộc chiến cường giả, Hàn Lập mặc dù không có đem toàn bộ câu chuyện nói cho hai người Chu Quả Nhi, nhưng cũng đã tiết lộ một số tin tức có liên can. Chu Quả Nhi tuy không biết cái được gọi là cuộc chiến cường giả rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng biết vào thời điểm nào đó Hàn Lập đã có ước hẹn cùng một số cường giả tại một địa phương giao thủ một phen, cho nên mới có câu hỏi như thế này. "Đúng là đã đến giờ rồi." "Hắc hắc, lúc trước đã nhận lấy một số chỗ tốt của Thương Minh, nên giờ đây ta không thể đổi ý không đi được." Hàn Lập không thèm để ý trả lời. Ngay cả bậc đại thế lực hách liên thương minh có nhiều lão tổ đại thừa thế này mà vẫn phải mời tiền bối đến xuất thủ tương trợ, có thể thấy lần cuộc chiến cường giả này thực sự không đơn giản. Tiền bối cũng nên phải cẩn thận một chút, bộ dáng chu quả nhi có vài phần lo lắng, yên tâm, đối với thần thông hiện tại của ta, người có thể uy hiếp đến ta ở thế gian này không còn mấy nữa rồi, cho dù vạn nhất không địch lại đối thủ, ta vẫn có thể đơn giản bình yên thoát thân hàn lập cười nhẹ một tiếng, trả lời như đã liệu trước. Trông thấy hàn lập tự tin như vậy, chu quả nhi cùng hoa thạch lão tổ liếc mắt nhìn nhau thoáng cái an tâm hơn nhiều nửa tháng sau đám người hàn lập rốt cuộc cũng bay ra khỏi thảo nguyên đi tới một tòa thành vĩ đại bên ngoài diện nó thành này cùng với thành chỉ bình thường không giống nhau ngoài việc tường thành cực kỳ cao lớn ra thì ở trên vách tường lại trồng thêm từng dãy cự trúc màu xanh đen vừa to vừa thô một cây lại nối tiếp một cây liên miên thành một dãy tường trúc đem toàn bộ cả tòa thành vây kín bên trong mà ở trên tường thành này cứ cách khoảng gần dặm lại được bố trí vài chục pho tượng phi mã cao cả trường, toàn thân xám trắng, trông rất sống động, hơn nữa tư thế dáng vẻ lại không cái nào giống cái nào. Nhóm người Hàn Lập điều khiển phi thuyền căn bản không hề hạ xuống trước cửa thành, ngông nghênh bay vượt qua ở phía trên, làm cho ánh mắt của phần lớn đê, trung giai tu giả trong thành đều cực kỳ hoảng hốt, mọi người đều ngẩng lên nhìn vào cấm chế vô hình trên không tòa thành. Nhưng sau khi phi thuyền từ từ hạ thấp thấp xuống, lại run lên một cái rồi bay thẳng đến trung tâm của tòa thành. Lão tổ đại thừa, phía dưới lập tức có vài người đồng thời thất thanh nói ra. Cảnh vệ ở xung quanh tường thành vốn đang cảnh giác cũng tự nhiên cực kỳ hoảng sợ, lập tức đổi lại thần sắc cung kính đưa mắt dõi theo phi thuyền đang bay về nơi xa xa. Một cái phi thuyền có thể trực tiếp không coi cấm chế cấm không của một thành ra gì, tồn tại cấp hợp thể kỳ bình thường căn bản không thể làm được điều này, chỉ có thần thông của tồn tại đại thừa trở lên mới có thể làm như vậy được. Mặc dù bình thường tất cả các thành chỉ đều đặt ra luật lệ cấm người bên ngoài phi hành vào trong thành, nhưng đối với tồn tại đại thừa, thậm chí đến cả những tồn tại hợp thể mạnh mẽ mà nói, đa phần đều coi như không quan tâm đến. Đương nhiên cũng cần phải xem số lượng cường giả đang chấn thủ bên trong thành là bao nhiêu, mỗi thành đều không thể giống nhau được. Thiên mã thành mặc dù không nhỏ, nhưng hoàn toàn không có lão tổ đại thừa chấn thủ, chỉ có mấy tên tu giả cấp bậc hợp thể mà thôi, vậy nên các cảnh vệ trong thành này hoàn toàn không có gan để chọc giận một lão quái vật đại thừa. Vì thế phi thuyền của Hàn Lập cứ một mực ngự khí phi hành, qua một khoảng thời gian, đám người Hàn Lập liền xuất hiện trước trung tâm của một tòa kiến trúc to lớn, bên ngoài treo bản hiệu của thương minh. Hàn Lập đem phi thuyền thu lại, thời điểm mới từ không trung hạ xuống xuống, lập tức từ bên trong đi ra hai hàng nam nữ thần sắc cung kính, tất cả đều hướng Hàn Lập thi lễ thật sau, đứng đầu là một lão giả tóc xám bộ dáng khoảng 6-70 tuổi càng thêm cung kính nói, bái kiến Hàn tiền bối, mấy ngày trước đám người vãn bối đã nhận được tin tức từ tổng bộ truyền đến, sớm đã đem truyền tống pháp trận chuẩn bị xong rồi tiền bối có muốn ở lại nơi này của vãn bối nghỉ ngơi một chút rồi sau đó mới lên đường hay không thương minh các ngươi làm việc quả thực rất nhanh chóng nghỉ ngơi thì không cần thiết lập tức chuẩn bị cho việc truyền tống thôi ánh mắt hàn lập sắc bén như dao nhìn sang lão giả nhàn nhạt nói một câu vâng vậy thì để vãn bối dẫn đường cho tiền bối lão giả lại cúi đầu không chút do dự đáp ứng một tiếng hàn lập nhẹ gật đầu lập tức dẫn đầu đi thẳng về phía cửa chính Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch Lão Tổ tất nhiên là theo sát phía sau. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập đã có mặt trong một đại sảnh cơ mật nào đó ở phía sâu dưới lòng đất. Trong đại sảnh, bất ngờ có một tòa pháp trận tỏa ra chi chít linh văn màu bạc. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, khẽ trao mày, mở miệng hỏi một câu, truyền tống trận này có đúng là phá không truyền tống trận, địa điểm truyền tống tới đúng là tiểu giới kia sao? Tiền bối ánh mắt như thần, Bích ảnh đại nhân quả thật để cho tiền bối trực tiếp truyền tống tới tiểu giới kia sau đó mới hợp lại một chỗ với những cường giả khác. Lão giả chân thành trả lời, nếu là bích ảnh đạo nhân an bài, chắc hẳn bên kia cũng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện. Bắt đầu truyền tống đi nào, hàn lập sau khi mỉm cười, không thèm để ý mà trực tiếp bước chân vào trong pháp trận. Bên cạnh hắn chấn động một cái, hai người chu quả nhi cũng đã lóe lên tiến vào trong đó. Lão giả sau khi vâng dạ một tiếng, cánh tay khẽ động, trong tay lập tức có thêm một khối ngọc bài màu xanh nhạt, sau khi dương lên lay động một chút thì xuất hiện một đạo ánh sáng bạc bay ra chấp lên một cái rồi nhập luôn vào bên trong pháp trận. Sau một khắc, cả tòa pháp trận vang lên từng hồi âm thanh, ngân quang đại phóng, ba người hàn lập trở nên mơ hồ một cái rồi biến mất. Ở một giới diện khác, trong một tòa pháp trận bị cây cối xanh um che phủ xung quanh, bỗng nhiên ngân quang lóe lên, ba người hàn lập thông qua truyền tống chợt hiện ra. Hàn huynh, người quả thực là người cực kỳ đúng hẹn mấy năm liền không gặp mọi chuyện hết thảy đều bình an chứ một giọng nói sang sảng truyền đến từ phía sau đám cây cối rậm rạp tiếp theo cây cối bên kia tự động tách ra hai bên từ trong đó xuất hiện hai bóng người phía trước là một lão giả khuôn mặt khô héo mặc áo xanh vẻ mặt tươi cười đằng sau là một thiếu nữ thanh xuân mặc cầm bào trong tay đang ôm ấp một con ngân mao tiểu thú khuôn mặt đoan trang tú lệ dáng vẻ rất là thản nhiên bích ảnh đạo hiếu sau khi hai mắt hàn lập đánh giá lão giả cảm ứng được từ người đối phương có một chút khí thức quen thuộc, đôi lông mày nhíu lại hỏi. Đúng vậy, đúng là lão phu, chuyện ngày đó dùng vệ Phật đồ thử lẫn nhau, mong rằng đạo hữu không nên để trong lòng. Cuộc chiến cường giả bây giờ, vẫn còn phải nhờ cậy hàn huynh trợ giúp nhiều. Bích ảnh vừa cười vừa nói, Bích huynh khách khí rồi, ngày đó tại hạ đã đáp ứng trợ giúp, lần này không thể nào lại thoái thác được. Hàn lập cũng lộ vẻ tươi cười trả lời, Bích ảnh nghe thấy cười ha hả, di chuyển né sang một bên, giới thiệu thiếu nữ thanh xuân bên cạnh cho Hàn Lập. Đây là trưởng lão hội của bản Minh Văn Tâm Phượng trưởng lão, xuất thân từ huyễn tâm môn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong số tất cả các trưởng lão ở huyết thiên này cũng được kể vào số một số 2 cũng là một trong những người được chọn lựa để xuất chiến. Huyễn tâm môn, môn phái này ta cũng từng nghe nói qua, hình như là đại tông môn lớn nhất phía bắc huyết thiên, mặc dù môn hạ đệ tử không nhiều lắm, nhưng không có ai không phải là tồn tại đỉnh cấp trong đồng giai. Nét mặt Hàn Lập thoáng hiện một chút kinh ngạc nói trải qua mấy năm phiêu bà tại huyết thiên đại lục hắn cũng không phải là không quen biết nhiều thế lực như lúc ban đầu sau khi nghe bích ảnh nói xong lập tức đã hiểu rõ lai lịch của đối phương không khỏi cảm thấy bất ngờ cường giả trong một thế lực không mảy may thua kém huyết cốt môn thế này mà cũng lại gia nhập hách liên thương minh quả thật có vài điều trái với lẽ thường hình như nhìn ra một chút nghi vấn trong lòng hàn lập phan tâm phượng sau khi cười tươi duyên dáng ân thanh êm dịu phát ra nói với hàn lập hàn đạo hữu không cần phải cảm thấy kỳ quái sư tổ khai phái ra bổn tông thực ra cũng là xuất thân từ thương minh cho nên bổn tông từ ngày sáng lập ra đến nay đều là cùng tiến lui với hách minh cho nên thiếp thân đảm nhiệm chức vụ trong liên minh trưởng lão cũng không phải là chuyện tình gì đáng ngạc nhiên thì ra là thế thần nào mà tại hạ cảm thấy có chút kỳ quái hàn lập nghe vậy có chút giật mình nói trước hết hàn huynh theo lão phu đến chỗ ở nghỉ ngơi thật tốt một lúc đi đã hiện tại cách thời gian giao hẹn cuộc chiến cường giả chỉ có hai tháng mà thôi lôi đạo hữu cùng huyết sát đạo hữu không lâu nữa cũng sẽ đến đây đạo hữu nếu còn có việc gì cần thiết thì cứ việc nói ra bản minh nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn bích ảnh vừa nói vừa đưa đám người hàn lập đi theo một con đường nhỏ bích huynh đã nói như vậy rồi nếu tại hạ có việc cần giúp đỡ thì cũng sẽ không khách khí đâu hàn lập mỉm cười trả lời vì thế dưới sự hướng dẫn của hai người bích ảnh chỉ trong chốc lát nhóm người đã đi ra khỏi biển rừng xung quanh xuất hiện trước một tòa cứ điểm giống như một tòa kiến trúc khổng lồ Nơi này là một trong 36 cái cứ điểm cỡ lớn mà bản minh thiết lập trong tiểu giới này, cũng là cứ điểm cách nơi mà đám quỷ vật minh giới kia kiểm soát gần nhất. Cách nơi này ngoài trăm vạn dặm chính là địa bàn của lũ quỷ vật. Nơi quyết đấu sẽ thiết lập tại biên giới mà hai bên kiểm soát, đến lúc đó ngoài những cường giả như chúng ta tham gia chiến đấu, đương nhiên còn có thể xuất động đại quân, dùng để phòng ngừa vạn nhất. Bích ảnh dẫn theo đám người Hàn Lập từ từ bay đến cứ điểm, đồng thời không ngừng giới thiệu qua. Trước cổng chính của cứ điểm, có khoảng hơn trăm chung, cao dài tu sĩ đang chấn thủ tại đó. Trên vách tường đá cao sấp xỉ hơn trăm trượng, có thêm một số khôi lỗi đen thui hình dạng nửa người nửa thú, đang đi tới đi lui. Cứ điểm trên không thì có đủ các loại ánh sáng nhiều màu sắc thoáng ẩn thoáng hiện, chi chít các loại chấn động của cấm chế phân bố trực tiếp cả tiểu khu. Cả tòa cứ điểm đều là một bộ dáng phòng vệ nghiêm ngặt. Có bích ảnh dẫn đường ở phía trước, thủ vệ chỗ cửa lớn tự nhiên sẽ không ngăn trở tí nào, ngược lại sau khi cung kính thi lễ thì nhanh chóng thối lui ra hai bên. Nhóm người lập tức ngông nghênh đi vào bên trong cứ điểm. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã ở trong một tòa tháp đá cỡ nhỏ nằm độc lập ở trung tâm cứ điểm, đang khoanh chân ngồi trong một gian mật thất tại tầng cao nhất của tháp đá. Để chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả này, hắn đã căn dặn Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ thay phiên nhau ở bên ngoài đợi lệnh, còn tự bản thân mình ngồi đả tọa luyện khí trong mật thất, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt một phen chương 2375, âm thi ngũ vương. Thời gian hai tháng đảo mắt đã trôi qua, một ngày nọ, Hàn Lập đang trong mật thất lặng lẽ thổ nạp dưỡng thần. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh cung kính của Chu Quả Nhi. Hàn tiền bối, bích ảnh đại nhân phái người đến mời người qua. Nói là thời gian của cuộc chiến cường giả đã đến, ta biết rồi, ta sẽ qua ngay. Chuyện này không biết có nguy hiểm hay không, người và hoa thạch ở lại đây đi. Hai mắt Hàn Lập mở ra, bình tĩnh đáp lại một câu. Tiếp đó, hào quang ngoài thân hắn bốc lên, biến thành một đạo kinh hồng xoay quanh người. Nhoáng một cái liền trực tiếp xuyên phá cửa lớn, không thấy bóng dáng. Sau nửa canh giờ, tại một cung điện lớn nhất trong kiến trúc ở trung tâm cứ điểm, Hàn Lập gặp được bích ảnh, văn tâm phượng và một gã cao gầy mang giáp bạc, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng khác. Vị này chính là Lôi Nguyên Huynh, là người phụ trách của bổn minh tại Lôi Minh Đại Lục, địa vị thân phận giống với ta tại Huyết Thiên. Về phần huyết sát đạo hữu thì trên đường gặp chút phiền toái nhỏ, nhưng chậm nhất cũng sẽ đến vào ngày mai. Hiện tại chúng ta chuẩn bị trước vài bước, các vị không có ý kiến gì chứ? Bích Ảnh vừa thấy Hàn Lập cũng không nói nhiều, lập tức giới thiệu một chút về vị đồng đội thứ tư tham gia cuộc chiến cường giả. Cuộc chiến cường giả lần này đã do người phụ trách, thì Lôi Mỗ cũng không làm chuyện dư thừa. Nam tử giáp bạc không chút biểu tình nói, Hàn Lập và vị Văn Tâm Phượng tự nhiên cũng không có ý kiến gì khác. Vì vậy, người trong cuộc sau sau khi thương lượng vài câu thì đi ra đại sảnh. Sao VP, người liên can, tại kiến trúc cực lớn bên ngoài, các giáp sĩ được võ trang đầy đủ đã đứng thẳng thành hàng rậm rạp. Cứ điểm trên không, có vài mươi tòa pháp khí phi hành dẹp tựa như hòn đảo cực lớn, trôi nổi giữa không trung đằng xa. Sau một tiếng của bích ảnh, những giáp sĩ này lập tức lục tục chui vào trong hòn đảo. Chỉ có bây nhiêu người này cùng chúng ta tham gia cuộc chiến cường giả sao? Nam tử giáp bạc thấy một màn như vậy thì nhướng mày hỏi. Đương nhiên không thể, những kẻ này chỉ là nhân số lộ ra bề ngoài thôi. Ta đã sớm điều động nhân thủ của cứ điểm khác, bố trí tốt tại địa điểm dự tính hơn nửa tháng trước rồi. Vạn nhất những tên quỷ vật kia không tuân thủ ước định hay có mưu đồ khác, tự nhiên sẽ khiến chúng có đến mà không có về. Bích Ảnh trả lời không chút do dự, nam tử giáp bạc nghe vậy nhẹ gật đầu rồi không nói gì thêm. Người trong cuộc sau khi chờ cho tất cả các giáp sĩ chui vào trong những pháp khí khổng lồ trên bầu trời kia, mới độn quang cùng tiến vào trong hòn đảo lớn nhất. Sau một khắc, những pháp khí phi hành này bắt đầu khởi động, phát ra những tiếng oanh minh, bay về phía xa. Nửa ngày sau, vài chục hòn đảo đã bay đến bên trên một sơn mạch quỷ dị. Giữa phiến sơn mạch này dường như có một ranh giới vô hình. Một bên xanh tươi um tùm, chim hót hoa nở, một bên thì hắc khí cuồn cuộn, từng trận gió lạnh quét qua, mơ hồ mang theo âm thanh gào thét thảm thiết. Sau khi hòn đảo rung lên một cái, đã dừng lại một nơi cách ranh giới kia độ hơn hai dặm. Tiếp theo, trên mặt độn quang vừa hiện, nhiều đội giáp sĩ hào ào lao ra từ bên trong. Hoặc bấm niệm pháp quyết, hoặc trực tiếp bày ra các loại trận khí sao. Bên dưới lập tức bố trí thành một pháp trận siêu khổng lồ. Sao dụng cụ bày trận, vài người khác lập tức ném ra những quả cầu có màu sắc khác nhau lên không trung. Tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền đến, từng đoạn tường thành to lớn cùng các tòa kiến trúc có hình thái khác nhau đáp xuống. Trong nháy mắt, chúng đã biến thành một cứ điểm nhỏ. Cùng lúc, những khôi lối võ trang được lấy ra từ vòng tay chữ vật của các sát sĩ hiện ra giữa không trung rồi được kích hoạt cho tuần tra qua lại trên tường thành. Mà đám người bích ảnh Hàn lập sau khi bay ra khỏi hòn đảo lớn kia liền tiến về một nơi nhìn về phía ranh giới đối diện xa xa. Các vị đạo hiếu mời năm ngọn núi giống ngón tay này chính là nơi tranh tài ước định. Đến lúc đại chiến bắt đầu năm người chúng ta trực tiếp đi đến năm ngọn núi này. Một khi số người tham chiến hai bên đến đông đủ tự động sẽ có đại sư trận pháp của hai bên tiến lên kích hoạt hai tầng phòng hộ được bố trí trước đó. Chỉ khi có một bên nói ra hai chữ nhận thua, hoặc trực tiếp phân định sinh tử thì hai tầng phòng hộ này mới có thể tiêu biến. Thần sắc bích ảnh ngưng trọng giới thiệu đại khái tình hình cuộc chiến cường giả cho bọn người hàn lập. Đối phương sẽ không động tay chân lên trên cấm chế chứ. Sau khi đôi mắt văn tâm phượng lưu chuyển một hồi, bỗng nhiên hỏi. Yên tâm, hai cấm chế này hoàn toàn giống nhau, cũng không phức tạp, sau khi hai bên bố trí thì sẽ để cho đại sư trận pháp đối phương kiểm tra qua một lần. Sau khi xác nhận không sao mới để cho người bên mình tiến vào. Bích ảnh sau khi cười nhẹ giải thích hai câu. Nếu một trong những ngọn núi kết thúc sớm, phải chăng cho phép người thắng tham gia tranh đấu ở núi khác? Ánh mắt Hàn lập lóe lên hỏi một câu. Mặc dù trước đó không ước định qua vấn đề này, nhưng cuộc chiến cường giả đã vì tranh đoạt khống chế giới diện, thì dĩ nhiên muốn xem xét thực lực tổng thể hai bên. Bích ảnh sờ nhúm dâu ngắn trên cằm, trả lời đầy thâm ý. Tại hạ đã minh bạch, mặc dù câu trả lời có chút mơ hồ, nhưng Hàn Lập vẫn bày ra bộ dạng mỉm cười. Lần tranh đấu này không bị hạn chế bất cứ điều gì, chỉ cần đánh bại hoặc đánh chết đối thủ, bất cứ thần thông, pháp bảo nào đều có thể thi triển hết mức. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của chúng ta, đánh bại đối thủ có lẽ không khó, nhưng muốn đánh chết chỉ e là chuyện muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, đối phương cũng không phải hạng tầm thường, một ít bí pháp sở tu có chút khác biệt với những điều chúng ta từng biết chư vị đạo hữu cũng nên cẩn trọng một chút bích ảnh dặn dò một câu bích huynh yên tâm ta cũng không phải loại chưa gặp qua quỷ vật cường đại từ sớm đã chuẩn bị vài thứ pháp bảo khắc chế mặc dù đối phương khác biệt so với quỷ vật bình thường nhưng tin rằng vẫn có hiệu quả nhất định sau khi dùng ngọc chỉ sao vuốt phe tiểu thú trong lòng ngực văn tâm phượng cười nói sao ngón tay ngọc ngà thần thông văn tiên tử vốn có vài phần khắc chế quỷ vật lại chuẩn bị thêm một ít bảo vật đặc thù tin rằng tỷ lệ thắng cuộc không thể nhỏ được bích ảnh nghe vậy thì đại hỷ điều này cũng khó nói ta nghe nói những nhân vật trong âm ti thập vương đều là quỷ vật cường đại nhất của giới diện bên kia thực sự động thủ cũng không hề dễ đối phó đâu phan tâm phượng lắc đầu đáp ha ha tiên tử quá khiêm tốn rồi đối phương không dễ đối phó nhưng năm người chúng ta cũng đâu phải tồn tại bình thường tin rằng kết quả trận chiến này sẽ làm bích mỗ thỏa mãn được rồi chư vị hãy vào chỗ nghỉ ngơi tạm thời trước đi. Chờ sau khi huyết sát đạo hữu đến tụ hợp, chúng ta có thể phái người đến năm ngọn núi bố trí pháp trận. Có lẽ những quỷ vật của minh giới bên kia cũng đã đến rồi. Bích ảnh nói xong nhìn về phía ranh giới hắc khí đang cuồn cuộn kia. Cùng thời gian, một nơi sâu bên trong hắc khí mấy trăm dặm, có gần trăm ngọn núi trắng to lớn đến ngàn trượng đang lẳng lặng phiêu phù trên không trung. Bốn phía quanh những ngọn núi này bóng đen trùng trùng điệp điệp, mơ hồ thấy được vô số quỷ ảnh âm hồn bay múa không ngừng. Nếu tu luyện giả có tu luyện linh mục, thì có thể nhìn xuyên qua gió lạnh, thấy được một chút những ngọn núi màu trắng. Những ngọn núi này có bề mặt gập ghềnh, mà trời chấp động liên hồi, rõ ràng được hình thành do vô số xương trắng chồng chất lên nhau. Tại vài lối ra, luôn có một ít quỷ vật mặt xanh nanh vàng ra ra vào vào. Bộ mặt đám quỷ này đều hung thần ác sát, khí tất cả bọn cũng không tệ. Bên trong những ngọn núi này, có một tòa khác biệt so với những ngọn núi bằng xương trắng khác. Xung quanh có gần ngàn tên ác quỷ mặc giáp xương trinh tề, tay cầm vô số các loại binh khí tuần tra qua lại. Tại một cung điện đỏ như máu trong ngọn núi này, vài bóng đen mơ hồ huyền ảo đang ngồi trên những chiếc ghế đen nhánh, bằng phẳng, trò chuyện với nhau. Chỉ là một tiểu giới diện mà lại để cho năm người chúng ta chạy đến đây, liệu có đánh giá cao đối phương quá hay không? Chỉ cần cho ta trăm vạn âm lân quân, một mình ta cũng có thể đem đối phương nhổ đi toàn bộ cần gì phải cử hành cuộc chiến cường giả gì gì đó quả thực vẽ vời thêm chuyện một bóng đen thân hình cao lớn lạnh lùng nói hư đừng quá xem thường đối phương nếu những sinh linh kia thật sự dễ đối phó thì mấy tên quỷ vương phụ trách trước kia cũng không ôm thương tích chạy về sau mấy lần đại chiến với đối phương hơn nữa chúng lại có thể áp chế thực lực bên ta không thể tiến thêm nữa bước có lẽ trong trận đại chiến này đối phương sẽ cử ra những kẻ mạnh nhất không nên quá tự kiêu nếu thật sự lật thuyền trong mương Đến lúc quay về để bọn người Thiên Luân Vương cười vào mặt năm người chúng ta. Đối mặt với Minh Hùng lão đại cũng không biết ăn nói thế nào. Một bóng đen thon thả thản nhiên nói, "Những kẻ mạnh nhất trong đối phương, cái này hợp ý ta, ngu âm tỏa tâm chủy của ta còn thiếu một tinh hồn của cường giả làm khí linh. Nếu có thể đánh chết đối phương, thì pháp khí này của ta có thể đại thành rồi." Một bóng đen cao lớn khác đỉnh đạc trả lời, dường như không để trong lòng đáng tiếc minh hùng lão đại đang tranh đoạt một âm giới với giả quỷ nhất tộc đến chỗ mấu chốt căn bản không thể nào phân thân nếu không dùng thần thông nghịch thiên không thua gì chân tiên tham gia trận chiến lần này thì đối phương không có một tia cơ hội nào bóng đen thứ ba thở dài rồi mở miệng thực lực giả quỷ nhất tộc không phải chuyện đùa nghe nói thần thông của tộc trưởng bọn hắn sâu không lường được chỉ có minh hùng lão đại ứng phó được hơn nữa so với tiểu thế giới còn cần nhiều năm để biến hóa về chất này thì âm giới ra đời do trời sinh quan trọng hơn rồi Bóng đen thon thả không chút hoang mang nói, chúng ta đều đã đến đây, trận chiến mấy ngày sau khẳng định sẽ xuất thủ toàn bộ. Chuyện này không cần nói gì thêm, dùng thực lực của chúng ta, thắng lợi sau cùng có thể nắm chắc đến hơn 7-8 phần. Mấu chốt là sau khi chiến thắng, đối phương có thể tuân thủ ước định, rút khỏi khu vực khống chế hay không. Thất khiếu vương, những chuyện phía sau người có thể chuẩn bị xong chứ. Một âm thanh âm trầm như độc xà bỗng nhiên vang lên từ miệng một bóng đen không nói gì từ nãy giờ. Nghe xong lời này, thân hình những bóng đen lúc trước đều vô thức nghiêm chỉnh lại, lập tức ngậm miệng không nói. chương 2376, Hung Ti Vương Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị hết thảy rồi, ngàn vạn quỷ binh đã lẻn tới vị trí định sẵn, đáng tiếc vị trí của đối phương là một chủ giới diện không cách nào chuyển hóa theo ý, bằng không chúng ta có thể thông qua nơi nhập khẩu của bọn chúng vào giới này mà trực tiếp xâm nhập ngược trở lại tới giới diện của bọn chúng. Bây giờ sử dụng phương thức cuộc chiến cường giả để giải quyết vấn đề cũng tốt, suy cho cùng thì ngoại trừ cái tiểu thế giới này ra bọn chúng và chúng ta cũng chẳng có xung đột lợi ích gì quá lớn cả thân ảnh một người có dáng vóc thấp bé cuối cùng đột nhiên phát ra âm thanh lanh lảnh như trẻ con trả lời thông qua việc siêu hồn những sinh linh bị bắt làm tù binh chúng ta đã biết được đối phương tới từ một quần thể giới diện cỡ nhỏ đã hoàn toàn bị phong bế sớm đã mất đi liên hệ với tiên giới nếu không phải vì một lần chấn động mà cái tiểu thế giới này cực kỳ trùng hợp lại liên thông với hai cái chủ giới diện thì chúng ta căn bản chẳng thể nào tiếp xúc với đối phương. Cũng bởi vậy, hệ thống tu luyện của đối phương từ thời kỳ thượng cổ đến giờ vẫn một mực chưa hề có biến hóa gì quá lớn, hơn nữa lưu lại một vài bí thuật công pháp mà giới diện khác hiếm thấy, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lão đại minh hùng một lần phái cả năm người chúng ta tới đây. Một phương diện là hy vọng năng lực của chúng ta có thể chèn ép được đối phương mà lấy đi tiểu giới diện này, mặt khác cũng hy vọng năm người chúng ta có thể từ những trận đại chiến với các kẻ địch khác nhau mà lĩnh ngộ ra được chút gì đó. Các ngươi không nhận thấy năm người chúng ta trong số 10 người là những kẻ đã sớm bị vướng ở bình cảnh nhiều năm, thực lực đều không ai có cách nào tiến thêm được nữa hay sao?" Bóng đen phát ra âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói. "Có lẽ thực sự là như thế, Minh Hùng lão đại đúng là có tâm. Hắc hắc, hệ thống tu luyện từ thời kỳ thượng cổ, đây đúng là thứ hiếm thấy. Hy vọng bọn chúng sẽ không làm ta thất vọng." Bóng đen cao lớn nghe vậy, hai mắt sáng lên. "Được rồi, nếu mọi người đã không có vấn đề gì khác, vậy thì hôm nay nói tới đây thôi, tất cả trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu phái người tiếp xúc với đối phương, bắt đầu bố trí cho tốt cấm chế đã ước định sẵn ở nơi quyết đấu. Bóng đen phát ra âm thanh trầm thấp cuối cùng quyết định nói. Những bóng đen khác tự nhiên gật đầu đồng ý, vì thế sáng sớm ngày thứ hai, nơi đường ranh giới của năm ngọn núi, từng nơi xuất hiện một vài giáp sĩ và một ít quỷ vật dữ tợn có hắc khí lượn lờ quanh thân, mỗi nhóm chiếm lấy một nơi bắt đầu bận bịu bày trận. Đúng nửa ngày sau, Trận pháp sư của hai bên mới bố trí hoàn tất từng phần một, rất nhanh chóng ăn ý mà lập tức trao đổi vị trí kiểm tra lẫn nhau. Tiếp sau vài canh giờ, tất cả các trận pháp sư đều rút lui khỏi đỉnh núi, chỉ còn lưu lại một ít vệ sĩ canh gác ở đó. Qua một ngày nữa, thời điểm ngay khi Hàn Lập đi từ chỗ nghỉ ngơi tới đại sảnh của cứ điểm Lâm Thời, rốt cuộc cũng nhìn thấy vị cường giả tiếng tăm lừng lẫy nhất nhì huyết thiên đại lục là huyết sát, đó là một nam tử trung niên trông có vẻ bình thường, toàn thân mặc trường bào màu xám, đầu quấn một cái băng huyết lóng lánh dưới hàm còn có một vài sợi dâu ngắn chẳng qua khi ánh mắt của hàn lập khẽ quét qua thân thể đối phương lại có thể cảm ứng được rõ ràng một luồng khí huyết tinh cực kỳ kinh khủng ẩn úp bên trong khiến cho hắn cũng không nhịn được mà âm thầm dùng mình hàn lập chưa kịp nói với vị cường giả mời xuất hiện này điều gì lập tức dưới sự chào hỏi của bích ảnh mà cùng nhau rời khỏi đại điện trực tiếp bay lên bầu trời bên trong một tòa đảo nhỏ sau một khắc pháp khí khổng lồ này chở mấy người bay thẳng tới tiền phương không bao lâu sau Đảo nhỏ đã bay đến trời cao cách năm ngọn núi hơn 10 dặm, một lần nữa dừng lại tại đó. Tiếp đó thân hình của năm người Hàn Lập vụt ra, trực tiếp xuất hiện phía trên đảo nhỏ, yên lặng nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy cách đó không xa, bên trong một mặt của đường ranh giới đầy hắc khí vang lên âm thanh ầm ầm, một tòa núi lớn làm từ bạch cốt từ đó bay ra cũng đồng dạng dừng lại ở đỉnh núi gần đó. Phù phù một tiếng, một luồng khí đen từ trên ngọn núi bạch cốt tỏa ra, bên trong mơ hồ có vài bóng đen cao lớn khác nhau chớp động đồng tử của bích ảnh co rụt lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng tại chỗ không nói một lời đám người hàn lập tự nhiên cũng dò xét không ngừng phía trong hắc khí đối diện nhưng tất cả đều không lộ chút dị sắc nào chờ tới thời gian hơn một bữa cơm bầu trời vốn đang lơ lửng một vầng mặt trời màu trắng đột nhiên thoáng chốc ảm đạm hơn ba phần những giáp sĩ và quỷ vật vốn đang đứng gần đỉnh núi lập tức theo ước định cùng nhau giải tán từng tên một cực nhanh rút về một hướng khác nhau bích ảnh gặp tình hình này thần sắc mới động chắp tay về phía những người khác nói. Chư vị đạo hữu, thời gian đã tới. Trận chiến này bất kể thắng hay bại, thù lao tại hạ hứa hẹn đều quyết sẽ không ít đi nửa phần. Có câu nói này của Bích Huynh là được rồi. Huyết sát cười nhạt, đầu vai vụt qua, dẫn đầu hóa thành một luồng cầu vồng đỏ như máu bắn tới một tòa núi. Kiện đồ vật mà lôi mỗ cần ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ. Lôi huynh yên tâm, đồ vật đã sớm tìm về, chỉ đợi đạo hữu tới lây nữa thôi. Đại hán mặc giáp bạc họ lôi nghe được lời hứa hẹn từ chính miệng của Bích ảnh liền cười to một tiếng dưới chân ầm vang chống không hiện ra một đóa lôi vân nâng thân hình đại hán bay lên nữ tử xinh đẹp văn tâm phượng thoáng chốc ném tiểu thú trong nay về phía ao, nó lăn một vòng tại chỗ rồi bỗng hóa thành một con trồn lớn màu bạc có hai cánh thịt mọc sau lưng con thú này chỉ khẽ động hai cánh liền hóa thành một luồng sáng bạc bắn đi đột nhiên lượn một vòng lớn liền đưa văn tâm phượng lên lưng rồi mới bắn tới một hướng xa xa Hàn lập mỉm cười chắp tay chào bích ảnh ở bên cạnh một cách qua loa rồi mới bay nhanh về phía trước. Chỉ thấy sau một cái chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi chỗ cũng không thấy đâu, nhưng một khắc sau liền thoáng chốc xuất hiện bên ngoài trăm trượt, sau và bước liên tiếp đã trực tiếp đến phía trên bầu trời của ngọn núi thứ hai bên phải. Bích ảnh trông thấy tất cả những người khác xuất phát, lại không biết cố tình hay vô ý lưu lại tòa núi lớn ở chính giữa cho bản thân, lập tức tự giễu cười hắc hắc, hai tay phất lên phía trước, thân thể giống như một con chim lớn nhẹ nhàng bay thẳng tới phía đối diện dường như đồng thời ngay khi năm người hàn lập hành động bên trong hắc khí phía trên đảo nhỏ đối diện cũng nổ vang một tiếng thoáng chốc phân thành năm phần cuồn cuộn bay tới năm ngọn núi ngay khi hai chân của hàn lập vừa chạm xuống đất bằng trên đỉnh núi một luồng khí đen dưới tiếng rít cũng thoáng chốc hạ từ trên cao xuống phanh một tiếng thật lớn cả ngọn núi khẽ run lên mọt bóng đen cao lớn dị thường thoáng chốc xuất hiện bên trong một cái hố lõm cực lớn mang theo cuồn cuộn hắc khí hai mắt hàn lập nhíu lại đánh giá trên dưới đổi phương kết quả khiến nội tâm hắn khẽ động. Chỉ thấy toàn thân bóng đen cao lớn này như bị che phủ bởi một tầng bóng mờ như màn đen, trừ một chút ngoại hình bên ngoài thì căn bản không nhìn thấy được chân dung đối phương một cách rõ ràng. Chỉ có thể thấy được đại khái phía trên đỉnh đầu bóng đen có một đôi sừng cong cực lớn, tứ chi đều dài hơn một phần lớn so với người thường, hai mắt đỏ thấm tràn đầy vẻ bạo ngược, vừa tiếp xúc với chúng đã khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi như đang trực tiếp đối mặt với một con thú lớn hoang dã. Tiểu tử, người chọn chúng hung ti vương ta làm đối thủ xem như chọn đúng người rồi, lát nữa bản vương nhất định sẽ giúp ngươi chết mà không phải chịu chút đau khổ nào. Bóng đen cao lớn dùng đôi hung nhãn nhìn chòng chọc hàn lập, một lúc sau mới nắm chặt hai tay, phát ra một tiếng cười lạnh dữ tợn. Hung ti vương, thú vị thật, bản sự của các hạ nếu cũng lớn như khẩu khí thì ta thật sự chờ mong đạo hữu sẽ làm thế nào đấy. Hàn lập ngáp một cái, dáng vẻ không hề để trong lòng. Lúc này, chu vi cả ngọn núi đột nhiên vang lên âm thanh ông ông, Tiếp đó hơn trăm cột sáng chia làm hai vòng từ đất đá phóng lên cao, sau một hồi lay động mơ hồ liền biến thành hai tầng màn sáng khổng lồ năm màu, đem toàn bộ ngọn núi che hết ở phía dưới. Hai mắt của Hàn Lập quét nhìn bốn phía, phát hiện thần niệm vừa tiếp xúc với màn sáng lập tức bị bắn ngược trở lại, hết thảy mọi thứ bên ngoài đều bị cách biệt, căn bản không thể nhìn thấy chút động tĩnh nào từ những ngọn núi liền kề. Xem ra, hai cấm chế này là để cho hai bên có thể chuyên tâm tới cuộc chiến của bản thân, phòng ngừa ngay từ đầu đã có chiến đoàn khác quấy nhiễu thời điểm trong lòng hàn lập đang còn nghĩ vậy bóng đen cao lớn đối diện lại ngẩng đầu nhìn màn sáng trên trời cao một cái bỗng nhiên gầm nhẹ tức thì một luồng khí tức khổng lồ từ trên thân nó tuôn ra như thực chất hóa thành một cơn lốc đen xỉ phóng vút lên cao cơn lốc này chấp một cái bỗng nhiên như tê liệt à tan hết ở không trung bộ dáng dữ tợn của bóng đen cao lớn rốt cục cũng hiển lộ hoàn toàn ra ngoài rõ ràng là một quái vật cao hai trượng đầu châu thân người cực lớn quỷ vật này có làn da sám trắng thân người mặc một bộ giáp đen thui, dáng vẻ cổ quái, phía trên mọc vô số gai nhịn dài gần một tấc, một tay sách một lang nha bổng đỏ tươi không biết làm từ chất liệu gì, mũi trên của nó khảm nạm một vòng đồng vàng tươi, mắt lộ hung quang nhìn về phía Hàn Lập. Thú vị, hóa ra là do sau này đoạt xá thân thể hung thú rồi luyện hóa mà thành, nói như vậy, hung ti vương các hạ có lẽ rất tự tin với khối thân thể này. Hàn Lập quan sát rõ bộ dáng của đối phương, lại cười khẽ nói. Có tự tin hay không, người tự mình thể nghiệm một chút không phải sẽ biết ngay hay sao? Hung ti vương cười to, binh khí đỏ tươi trên tay quay một vòng, đột nhiên đập vài cái về phía đối diện nhanh như tia chớp, ầm ầm nổ lớn, lập tức bầu trời trên đầu Hàn lập bộc phát ra một hồi chấn động, vài đoạn hư ảnh lang nha bổng khác nhau bỗng hiện ra rồi đồng thời đập xuống. Còn chưa thực sự hạ xuống mà những lang nha bổng này đã bí mật mang theo một luồng sức mạnh to lớn như cuồng phong bão vũ cuốn xuống trước. Hàn lập không thèm ngẩng đầu nhìn một cánh tay mơ hồ nắm tay vàng rực từ trong tay áo thỏ ra, tùy ý đánh ra một đòn, lập tức một quyền ảnh màu vàng trống không phóng lên cao, hung hăng đập vào luồng lực to lớn đang hạ xuống. một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, sóng khí màu trắng xen lẫn với hào quang màu vàng kim, hư ản vài đoạn lang nha bổng cùng với quyền ảnh màu vàng đồng thời trước một cái cùng nhau triệt tiêu. a, à, lực lượng thân thể của ngươi cũng không yếu, trong mắt vốn không hề che đậy vẻ khinh miệt của Âm Ti Vương lập tức hơi ngưng lại. Mặc dù công kích vừa rồi của nó căn bản chưa hề vận dụng tới một hai phần khí lực, nhưng nhìn dáng vẻ hơi hợt của đối phương hiển nhiên một quyền kia cũng đồng dạng không vận dụng bao nhiêu thần thông. Điều này khiến cho vị ác ma hung ti vương vốn nổi danh ngang ngược ở minh giới cảm thấy có vài phần bất ngờ. Nhưng hàn lập ở đối diện lại căn bản không chờ đối phương nghĩ thêm điều gì, một tay phất ra hư không, ánh sáng màu xanh chấp động, chống không hiện ra một trường kiếm màu xanh lấp lánh, cổ tay rung lên, tức thì vang lên tiếng nổ lớn suy suy. Vô số tia sáng màu xanh từ trên thân kiếm bộc phát ra rồi ùn ùn bắn tới phía đối diện. Chương 2377, Ngũ Ma. Hung Ti Vương vừa thấy thanh ti đánh tới, con mắt hung dữ hít lại, lang nha bổng cầm trong tay tùy ý quét ra trước người một cái, hít sâu một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng giống to rung trời lở đất. Tiếng giống vừa ra khỏi miệng, hư không trước người Hung Ti Vương mơ hồ vặn vẹo một trận, tạo thành một tầng hào quang dày trong suốt như chân không. Một kích của thanh ti như mưa ảo ảo đánh lên trên nhưng lại biến mất trong đó không một tiếng động, như đá chìm vào đáy biển, không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn Lập trông thấy một màn này, trên mặt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, trường kiếm màu xanh trong tay lần nữa thoáng hiện, lập tức lóe lên biến thành trường kiếm lớn khoảng một trượng, chém một kiếm về phía xa trong hư không. Tiếng xé gió vang lên, một quần kiếm ảnh dài vài chục trượng bất chợt hiện ra ở đỉnh đầu hung ti vương, khí thế hung hăng chém xuống một cái. Hung ti vương hừ lạnh một tiếng, Lang Nha bổng trong tay không chút do dự hướng lên trời đón đỡ một kích này. Âm thanh quỷ khóc nổi lên, vô số hắc khí cuồn cuộn tuôn trào ra từ trong Lang Nha bổng hóa thành một con hắc long phóng thẳng lên trời. Một tiếng vang thật lớn, bóng kiếm màu xanh chưa kịp chém xuống, lập tức bị hắc long dương nhanh múa vuốt đánh cho tê liệt nát bấy. Hơn nữa sau khi Lang Nha bổng ở trong tay hung ti vương đột nhiên run lên lần nữa, chợt phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đánh thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập nhìn vào hắc long, sắc mặt không thay đổi chút nào từ trong thân thể vang lên những tiếng âm thanh bén nhọn, một làn phi kiếm màu xanh từ các nơi bên trong thân thể mãnh liệt bắn ra, xoay tròn một vòng rồi bay đến cùng một chỗ, lập tức hóa thành một liên hoa kiếm to cả mẫu. Hàn lập thúc dục kiếm quyết một tiếng, liên hoa kiếm từ từ nở rộ mở ra, tạo thành một cái lồng đón hắc long đang nhào tới. vô số kiếm quang sắc bén răng khắp nơi, tức khắc đem đối phương cứng rắn chém thành vô số mảnh vụn rồi lại hóa thành hắc khí hào ảo nổ tung. Ha ha, rất tốt mặc dù mới vừa rồi chỉ là thử dò xét một cái nhưng thực lực của ngươi cũng thật đúng là không hề thua kém cũng đủ để cho bổn vương tận hứng đánh một trận hôm ti vương thấy hắc long bị hủy nhưng không giận mà còn cười rộ lên nhưng vừa dứt lời trong nháy mắt hắn đã dương lang nha bổng ở trước người lên một lần nữa trong miệng lẩm bẩm phát ra âm thanh trầm thấp trong phút chốc lang nha bổng trong tay chợt huyết quang đại phóng biến thành một cây huyết phiên kỳ xương trắng làm cán huyết phụ làm phiên làm cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Huyết phiên vừa mới thành hình ở trong tay hung ti vương, lập tức đã bị ném chẳng lên trời. Oanh một tiếng, mặt ngoài huyết phiên hư không hiện ra vô số hắc sắc điện quang lượn quanh, đồng thời huyết vụ trên mặt phiên sau khi cuồn cuộn ngưng tụ lại, từ trong đó có năm đầu khô lâu lớn khoảng miệng chén bay ra, sau khi đón gió thoáng cái bỗng nhiên hóa lớn to cỡ bánh xe, hai mắt chớp động huyết giếm, miệng phun ra tinh mang xanh biếc. Đây là, Hàn Lập vừa thấy màn này, cũng không khỏi hơi ngẩn người ra. Hắc hắc, tiểu tử, đây là nguyên anh cường địch mà bổn vương chém chết trước đây rồi dùng để luyện hóa thành âm ma chân chính. Nếu ngươi cũng rơi vào trong tay bổn vương, nói không chừng cũng có cơ duyên trở thành âm ma tôn thứ sáu của bổn vương. Hùng ti vương cười như điên một tiếng, một tay chỉ thẳng tới mấy đầu khô lâu đang ở trên trời. Nhất thời trong mắt tất cả mấy đầu khô lâu bừng lên huyết diễm, ở trong kim quang biến ảo thành năm con quỷ yêu màu vàng. Con nào cũng tóc tím xã ngang vai, mặt xanh nhọn, 10 ngón tay sắc bén, hơn nữa cả người huyết diễm bao quanh, bộc phát ra hơi thở kinh khủng không hề thấp hơn tồn tại đại thừa bình thường. Đi, hung ti vương phân phó một tiếng, chỉ tới hàn lập một cái. Nhất thời năm con quỷ yêu màu vàng phát ra âm thanh ô ô quái dị, thân hình vừa động, lập tức hóa thành năm đoàn kim quang bắn thẳng tới hàn lập. Rất thú vị, vậy mà lại có thể làm mất đi tinh hồn nguyên anh rồi chuyển hóa thành hung ma bực này, cái này cũng là thủ đoạn rất ít thấy nhưng nếu cho là chỉ có một mình ngươi mới có trợ thủ thì đây chính là một sai lầm rất lớn hàn lập gặp phải tình hình này nhưng lại khẽ nở nụ cười tiếp theo tay áo run lên nhất thời một đoàn kim quang từ trong bắn ra đón gió thoáng một cái hóa thành kim đồng toàn thân trải đầy linh văn màu từ kim chính là phệ kim trùng vương giải thoát hết cho chúng nó đi bằng thần thông của ngươi thì không có vấn đề gì chứ hàn lập quay sang phệ kim trùng vương nhàn nhạt hỏi một câu kim đồng lạnh lùng nhìn năm tên quỷ yêu đang xông tới không nói hai lời dẫm một chân xuống, lập tức xung quanh vang lên tiếng suy suy, từng đạo kiếm khí vô hình phát ra từ trên người nó, tiếp theo thân hình nó mơ hồ một cái rồi dung nhập luôn vào trong trong những đạo kiếm khí này, hóa thành một mảng kim mang sắc bén lao thẳng đến lũ quỷ yêu đối diện. Từ miệng của năm con quỷ yêu đối diện lại phát ra âm thanh vang lớn, trong đó một con có vẻ hung hãn nhất, đột nhiên vung cánh tay lên, lại cắm trực tiếp hai cái quỷ chảo vào trong những kiếm quang này. Âm thanh rắc rắc lập tức vang lên, mười ngón tay kể cả non nửa đoạn cánh tay trong nháy mắt liền bị kiếm quang kim sắc chém cho nát bấy kiếm quang kim sắc sắc bén đến mức gần như chém sắt như chém bùn làm cho quỷ yêu này bình thường vốn thân thể có thể ngạnh kháng được cả đỉnh dai bảo vật nhưng ở trước mặt nó thì cũng không thể chịu được một kích quỷ yêu này tự nhiên thất kinh nhưng thân hình mắt một cái liền chợt lóe biến mất vào hư không gần đó không thấy bóng dáng nữa bốn tên quỷ yêu còn lại lại hé miệng lớn một đoàn lôi hỏa màu đen cuồn cuộn tuôn ra rồi rất nhanh nổ tung cuộn lại làm một, hóa thành một phiến đại dương màu đen cùng với Kim Hà đồng thời đánh tới nhau. Hắc khí cùng kim quang đan vào nhau, phảng phất giống như hai đầu cự thú đang dùng hết tất cả khí lực liều mạng chém giết. Trong Kim Hà đột nhiên vang lên tiếng xé gió, 10 đạo kiếm quang to lớn nối thành một đường đồng thời bổ ra, cứng rắn chém hắc khí ra thành một lỗ hồng cực lớn, rồi lại tiếp tục chém vào sâu bên trong nữa. Nhưng vào lúc này, chỗ lỗ hồng đồng thời dao động, tên quỷ yêu vừa biến mất kia đột nhiên thoáng cái hiện ra hai bàn tay cùng nửa đoạn cánh tay vốn đang trọng thương tất cả đều khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa sau khi sắc mặt nhanh sắc vừa hiện, lập tức mở to miệng phun ra một viên cốt châu huyết sắc. Phanh một tiếng, cốt châu này không biết là loại bảo vật gì, những kiếm quang kim sắc kia chém đến phía trên chẳng những bắn ngược lại, hơn nữa lại còn bị huyết quang xâm nhiễm mà tán loạn diệt phong. Cốt châu này không ngờ lại còn có công hiệu làm ô uế bảo vật, tiếp theo sau khi quay tít một vòng, vô số hắc khí từ phía trên điên cuồng tuôn ra, rất nhanh đem quỷ yêu mới hiện ra cùng với viên châu tất cả đều bao phủ vào trong đó. Đợt giao phong đầu tiên, kiếm quang không cách nào đem hắc khí chặt đứt hoàn toàn, mà dù có cốt châu chống đỡ thì hắc khí cũng không cách nào đánh tan kiếm quang kim sắc, hai bên như sóng lớn không ngừng đánh vào nhau, nhưng trong lúc nhất thời không bên nào có biện pháp làm gì được đối phương, nên tạo thành cục diện rằng co. Hết thảy chuyện này nhìn như phức tạp, nhưng đối với Hàn Lập và Hung Ti Vương cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hung Ti Vương vừa thấy được kim đồng xuất hiện, trước hết là sừng sốt, hơn nữa vừa thấy năm tên quỷ yêu mà mình yêu thích hợp lực lại nhưng miễn cưỡng mới có thể ngăn cản kiếm khí do kim đồng biến thành, con người không khỏi co rụt lại, lúc này theo bản năm hỏi một câu. Đây là linh thú gì? Sao lại có thần thông lớn như vậy? Hơi thở hình như có vài phần quen thuộc. Các hạ cho là ta sẽ nói sao? Hàn lập hời hợt trả lời một câu. hư không nói, vậy ta liền đánh để cho người nói. hung ti vương nghe vậy giận dữ, một tay bấm quyết, thân hình bỗng nhiên lớn lên, đồng thời hắc khí tuôn ra nhẹ nhẹ phía sau lưng, ở phía sau hư không biến ảo ra thành một gương mặt quỷ rất lớn, cũng lập tức há miệng phun ra một giải lụa màu đen rất dài, sau một cái mơ hồ, không hiểu bằng cách nào có thể duỗi dài qua trăm trượng giữa hư không, xuất hiện đến gần Hàn Lập trong gang tấc, đánh một đòn phủ đầu. Hàn Lập không động tay chân, nhưng không gian phía trước người đột nhiên dao động, một màn sáng mênh mông trống giống hiện ra, chính là nguyên tử thần quang chuyên khắc chế lực ngũ hành. Nhưng một màn làm cho Hàn Lập sợ hết hồn xuất hiện giải lụa màu đen sau một cái chớp động lập tức đánh vào phía trên, màn sáng màu xám cho phẳng phất như đồ sứ trong nháy mắt vỡ vụn, tiếp theo lại xuất kỳ bất ý quấn quanh hàn lập bảy tám vòng, quấn lại thành một cái cửa kén màu đen. Phốc một tiếng, một tầng huyết diễm phủ lên mặt ngoài hắc kén, biến tất cả thành một đoàn hỏa cầu rất lớn. Ở nơi xa hung ti vương cũng không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại sau một tiếng cười gần, một tay vỗ nhẹ vào hư không, nhất thời một cổ khí tanh hôi theo đó tuôn ra, một cây búa lớn dài mấy trượng đen nhánh như mực thoát cái xuất hiện, nhanh như tia chớp chém mạnh xuống hỏa cầu nơi xa một cái. Xuy suy một tiếng bén nhọn, phía trên hỏa cầu hàn quang chợt lóe, một búa hết sức sắc bén bổ xuống ngay chính giữa hắc kén đang biến thành cầu lửa. Keng một tiếng kim loại va chạm truyền tới, cây búa đầu tiên là cứng rắn bắn ngược lên, tiếp theo rung lên tấc tắc vỡ vụn mà tan. Tiếp theo một tiếng giống to từ trong hỏa cầu truyền tới, sáu bàn tay lông lá cùng một lúc từ trong phá ra đồng thời ngân diễm hừng hực từ trong một bàn tay phóng lên cao, sau khi chụp xuống phía dưới, lập tức đem tất cả huyết diễm thôn vệ biến mất, lần nữa đem Hàn Lập bên trong hiển lộ ra. Lúc này Hàn Lập rõ ràng đã biến hóa thành một kim mao cử viên ba đầu sáu tay, bên ngoài thân một tầng ngọn lửa màu bạc cuồng trước không chừng, sáu con mắt lạnh lùng nhìn về phía Hung Ti Vương nơi xa. Hung Ti Vương trên mặt trở nên âm tình bất định, cũng không ngờ tới mới vừa rồi công kích như vậy, vẫn không thể làm Hàn Lập thương tổn một chút nào. Nhưng sau một khắc, sáu cánh tay cự viên chợt cử động, sáu quả đấm màu vàng nhất thời hóa thành vô số quyền ảnh điên cuồng trào ra, sau khi mơ hồ một cái, tất cả đều hóa thành quang cầu bắn ra. Hung Ti Vương hừ lạnh một tiếng, há miệng hét lớn, âm thanh giống to lần nữa bộc phát ra, một màn hào quang chân không trong nháy mắt chắn trước mặt. Quang cầu màu vàng nhất thời như mưa xối xả đánh vào phía trên. So với lúc trước khác biệt rất lớn, quyền ảnh biến thành quang cầu trong nháy mắt khi đánh trúng màn hào quang, tất cả đều từng cái một đều bạo liệt nổ tung, từ trong phát ra uy năng kinh khủng hết sức đánh vào. Cho dù màn hào quang chân không tạo ra từ tiếng giống huyền diệu vô cùng, nhưng vì quá nhiều quang cầu đánh tới nổ tung ra như vậy, vẫn phải tắc tắc vỡ vụn ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không còn gì ngăn cản, sau một tiếng oanh minh, tất cả những quang cầu còn lại lao thẳng về phía bản thể hung ti vương đã hiện rõ. Mà hung ti vương đối mặt với cảnh này lại không tránh, cánh tay cầm búa lớn màu đen chỉ đưa ngang ra trước người, tiếp theo hắc quang chợt lóe, lập tức biến hóa thành một lá chắn bằng xương cực lớn. Mặt quỷ cực lớn sau lưng hung ti vương sau một cái mơ hồ, lập tức âm u xuất hiện ở trên lá chắn cốt, bỗng nhiên miệng to há rộng, một cổ hấp lực kinh khủng đột nhiên từ trong miệng phóng ra. Quang cầu màu vàng dày đặc sau khi bị cổ hấp lực này hút vào, không tự chủ được ào ào thay đổi phương hướng chui vào trong miệng của mặt quỷ, chỉ thấy được bên trong kim quang điên cuồng chấp động, tiếng sấm không ngừng, cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Chương 2378, quỷ khí cuồn cuộn. Sau khi mặt quỷ đem tất cả quang cầu trong miệng cắn nuốt không còn chút nào, miệng hung ti vương lẩm bẩm vài tiếng, hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết màu xanh vô cùng thảm thiết, chấp lên một cái rồi nhập thẳng vào bên trong mặt quỷ. Trong phút chốc, mặt quỷ trên lá chăn ợ lên một tiếng, hình thể cuồng trướng lên, sau vài cái chấp động bất ngờ hóa thành một quái vật lớn như ngọn núi nhỏ, hung hăng há cái miệng khổng lồ đớp tới phía hàn lập. Sắc trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm hơn, cái đớp của mặt quỷ trông cũng có vẻ bình thường thôi nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị như thể là muốn nốt trọn cả quả núi. Thôn phệ thiên địa, cự viên ba đầu sáu tay lập tức biến sắc, thoáng cái đã thốt lên được tên đại thần thông mà mặt quỷ thi triển, nhưng lập tức gầm nhẹ một tiếng, sáu cánh tay đồng thời dương lên, phù văn màu vàng điên cuồng tuôn ra, lại tự động hóa thành từng viên cầu vàng kim bắn ra phía trước. Sáu khối kim cầu thuấn di một cái, lập tức cùng lúc xuất hiện ở dưới cái ma quỷ, chấp lên một cái rồi cùng bắn thẳng tới một vị trí. Một tiếng phốc vang lên, sáu khối kim cầu đồng thời nổ tung vô số phù văn cuộn lại lập tức biến thành một vòng xoáy vàng lấp lánh vòng xoáy này chỉ mới quay tít một vòng đã đại phóng lên khoảng một mẫu tiếng phản âm truyền ra từ bên trong vô số kim văn từ trung tâm điên cuồng bay ra oanh một tiếng cái miệng khổng lồ của mặt quỷ thoáng cái đấp vào vòng xoáy màu vàng quang hà đại phóng giữa hai vật tức thì có hai loại thuộc tính lực lượng hoàn toàn khác nhau bộc phát ra tạo thành một mảng hai màu vàng đen quầng sáng giữa mặt quỷ với vòng xoáy chớp động không ngừng Hùng ti vương thấy cảnh này khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng nhưng đột nhiên bước ra một bước cả người thoáng cái lập tức biên mất không còn bóng dáng tại vị trí cũ sau một khắc bầu trời phía trên đầu cử viên chấn động một cái chân to đen nhánh mang theo từng đoàn huyết quang từ giữa không trung hung hăng dẫm xuống sáu con mắt của cử viên khẽ nhíu lại khẽ động một cánh tay không nói thêm lời nào đánh thẳng lên phía trên cao một quầng sáng kim sắc gay gắt nổ tung cái chân to màu đen sau khi hơi khựng lại lập tức bị uy năng chấn động cực kỳ lớn của quầng sáng đánh vỡ tung nhưng chỉ khoảnh khắc sau ở vùng hư không trên cao xuất hiện chấn động nhộn nhạo như mặt nước hung ti vương hóa thân thành một cự nhân cao đến ngàn trượng dần dần hiện ra sau khi cúi xuống dưới cười gần một tiếng hai cánh tay trở động lập tức hóa thành hai đám mây đen hung hăng chụp xuống dưới huyết diễm trong mây đen bắn ra tung tóe kèm theo là cả một làn khí thanh hôi ngửi thấy mà phát nôn tới hay lắm nhìn đối phương hóa thân thành cự nhân cậy vào thân thể cường đại trực tiếp tấn công tới hàn lập đang biến thành cự viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khẽ quát một tiếng một tay bấm pháp quyết thân hình cũng hóa lớn lên trăm trượng đồng thời bên ngoài thân hiện lên vô số vân trận màu bạc lớn nhỏ không đều đột nhiên sáu cánh tay chấp lên kiếm quang trượng giản trùy sáu loại trọng binh màu vàng kim hoàn toàn khác nhau lập tức xuất hiện sau khi vung lên bỗng nhiên hóa thành sáu cơn lốc màu vàng cuồng bạo đánh thẳng lên trời một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra cơ hồ vang vọng toàn bộ bầu trời. Sau khi thân hình cự viên run lên, sáu kiện trọng binh màu vàng từng khúc vỡ vụn rồi tận diệt, cự viên cũng không tự chủ được mà phải lùi về phía sau hai bước. Mà hung ti vương biến thành cự nhân cũng hiển lộ ra thân ảnh sau khi mây đen tan hết, hai cánh tay bị hóa thành huyết vụ, so với cự viên thì càng thêm vài phần thảm hại. Nhưng đối mặt với trọng thương bậc này, ngược lại lại làm cho tính hung bạo của hung ti vương hoàn toàn bị kích thích, hắn không lùi mà tiến tới một bước, hung hăng dẫm chân thêm một cái.